cậu muốn làm gì, tôi nói cho cậu biết, giữa ban ngày ban mặt cậu đừng có không biết điều, nếu cậu dám đắc tội tôi thì có tin tôi sẽ khiến cậu không sống nổi ở Long Hải này nữa không? La Dũng Đức bị khí thế đó của Trần Triệu Dương dọa sợ nên uy hiếp lại anh. Ồ, ý của ông là, ở thành phố Long Hải này ông rất giỏi hay sao? Nghe được lời nói của ông ta thì Trần Triệu Dương híp mắt lại, lạnh nhạt nói. Tất nhiên rồi, ai mà không biết nhà họ La tôi chứ, đây chính là một gia đình thương gia nổi tiếng ở Long Hải. Cậu nhóc, giờ biết sợ rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, đã muộn rồi, cậu đã đắc tội tôi thì đừng mong sống yên ổn trên đất Long Hải này nữa, trừ phi, La Dũng Đức hưng phấn không thôi, nói đến đây, ông ta nhìn Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Nam Cung Yến chính là người có nhan sắc tuyệt đỉnh, như là tất cả phụ nữ trên thế giới này chỉ cần đứng trước mặt cô thì sẽ bị cô làm cho lu mờ vậy. Tuyên Hoàng thì tuy không được như thế nhưng có thể nhìn ra được, sau này lớn lên chắc chắn cũng là một mỹ nhân, bây giờ cả người cô ấy đều toát ra sự trẻ trung khiến người ta mê đắm. Trừ phi cái gì, nhìn thấy ánh mắt ghê tởm đó của La Dũng Đức thì Trần Triệu Dương lạnh giọng hỏi lại. Nhưng trong lòng anh thì đã phán án tử hình cho ông ta rồi. Tên ngu ngốc này thế mà lại dám nhăm nhe vợ anh. Trừ phi cậu tặng hai cô gái này cho tôi, để tôi hưởng thụ một chút, nếu không tôi sẽ khiến cho cậu hiểu rõ được thế nào là đau khổ của cuộc sống. Cặp mắt La Dũng Đức phát sáng, nói. Tên lợn béo, ông lại dám nhăm nhe bà đây, chán sống rồi đúng không? Tuyên Hoàng tức giận hét lớn. Còn sắc mặt Nam Cung Yến đã lạnh như băng, ánh mắt cô nhìn La Dũng Đức lúc này như đang nhìn người chết vậy. Cậu chủ La, có thể nể mặt tôi đừng gây chuyện ở đây được không? Ngay lúc này thì người quản lý đi đến, anh ta không muốn đứng lên chút nào nhưng nếu ông ta thực sự gây chuyện ở đây thì đợi đến khi ông chủ biết chắc chắn anh ta toang rồi. Cho nên anh ta không thể không đứng lên. Trần Triệu Dương cũng có chút ngạc nhiên vì dù gì vừa rồi tên quản lý này cũng vô cùng khinh thường người khác, bây giờ lại đi ra để nói đỡ cho anh. Cậu chủ La, cậu ra khỏi cái cửa này thì muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ ở đây thì không được. Người quản lý vội nói thêm một câu. Cũng được thôi, yên tâm đi, đây dù gì cũng là đất của nhà họ Hạ các người, tôi sẽ không đến mức không biết điều như thế. La Dũng Đức gật đầu, ông A vẫn còn rất kiêng dè nhà họ Hạ. Trần Triệu Dương cười lạnh trong lòng một cái, anh còn đang nghĩ tên ngốc này muốn nói đỡ mình, hóa ra là chỉ vì sợ bị liên lụy mà thôi. Anh này, chỗ tôi không chào đón anh, mời anh đi cho. Người quản lý thấy La Dũng Đức không có ý trách mình thì thở dài nhẹ nhõm. Rồi lập tức đuổi người. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp, cậu đã dám đuổi chúng tôi đi thì có sợ bà đây khiến cho cậu cút khỏi chỗ này luôn không? Tuyên Hoàng tức giận hét lớn. Chỗ này là địa phận của nhà họ Hạ chúng tôi, cô dám đắc tội người nhà họ Hạ sao? Người quản lý nghe thấy lời nói của Tuyên Hoàng thì cười lạnh một tiếng, rồi nhắc đến nhà họ Hạ. Anh ta không tin là ở cái đất Long Hải này có người dám đắc tội nhà họ Hạ, dù anh ta chỉ là một nhân viên mà thôi nhưng khi nhắc đến nhà họ Hạ cũng rất mạnh miệng. La Dũng Đức và người đàn bà lúc này mang theo bộ dáng xem kịch vui, họ đang đợi cho đám người Trần Triệu Dương bị đuổi ra ngoài, dù gì nhà họ Hạ cũng không dễ chọc như thế, ông ta cũng không tin những người này dám dây vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhà họ Hạ của Hạ Thương Chu sao, nghe được lời người quản lý thì Trần Triệu Dương hỏi. Xem ra anh cũng không phải người thiển cận, thế mà lại còn biết đến nhà họ Hạ, tốt lắm. Nếu đã biết rồi thì đừng có động tay động chân ở đây, mau cút đi, người quản lý cười gắn một tiếng rồi kiêu ngạo nói. Xem ra chuyện của nhà họ Hạ vẫn chưa dạy dỗ các người được là bao, Trần Triệu Dương lắc đầu rồi nhìn anh ta một cách bất lực. Ha ha, tên nhóc, tất nhiên là tôi biết về nhà họ Hạ rồi, nhưng mà nhà họ Hạ bị hủy diệt thì liên quan gì đến anh? Không phải anh định nói với tôi là anh chính là Trần gia chứ? Người quản lý nhìn anh cười một cách khinh thường rồi đánh giá Trần Triệu Dương từ trên xuống dưới một lượt. Tuyên Hoàng và Nam Cung Yến đang đứng bên cạnh đã được tận mắt chứng kiến nhà họ Hạ bị hủy diệt như thế nào, bây giờ chỉ một tên nhân viên nhãi nhép mà lại dám đắc tội ông lớn đây, nếu như những người cấp cao nhà họ mà biết chắc sẽ muốn giết anh ta luôn ấy chứ. Nghĩ đến đây, Tuyên Hoàng và Nam Cung Yến bắt đầu mang theo bộ dáng xem kịch vui, hai người lập tức cầm hai chiếc ghế từ bên cạnh qua rồi ngồi xuống. Nếu không phải là do không có hạt dưa thì hai người đúng thật là muốn nắm một nằm lên mà cắn. Người quản lý thấy hai người nhàn nhã, hoàn toàn không để tâm tình cảnh trước mắt thì vô cùng ngạc nhiên. La Dũng Đức và người đàn bà cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào họ thật sự nghĩ mình có thể chống đối lại nhà họ Hạ hay sao? Thật ngại quá, họ gọi tôi là Trần gia thật,
hơn nữa người hủy diệt nhà họ Hạ đúng là tôi đây, Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói. Đám người ở đây nghe thấy lời nói của anh thì đều sững người lại. Sau một khoảng thời gian im lặng rất kỳ lạ, thì lập tức một chàng cười dữ dội bật ra, hiển nhiên là họ đều bị lời nói của Trần Triệu Dương chọc cười. Nếu cậu là Trần gia thật thì tôi sẽ ăn hết cái ghế này, lại còn dám mạo phạm Trần gia, cũng to gan thật, xem ra từ sau khi Trần gia đánh một trận thành danh ở thành phố Long Hải thì chó mèo gì cũng dám mạo phạm Trần gia cả, La Dũng Đức đứng bên cạnh nói một cách khoa trương. Không sai, Trần gia bây giờ chính là thần tượng của cả thành phố Long Hải này. Tên trai bao nhà anh lại dám nhận mình là Trần gia, đúng là sỉ nhục anh ấy mà, người quản lý lúc này vô cùng nóng nảy, anh ta nói một cách tức giận. Trần Triệu Dương sững người một chút, anh không ngờ tên ngốc này còn là người hâm mộ của anh, nhưng mà kể cả có là người hâm mộ của anh đi chăng nữa thì cũng không thể làm chuyện như thế này được. Các người nghĩ thế nào thì nghĩ, được rồi, bây giờ tôi cho mấy người một cơ hội nữa, cút khỏi đây cho tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Trần Triệu Dương không ra tay luôn mà cho bọn họ một cơ hội, chỉ mong họ biết nắm lấy. Ha ha, thật là buồn cười quá đi mất, anh nghĩ mình là ai, thực sự cho mình là Trần gia hay sao, cũng không tự xem lại mình đi, anh có cái khí chất đó sao, người quản lý cười to rồi châm chọc Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương đúng là cạn lời luôn rồi, mình đã bị đồn thành người thế nào cơ chứ? Chắc không phải là người cao lớn thô kệch, thân hình đồ sộ đấy chứ? Nhưng dù gì chắc cũng không phải bộ dáng tên trai bao. Cũng chính là bộ dáng anh bây giờ. Nói sao nhỉ, các người gặp Trần gia bao giờ chưa? Trần gia trông như thế nào, Trần Triệu Dương hơi tò mò, không biết mình bị người ta truyền miệng thành như thế nào rồi. Tôi chưa từng gặp bao giờ nhưng tôi biết, Trần gia cao 2 mét, một cái tát của anh ấy như một cái quạt hương bổ vậy, chỉ một cái tát thôi có thể làm cho người ta nát bét đầu, người quản lý lập tức vô cùng hưng phấn nói. Nghe đến lời này của người quản lý thì ý nghĩ đi chết Trần Triệu Dương cũng có luôn rồi. Đấy đâu phải người cơ chứ, rõ ràng là bộ dáng của một con quái vật. Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng ở bên cạnh nghe thấy vậy thì buồn cười đến chết mất, họ không ngờ Trần Triệu Dương hỏi mãi rồi lôi ra được cái chủ đề này, đúng là vui muốn chết mà. Được rồi, tôi bị anh đánh bại triệt để rồi, ai là người phụ trách chỗ này, mau gọi ra đây cho tôi không có nhiều thời gian đứng đây lãng phí với mấy người. Trần Triệu Dương không còn chút kiên nhẫn nào mà xua tay nói. Bảo vệ đâu, mau đuổi cái tên làm loạn này ra ngoài cho tôi, người quản lý nhận định anh muốn làm loạn nên không khách sáo nữa mà hét lên. Anh ta vừa dứt lời thì 56 tên bảo vệ to cao từ ngoài chạy vào, tất cả đều có bộ dạng vô cùng hung hãn. Tên nhóc, bây giờ anh có cầu xin cũng không có tác dụng nữa rồi, người quản lý cười lạnh, rồi vẫy vẫy tay, đám bảo vệ đó lập tức lao về phía Trần Triệu Dương. Hai, tại sao nói thật nhưng không có ai tin, Trần Triệu Dương thấy bộ dạng hung hãn của mấy. Tên bảo vệ kia thì bất lực lao thẳng lên phía trước. Dù anh rất có thiện cảm với mấy người bảo vệ này nhưng anh không phải là người bảo thủ. Cho nên anh chỉ ra tay rất nhẹ nhàng, đánh cho. Mấy người đó ngã xuống đất hết rồi thôi. Nhưng kể cả có như thế thì cũng khiến những người này ngạc nhiên không thôi. Phải biết là đám bảo vệ này đều được nhà họ Hạ dùng rất nhiều tiền bạc mời đến. Dù trên danh nghĩa là bảo vệ nhưng thực tế họ chính là bộ đội đã xuất ngũ, hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng. Nhưng ngay cả như vậy thì Trần Triệu Dương chỉ dựa vào 2 năm đấm và chưa đến 5 giây là đã có thể đánh gục hết bọn họ, điều này khiến cho đám người ở đây vô cùng bàng hoàng. Tên nhóc, rốt cuộc anh là ai? Đến địa bàn sản nghiệp của nhà họ Hạ có mục đích gì? Người quản lý biết mình không thể động đến người thanh niên đáng sợ này, nên anh ta đã vịn vào một cái cớ khác. Ám chỉ Trần Triệu Dương là người có mục đích không rõ ràng, đến lúc đó người nhà họ Hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Bộ não anh đúng là đặc biệt thật, không đi làm biên kịch đúng là quá lãng phí, Trần Triệu Dương nhìn tên ngốc này một cách bất đắc dĩ. Ha ha, cậu thế mà lại dám ra tay trên địa bàn nhà họ Hạ, cậu xong rồi, La Dũng Đức thấy Trần Triệu Dương ra tay thật thì không thương tiếc chút nào mà vô cùng hưng phấn. Không sợ cậu ta ra tay, chỉ sợ cậu ta không ra tay. Chỉ cần cậu ta ra tay thì chính là thách thức nhà họ Hạ, những người dám thách thức nhà họ Hạ thì nhà họ đều có cách xử lý vô cùng ác liệt, nếu không đã không có được uy nghiêm như bây giờ. Đúng là mất hứng mà, vợ à, nếu không chúng ta đi thôi, không cần căn biệt thự này nữa, về anh tìm người bán nó với giá 1 đồng, anh muốn xem thử xem thiên sướng viên này còn bán được cho ai nữa hay không. Trần Triệu Dương vô cùng bất đắc dĩ, xử lý đám nhãi nhép này chẳng có chút thành tựu gì cả.
nhưng mà chính những tên nhãi nhép này mới không biết trời cao đất dày, ảo tưởng muốn khiêu chiến với quyền uy của dã thú to lớn. Cái gì, người quản lý và đám La Dũng Đức nghe thế thế thì đều vô cùng kinh ngạc. Anh Mô Thiên Sướng Viên của chúng tôi, người quản lý khó tin, run rẩy hỏi lại. Nếu không thì sao, anh nghĩ tôi rảnh rồi đến chỗ mấy người mua vui sao, Trần Triệu Dương cười gắn, nói. Anh mua căn biệt thự nào, sao tôi chưa từng gặp anh, trong lòng người quản lý lúc này linh tính có điều gì đó rất mơ hồ, không phải tên nhãi này thật sự mua biệt thự ở Thiên Sướng Viên chứ. Không đâu, anh ta biết hết những người mua biệt thự ở đây, và chưa từng nhìn thấy ai giống tên trai bao này, làm sao có thể là anh chứ. Lúc tôi mới đến đã nói rồi. Tôi là chủ nhà của căn biệt thự số 01, tôi chỉ muốn anh dẫn tôi đi tìm vị trí của nó ở đâu mà thôi. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm như vậy của các người, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Anh là chủ nhà của căn biệt thự số 01 sao? Làm sao có thể, thầy Lữ mới là chủ của căn biệt thự đó. Anh có là cái thá gì? Sau khi nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì La Dũng Đức hét lên với bộ dạng vô cùng phấn khích. Phải biết là sự tồn tại của Lữ Đại Vĩ trong lòng của các thương gia này giống như một vị thần linh vậy, vì thế mà La Dũng Đức biết được Lữ Đại Vĩ đã mua một căn biệt thự ở Thiên Sướng Viên, hơn nữa còn là căn biệt thự số 01. Việc đầu tiên ông ta đến Thiên Sướng Viên này chính là muốn làm hàng xóm với thầy Lữ. Có lẽ trong tương lai, ông ta có thể làm thân được với thầy Lữ, sau đó sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Vì vậy, khi Trần Triệu Dương nói rằng anh là chủ của căn biệt thự số 01, La Dũng Đức liền nhận ra rằng đây chính là một cơ hội tuyệt vời để kết bạn với thầy Lữ. Có vẻ như ông quen biết với Lữ Đại Vĩ. Nếu đã quen biết, vậy ông có thể gọi điện cho Lữ Đại Vĩ, hỏi xem căn biệt thự số 01 có phải là của tôi không, Trần Triệu Dương cười gắn một tiếng rồi nói một cách ngạo ngã. Cậu bị ngốc à, thầy Lữ là nhân vật như thế nào chứ, sao tôi có số điện thoại của thầy ấy được? Tôi hiểu rồi, cậu chính là sợ nói dối bị vạch trần nên mới để tôi gọi điện. Nếu cậu đã nói mình là chủ của căn biệt thự số 01 thì chắc phải có số điện thoại của thầy Lữ, như vậy chỉ cần cậu gọi cho thầy ấy là xong chuyện rồi. La Dũng Đức chế nhạo, sau đó khinh thường nói. Đúng là tên ngu xuẩn, Trần Triệu Dương lắc đầu, sau đó quay lại nhìn Nam Cung Yến. Vợ à, điện thoại của anh bị hỏng rồi. Dùng điện thoại của em gọi vậy, Trần Triệu Dương vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho Lữ Đại Vĩ, dù sao thì đám người đó vẫn còn nợ anh rất nhiều đồ tốt. Kết quả là sau khi sờ soạng khắp người, mới nhớ ra là điện thoại của mình đã bị hỏng. Đây, Nam Cung Yến đưa điện thoại cho Trần Triệu Dương, anh không nói lời nào mà trực tiếp gọi cho Lữ Đại Vĩ. Tôi là Trần Triệu Dương, tôi đang ở Thiên Sướng Viên. Tôi cho ông 10 phút, quá giờ sẽ không được tính, sau khi cuộc gọi được kết nối, Trần Triệu Dương còn không cho Lữ Đại Vĩ cơ hội được nói. Anh trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, sau đó liền cúp điện thoại. Trương Sơn đang ở trong phòng khách sạn, nghe thấy một giọng nói điềm đạm và uy nghiêm truyền đến từ đầu dây bên kia sau khi nghe cuộc gọi từ điện thoại thầy mình. Là ai gọi đến, Lữ Đại Vĩ đang ở trong phòng tắm thì hét lên. Thầy ơi, con cũng không biết, hình như là tên thần kinh, nói rằng cho thầy 10 phút đồng hồ để thầy đến Thiên Sướng Viên, không được đến trễ. Nói như thể hắn ta là mẹ thiên hạ vậy, đúng là bệnh thần kinh, Trương Sơn nói với dáng vẻ đầy giễu cợt. Cậu vừa nói cái gì, Lữ Đại Vĩ vốn đang xả nước trong phòng tắm, nghe Trương Sơn nói vậy thì liền hối hả lao ra ngoài. Thầy à, không phải người quan trọng gì, chỉ là tên thần kinh thôi, Trương Sơn không hề để tâm nói. Hắn ta đã nói ứ Đại Vĩ bóp chặt lấy vai Trương Sơn, rồi trợn trắng mắt hét lên. Hắn ta nói, sẽ cho thầy 10 phút để đến Thiên Sướng Viên, Trương Sơn bị bộ dạng của thầy mình làm cho kinh hãi, có chút run rẩy nói. Chỉ là trước khi anh ta nói xong, Lữ Đại Vĩ đã lao ra khỏi phòng. Thầy à, hẳn ta còn nói quá giờ sẽ không được tính, nhìn thấy bộ dạng của thầy mình, Trương Sơn lúng ta lúng túng nói. Về phía Trần Triệu Dương, sau khi anh gọi điện thoại xong thì tất cả liền phá lên cười, hiển nhiên là không ai cho rằng Trần Triệu Dương đang gọi điện cho Lữ Đại Vĩ. Dù gì, giọng điệu vừa rồi của anh thật sự rất giống như ra lệnh cho cấp dưới vậy. Còn Lữ Đại Vĩ lại là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng được xưng là thầy Lữ, làm sao có thể bị một tên mới có hơn 20 mấy tuổi đầu ra lệnh như vậy được. Tuy nhiên, đến lúc này, cũng không còn ai chế nhạo Trần Triệu Dương nữa, mà trực tiếp xem Trần Triệu Dương như một thằng hề. Chỉ có Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng là tin vào lời nói của anh, nhưng trước ánh mắt của những người này, hai người họ không những không lo lắng chút nào, ngược lại dáng vẻ như đang xem kịch hay,
hiển nhiên là đoạn trước rất là thú vị, không biết đoạn sau này có hấp dẫn hơn không. Nhìn thấy hai người họ, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy bất lực, nhưng chỉ cần vợ có thể vui vẻ là được rồi. Cậu Trần này, đã 10 phút trôi qua rồi, sao vậy? Cứu binh của cậu Trần đây vẫn còn chưa đến sao, ngay khi Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đang nói chuyện thì có một giọng nói kinh tởm truyền đến. Chỉ thấy La Dũng Đức và người quản lý đó bước đến cùng nhau, rõ ràng là trong 10 phút này, hai người trò chuyện vô cùng ăn ý, vui vẻ, hợp thành một cặp. Bỏ đi, tôi không thèm sống ở cái nơi tồi tàn này nữa, chúng ta đi thôi, Trần Triệu Dương nhíu mày, hiển nhiên là anh không ngờ rằng đến giờ mà Lữ Đại Vĩ còn chưa tới, điều này khiến anh vô cùng bất mãn. Đồng thời, anh hoàn toàn mất kiên nhẫn với phục vụ tại đây. Đúng vậy, Đường Đường là một địa điểm nổi tiếng thiên sướng viên, không ngờ là một nơi ghê tởm đến như vậy. Xem ra nhà họ Hạ cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì, tốt nhất chúng ta đừng để bị lây nhiễm. Tuyên Hoàng nói không mang theo một lời thô tục nào, nhưng có thể khiến người khác phải tức hộc máu. To gan, kẻ nào dám xúc phạm nhà họ Hạ của tôi vậy? Ngay khi người quản lý và La Dũng Đức đang chuẩn bị phản bác lại thì một giọng nói mang theo sự tức giận vang lên. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía cổng chính, một người đẹp với dáng người uyển chuyển, khuôn mặt vô cùng kinh diễm từ cổng chính bước vào, giọng nói như chim hoàng oanh ở sâu trong núi rừng khiến người ta say mê. Dám, Nốc Hạ, nhìn thấy cô ta đến, tất cả nhân viên có mặt đều nhanh chóng đứng lên, ánh mắt trở nên kính cẩn, thậm chí có chút sợ sệt. Xem ra lời vừa rồi là do cô nói. Cô ta tên là Hạ Hiểu Vũ, tuy chỉ là thế hệ thứ nữ nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đám con trai nhà họ Hạ, có thể nói là một nửa sản nghiệp của nhà họ Hạ hiện giờ đều do cô ta điều hành. Hạ Hiểu Vũ vốn là tới đây để kiểm tra, nhưng khi nghe thấy có người sỉ nhục nhà họ Hạ mình ở ngay cổng chính, thì đương nhiên không thể bỏ qua cho đối phương rồi. Đúng vậy, là tôi nói đó, thì sao nào? Cô có ý kiến sao? Trước Hạ Hiểu Vũ không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, Tuyên Hoàng liền đứng lên khiêu khích nói. Không chịu tỏ ra thua kém. Những người phỉ báng nhà họ Hạ, đến nay vẫn chưa có ai có kết cục tốt cả. Cô có chắc những gì mình vừa nói là sự thật không? Trong mắt Hạ Hiểu Vũ lóe lên một tia nguy hiểm, cô ta nhìn Tuyên Hoàng một cách lạnh lùng rồi nói. Một mình Hạ Hiểu Vũ kiểm soát toàn bộ hiện trường, có thể nói, sự xuất hiện của cô ta khiến bầu không khí lúc này trở nên đình trệ. Trần Triệu Dương bèn đứng lên chặn trước mặt Tuyên Hoàng. Sao vậy, nhà họ Hạ các người có thể làm được? Còn chúng tôi thì không được nói sao, có Trần Triệu Dương chặn trước mặt, Tuyên Hoàng bỗng dưng thấy có thêm sức mạnh nên lập tức hét lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, dưới sự bức ép của mình mà đối phương vẫn còn gắng sức chống chọi thì Hạ Hiểu Vũ đột nhiên nhíu chặt đôi mày thanh tú của mình. Cô ta lập tức nhìn sang tên quản lý rồi nghiêm nghị hỏi. Tôi, đều tại mấy người này, sau khi vào thì làm loạn cả lên. Vốn dĩ cậu chủ La muốn mua biệt thự, kết quả sau khi họ vào thì xung đột với cậu chủ La. Tôi sợ sẽ làm phiền những khách hàng thực sự của chúng ta, cho nên trước sự chất vấn của Hạ Hiểu Vũ, tên quản lý kia đột nhiên trở nên khá ngập ngừng. Dù gì anh ta cũng biết Hạ Hiểu Vũ nổi tiếng tài giỏi. Nếu thật sự bị cô ta biết mình đang lấy nhà họ Hạ ra để giễu võ dương oai e rằng bản thân sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Làm sao anh biết chúng tôi không phải thật sự đến mua nhà hay mua không nổi đây? Lẽ nào trên mặt của chúng tôi có viết hai chữ người nghèo sao? Hay là... Nhà họ Hạ các người coi trọng địa vị xã hội, Trần Triệu Dương ngăn Tuyên Hoàng lại, rồi nhìn sang Hạ Hiểu Vũ lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không phải, nhà họ Hạ chúng tôi đối xử với ai cũng rất công bằng, cho dù là một người ăn xin tới chỗ chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ không coi thường họ. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, nhìn dáng vẻ ấp úng của tên quản lý kia, sao Hạ Hiểu Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Cô ta bèn cần nhẹ môi mình rồi nuốt cục tức vào bụng. Vậy là được rồi. Tên quản lý này của các người định đuổi chúng tôi ra ngoài. Chuyện này phải tính sao đây, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Giám đốc Hạ, chuyện không phải như vậy đâu. Những người này nếu bình thường tới xem nhà, tôi chắc chắn sẽ không coi thường người họ. Nhưng họ lại nói họ là chủ của căn biệt thự số 01. Cô cũng biết, căn biệt thự số 01 là của ai mà, sao có thể là những người trước mặt này được chứ? Tên quản lý kia dĩ nhiên biết mình sẽ gặp rắc rối. Nhưng anh ta vẫn tự mình thanh minh như cũ. Ý anh là, họ giả mạo thầy Lữ, Hạ Hiểu Vũ nghe tên quản lý nói vậy thì bỗng dưng chau mày lại. Rõ ràng, cô ta không ngờ chuyện lại liên quan tới thầy Lữ. Phải biết là tuy địa vị nhà họ Hạ bọn họ cao quý, nhưng cũng không cách nào so sánh được với một võ giả thiên tiên đỉnh, sắp đột phá lên võ đạo tông sư. Không sai,
họ chính là giả mạo thầy Lữ. Sau đó bị chúng tôi vạch trần thì nói là quen biết với thầy Lữ. Nhưng nếu họ thật sự quen biết thầy Lữ, sao tới bây giờ thầy ấy vẫn chưa xuất hiện? Lúc này La Dũng Đức đứng bên cạnh châm dầu vào lửa, rõ ràng là muốn kích Hạ Hiểu Vũ ra tay với Trần Triệu Dương lần nữa. Người đâu, mau đưa mấy tên điên này ra ngoài. Tôi muốn xem thử ai mà to gan như thế, dám giả mạo thầy Lữ. Hạ Hiểu Vũ lập tức đưa ra phán đoán, bắt lấy tên thanh niên trước mặt đưa cho thầy Lữ, có khi có thể kết thân được với thầy Lữ. Xem ra, nhà họ Hạ các người quả nhiên là cá mè một lứa, nhìn tới đây, Trần Triệu Dương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Anh cũng lười giải thích. Mau dừng lại cho tôi, ngay khi đám người Trần Triệu Dương sắp bị một nhóm đàn ông cao lớn thô kệch bao vây thì một giọng nói đầy tức giận truyền đến. Sau đó, mọi người nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng tắm, dáng vẻ nhếch nhác từ bên ngoài xông vào. Là ai vậy? Sao lại ăn mặc như thế? Mặc áo choàng tắm mà chạy ra ngoài, đúng là có bệnh mà. Hôm nay đúng là náo nhiệt, không uổng công tới đây. Người xung quanh dĩ nhiên nhìn thấy cảnh này thì bỗng dưng ngơ ngác, đám người phía sau bắt đầu bàn tán xôn xao. Thầy, thầy Lữ, tôi là La Dũng Đức của nhà họ La, sao thầy lại tới đây? La Dũng Đức đã biết thầy Lữ, dĩ nhiên là đã gặp qua ông ta. Lúc ông ta thấy Lữ Đại Vĩ nhếch nhác như thế lại vội vàng chạy tới, ông ta đột nhiên ngây người nhưng vẫn vội vàng đi lên chào hỏi. Chào cậu, Lữ Đại Vĩ dừng bước, nhưng rõ ràng ông ta không quen La Dũng Đức, chỉ khách sáo nói một câu, sau đó ông ta đẩy La Dũng Đức ra rồi đi về phía Trần Triệu Dương. Ha ha, tên nhãi này tiêu rồi, thầy Lữ thật sự tới rồi, bị Lữ Đại Vĩ đẩy ra, La Dũng Đức lại không dám tức giận. Nhìn thấy Lữ Đại Vĩ đi về phía Trần Triệu Dương, ông ta còn cho rằng mình đoán đúng mục đích của thầy Lữ thì đột nhiên vô cùng phấn khích. Người trong đại sảnh nghe thấy La Dũng Đức gọi tên thầy Lữ thì ai nấy cũng đều ngơ ngác. Sau đó, ánh mắt họ nhìn sang ông ta tràn đầy sự sùng bái và nhiệt tình. Hơn nữa, họ cũng như La Dũng Đức đều cảm thấy thầy Lữ vội vàng đi tới như vậy, e là biết chuyện nơi này có người giả mạo danh tiếng của ông ta làm chuyện không muốn người khác biết. Tất cả lập tức tỏ ra háo hức muốn xem kịch hay, nhìn sang đám người Trần Triệu Dương. Thằng nhãi, thầy Lữ tới rồi, cậu còn ngồi đó. Gan cậu cũng to lắm, còn không mau đứng lên xin lỗi thầy Lữ đi. Lúc này La Dũng Đức cuối cùng tìm được một cơ hội tốt, ông ta lập tức gào lên với Trần Triệu Dương. Thầy Lữ, thầy đừng giận, tôi sẽ đuổi anh ta đi ngay. Lúc này tên quản lý kia cũng biết, đây là cơ hội tốt nhất để mình biểu hiện. Lữ Đại Vĩ hơi tức giận, những tên xấu xa này tại sao cứ chắn trước mặt mình? Vốn dĩ đã muộn hơn thời gian mà Trần Triệu Dương đưa ra, bây giờ lại có người chắn trước mặt. Điều này khiến ông ta thấy khó chịu. Mau cút ra cho tôi, Lữ Đại Vĩ giáng cho tên quản lý kia một bạt tai. Chát! Tiếng bạt tai vang lên giòn giã, tên quản lý kia cũng quá xui xẻo, trực tiếp bị tát văng ra ngoài, bay về phía Hạ Hiểu Vũ. Hạ Hiểu Vũ đột nhiên bị dọa một phen, đứng ngây ra đó, cơ bản không cách nào phản ứng lại. Đối với con gái thì không thể thô lỗ như vậy, lúc tên quản lý kia sắp đụng trúng Hạ Hiểu Vũ thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tiếp theo, tên quản lý kia vốn dĩ sắp đụng trúng Hạ Hiểu Vũ lại bị một cái ghế ập đến đập bay ra ngoài và va mạnh vào tường. Mãi cho tới khi anh ta rơi từ trên tường xuống, Hạ Hiểu Vũ mới hoảng hốt tỉnh táo quay lại, ánh mắt cảm kích nhìn sang Trần Triệu Dương. Lúc nãy nếu không phải Trần Triệu Dương dùng ghế đập tên kia văng ra xa thì e là cô ta xế là người bị thương. Chuyện này là sao? Xém chút làm cô chủ bị thương, còn không mau đem tên ngốc này ra ngoài. Đám vệ sĩ của Hạ Hiểu Vũ nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên bị dọa, họ lập tức chạy nhanh tới bắt tên kia đưa ra ngoài. Đợi đã, chuyện của anh ta vẫn chưa kết thúc, sắc mặt của Hạ Hiểu Vũ vừa mới hồi phục, cô ta bèn ngăn động tác của những người kia lại. Cậu Trần, thật lòng xin lỗi, tôi tới trễ rồi, Lữ Đại Vĩ không để tâm tới những người khác, trực tiếp tới trước mặt của Trần Triệu Dương rồi cung kính nói với anh. Tất cả người ở đây thấy cảnh tượng này thì đều sững sờ. Đường đường là thầy Lữ thế mà lại cung kính với một thanh niên như thế, điều này thực sự khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. La Dũng Đức hối hận không thôi, ông ta không ngờ đến, thầy Lữ thế mà lại biết tên nhóc này, còn cung kính với cậu ta như thế. Tôi nói rồi mà, người thanh niên này không đơn giản đâu. Không sai, không có cái gì qua được tầm mắt của tôi cả, đối mặt với người nhà họ Hạ mà vẫn bình tĩnh như thế thì không thể nào là người bình thường được. Ôi! Không biết ai bảo người ta đến đây tìm cái chết nữa. Có người bày tỏ ý kiến của mình về cảnh tượng trước mắt này, còn những sự khiêu khích mà họ nói về anh nãy giờ thì đều quên hết cả rồi.
gọi ông đến đây không có chuyện gì khác cả, ông nói cho bọn họ biết biệt thự số 01 này là của ai, Trần Triệu Dương còn không thèm đứng lên mà lạnh lùng nói. Biệt thự số 01 tất nhiên là của Trần gia rồi, sao thế, có người chất vấn cậu sao, Lữ Đại Vĩ vốn còn nghĩ Trần Triệu Dương gọi mình đến là để kiếm chuyện, không ngờ chỉ là một chuyện nhỏ như thế này, ông ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hỏi xong thì ánh mắt ông ta chuyển về phía người nhân viên làm việc ở đây. Với kinh nghiệm của ông ta thì chỉ cần nhìn là biết đã có chuyện gì xảy ra. Thầy Lữ, chào thầy, tôi là Hạ Hiểu Vũ, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, là do quản lý ở đây độc. Đoán quá, không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đã vội đưa ra kết luận, mang đến phiền phức cho ông, tôi thay mặt người nhà họ Hạ xin lỗi ông, Hạ Hiểu Vũ dù gì cũng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của nhà họ Hạ, sau khi ngạc nhiên thì cô ta cũng lấy lại tinh thần, nói. Không, người mà các cô phải xin lỗi không phải là tôi, mà là cậu Trần, nếu như cậu Trần nguyện ý tha thứ cho các người thì thầy Lữ tôi đây sẽ không truy cứu đến cùng nữa. Nói đến đây thì trong mắt ông ta hiện ra một tia hung dữ. Đám người ở đây sau khi nghe thấy lời nói của Lữ Đại Vĩ thì đều ngây người ra. Hạ Hiểu Vũ nhìn về phía Trần Triệu Dương, chuyện trước đó vẫn còn chưa cảm ơn anh, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy nữa, cô ta thấy vô cùng khổ tâm. Anh Trần, thật sự rất xin lỗi anh, do tôi quản lý không nghiêm, để anh phải chịu rắc rối rồi, xin lỗi anh rất nhiều. Hạ Hiểu Vũ rất thông minh, biết chuyện hôm nay đều phải xem sắc mặt Trần Triệu Dương, nếu anh không truy cứu thì còn may. Nhưng nếu anh không bỏ qua cho thì chỉ sợ hôm nay gặp rắc rối rồi. Thật ra chuyện cũng không phức tạp như thế, tất cả đều do tên ngốc này mà ra, cho nên cô xem xét rồi xử lý đi. Trần Triệu Dương xua xua tay, rồi chỉ thẳng vào người La Dũng Đức đang chuẩn bị chuồn đi. Ánh mắt tất cả người ở đây đều chuyển sang La Dũng Đức đang đứng ở cửa. Lăn ra đây cho tôi, Lữ Đại Vĩ trừng mắt lên rồi bước lên trước kéo La Dũng Đức lại, quăng ngã xuống đất. La Dũng Đức và người đàn bà kia lúc này vô cùng sợ hãi, run rẩy không dám nói tiếng nào. Không dám nữa, La Dũng Đức nào còn lại chút khí chất của cậu chủ nữa chứ, ông ta lập tức quỳ xuống xin tha. Hừ, nếu mà ông đắc tội tôi thì may ra tôi còn không so đo với ông, nhưng mà đụng ai không đụng lại nham nhe đến vợ tôi, cho nên, Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói, rồi búng ngón tay, một cây kim màu bạc nhanh như chớp đâm thẳng vào bụng dưới của La Dũng Đức, loại bỏ hết dương khí ra khỏi cơ thể ông ta. Cũng có thể nói, sau này ông ta không bao giờ còn là một người đàn ông nữa. Hơn nữa, không còn dương khí thì sợ ngay cả người bình thường ông ta cũng không làm được nữa, sợ rằng sau này thành phố Long Hải sẽ nhiều thêm một người phụ nữ, thiếu đi một người đàn ông, chuyện này đối với người đàn ông nào mà nói đều là hình phạt đáng sợ nhất. La Dũng Đức chỉ cảm thấy bụng dưới của mình truyền đến một cơn đau, đến khi ông ta giơ tay lên sờ thì không thấy có gì khác thường nên thở phào. Nhẹ nhõm một cái. Ông ta còn nghĩ Trần Triệu Dương mạnh miệng như thế thì nhất định không thể nào dễ dàng bỏ qua cho mình, không ngờ chỉ là mạnh miệng mà thôi, còn thực hiện thì không quyết đoán một chút nào. Những người khác không ngờ hình phạt của anh lại nhẹ nhàng như thế, điều này chỉ có thể nói là do anh rộng lượng mà thôi. Được rồi, có thể đi rồi, Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói rồi không để ý đến những người còn lại mà để cho La Dũng Đức đi. Như thế sao, cảm ơn nhiều, La Dũng Đức vô cùng vui vẻ. Vì theo ông ta thấy là do Trần Triệu Dương sợ nhà họ La bọn họ, nếu không sao lại giữ thế diện cho ông ta như thế cơ chứ. Nói xong thì La Dũng Đức lập tức rời đi luôn. Còn người đàn bà kia thì dù bị La Dũng Đức căm sừng nhưng bà ta không nỡ bỏ ông ta nên cũng đi theo. Nhìn thấy cảnh này thì những người ở đây đều có vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, đặc biệt là Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng, chỉ là họ đều hiểu rõ một chuyện, Trần Triệu Dương tuyệt đối không phải một người để cho mình chịu thiệt như thế. Anh để cho ông ta đi chứng tỏ vẫn còn trò hay khác đang chờ đợi phía sau. Tất nhiên, Lữ Đại Vĩ cũng không nghĩ đường đường là Trần gia mà lại thả cho đối thủ đi một cách dễ dàng như thế, còn liên quan đến việc anh muốn xử lý La Dũng Đức thế nào thì ông không quan tâm. Cô Hạ, người mua biệt thự số 01 đến rồi, không biết cô còn hoài nghi gì nữa không? Trần Triệu Dương lạnh nhạt hỏi Hạ Hiểu Vũ. Nếu mà không có thì cử người đi dẫn đường cho tôi muốn đến xem biệt thự. Trần Triệu Dương không đợi Hạ Hiểu Vũ nói đã nói tiếp. Anh Trần, chuyện vừa rồi là lỗi của nhà họ Hạ chúng tôi đại diện cho người nhà họ Hạ gửi đến anh lời xin lỗi chân thành nhất. Hạ Hiểu Vũ hít sâu một hơi rồi nói ra hết những lời đang nghĩ trong lòng. Để bù đắp thiệt hại gây ra cho anh, chúng tôi sẽ miễn phí dịch vụ quản lý nhà đất với căn biệt thự số 01 của anh trong 10 năm tới. Hạ Hiểu Vũ để biểu đạt lời xin lỗi của mình mà đã tự tiện đưa ra quyết định. Đây chính là lời trong lòng của cô ta.
Trần Triệu Dương đã cứu cô ta, dù nếu như anh không cứu thì với quy tắc làm người của mình, cô ta nhất định vẫn sẽ xin lỗi, chỉ là không được thành ý như bây giờ mà thôi. Trần Triệu Dương vốn còn muốn từ chối nhưng Nam Cung Yến đứng bên cạnh đã nhéo tay anh một cái. Được, tôi nhận lời xin lỗi này của cô, cử một người đi dẫn đường cho tôi đi. Trần Triệu Dương dù không hiểu tại sao Nam Cung Yến lại làm thế nhưng lời vợ không thể không nghe. Hạ Hiểu Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương. Nếu anh Trần không để ý thì để tôi dẫn anh đi dạo xung quanh một chút. Hạ Hiểu Vũ lúc này thực sự phục Trần Triệu Dương sát đất rồi, cô ta bây giờ chỉ muốn lôi kéo quan hệ với anh mà thôi. Được thế thì còn gì bằng, nghe thấy Hạ Hiểu Vũ muốn tự mình dẫn họ đi thì Trần Triệu Dương gật đầu một cách hài lòng. Chuyện tiếp theo không còn gì đặc sắc nữa, dưới sự chỉ đạo của Hạ Hiểu Vũ, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng cuối cùng cũng đến được căn biệt thự số 01. Trần Triệu Dương, anh mua căn biệt thự này lúc nào thế? Còn nữa, thầy Lữ là ai? Nam Cung Yến có chút ngạc nhiên vì độ sang trọng của căn biệt thự này còn vượt qua sự tưởng tượng của cô nhiều, một căn như thế này sợ là giá cả ít nhất cũng phải lên đến hơn 100 triệu tệ. Thật ra không phải do anh mua mà là do tên Lữ Đại Vĩ đó tặng. Ông ta nợ tiền anh không trả nổi nên bù lại cho anh bằng căn biệt thự mới mua, Trần Triệu Dương nói nhỏ vào bên tai Nam Cung Yến. Wow, anh Triệu Dương, căn biệt thự này của anh tuyệt vời quá, hôm nay chúng ta có thể ở lại đây luôn cũng được đúng không? Tuyên Hoàng chạy từ trên tầng 2 xuống rồi hét lên một cách phấn khích. Được, tối nay chúng ta chuyển vào, Trần Triệu Dương gật đầu đồng ý, anh nhận căn biệt thự này cũng chỉ vì tiện cho bọn họ sống ở thành phố Long Hải mà thôi. Tốt quá đi mất. Em có thể chọn phòng không? Tuyên Hoàng nghe thấy thế thì vui muốn chết, cô ấy nhìn Nam Cung Yến với ánh mắt mong đợi. Được, đi đi, chọn thoải mái, Nam Cung Yến thấy cô nhóc nhìn mình thì vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Cảm ơn chị, Tuyên Hoàng nghe thấy thế thì vui không kiềm được nữa, cô ấy lập tức lao đến thơm Nam Cung Yến một cái. Làm xong mọi việc, cô ấy cũng không thèm nhìn Trần Triệu Dương lần nào mà chạy thẳng lên tầng trên, tất nhiên là để đi chọn phòng rồi. Cảm ơn chị làm gì chứ, biệt thự này cũng không phải chị mua, Nam Cung Yến liếc Trần Triệu Dương đang đứng bên cạnh, nói. Chúng ta là vợ chồng, em là vợ của anh, tất nhiên phải hỏi ý kiến của em rồi, Trần Triệu Dương cười một tiếng rồi nói một cách nghiêm chỉnh. Đừng có nói linh tinh, nghe thấy Trần Triệu Dương nói thế thì Nam Cung Yến bắt đầu cảm thấy xấu hổ, dù gì vẫn còn người ngoài ở đây mà. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Trần Triệu Dương thấy vô cùng khó hiểu. Anh vừa mới bước chân vào biệt thự mà ngay lập tức đã có người đến tìm rồi. Đợi đến khi nhìn thấy những người đứng ngoài cửa thì anh mới nhớ ra họ chính là mấy người nợ đồ anh đây mà. Không ngờ là họ vẫn rất biết giữ chữ tín. Vốn anh còn muốn đi tìm từng người một, nhưng bây giờ tất cả đều mang đồ đến đây rồi nên anh cũng không làm khó họ làm gì nữa. Được đấy, đúng là không thiếu đồ tốt, vốn Trần Triệu Dương nghĩ họ chỉ có mấy viên đan dược thông thường thôi. Không ngờ là lại còn có cả tẩy tủy phạt cốt, thật sự khiến cho anh ngạc nhiên. Cậu Trần, là do sức uy hiếp của cậu quá lớn nên họ không dám không lôi đồ tốt ra, nếu mà khiến cho cậu tức giận thì họ không gánh chịu được hậu quả cho nên không ai dám mạo hiểm cả. Lữ Đại Vĩ đứng cạnh nghe thấy lời của Trần Triệu Dương thì bất đắc dĩ nói. Khụ, khụ, Trần Triệu Dương ho nhẹ một tiếng rồi lập tức nhận lấy đống đồ đó đi vào nhà. Nam Cung Yến dù gì cũng là người đang tu luyện. Tất nhiên cô có thể nhận ra được những đồ này với một người tu luyện mà nói quan trọng như thế nào. Mặc dù Lữ Đại Vĩ cũng vô cùng thèm thuồng đống đồ mà Trần Triệu Dương được nhận này nhưng cũng không dám có chút mơ mộng nào. Ông ta biết Trần Triệu Dương là người như thế nào, người khác có thể chịu thiệt nhưng anh thì tuyệt đối không bao giờ. Hạ Hiểu Vũ đang ở trong biệt thự cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, bởi vì 80% số người đưa đồ đến cô ta đều quen biết. Quan trọng là những người đó đều là người có máu mặt. Bình thường khó có thể nhìn thấy, thế nhưng hôm nay tất cả lại tự mình đem đồ đến cho Trần Triệu Dương, hơn nữa nhìn bộ dạng họ thì đâu là tự nguyện cả, điều này thực sự làm cô ta mở mang tầm mắt. Cô ta không thể nào hiểu được, rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể nhận được đãi ngộ như thế. Sợ là ngay đến ông nội cô ta cũng không được đám người đó đối xử như vậy. Xem ra Trần Triệu Dương đúng là một nhân vật tầm cỡ. Có lẽ anh ta có thể giúp được mình. Trần Triệu Dương tất nhiên không biết được Lữ Đại Vĩ đang nghĩ gì, đợi đến khi anh sắp xếp xong đống đồ thì lập tức gọi cho chị em họ Cận, hai người họ vừa hay cũng ở thành phố Long Hải. Dặn dò họ mau chóng đem số thuốc này chuyển đến núi Lộc Minh, vì dù gì đó mới là căn cứ của anh. Tuy rằng ở thành phố Long Hải này không còn võ giả nào dám đến gây chuyện với anh nữa,
nhưng chỉ sợ mấy tên mất não đến trộm đống đồ này thì đến lúc đó anh khóc cũng không xong. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa thì cũng mất rất nhiều thời gian, đám Trần Triệu Dương cũng đói cả rồi, cho nên quyết định tìm một chỗ nào đó ở đây để ăn. Hạ Hiểu Vũ vốn muốn lôi kéo quan hệ với anh nên bây giờ khi biết được anh định tìm một chỗ gần đây ăn cơm thì lập tức xung phong nhận việc, đặt chỗ ở một nhà hàng cho đám Trần Triệu Dương. Anh Trần, tôi đã đặt chỗ trong nhà hàng xong cả rồi, mọi người đến đó cứ nói tên của tôi ra là được, bao nhiêu chi phí tôi lo. Hạ Hiểu Vũ vốn còn muốn đi cùng họ nhưng cô ta vừa nhận một cuộc điện thoại, có chút việc cần cô ta phải xử lý nên chỉ có thể bảo họ tự đi trước. Không sao, chúng tôi tự đi đến đó là được rồi, Trần Triệu Dương gật đầu rồi cũng không làm khó cô ta thêm nữa vì dù gì chuyện trước đó cũng không phải là lỗi của cô ta. Ôi, cô gái này khiến người ta bị áp lực lớn thật đấy, không biết sau này ai dám lấy cô ta, đợi sau khi Hạ Hiểu Vũ đi khỏi thì Tuyên Hoàng mới thở phào một hơi, cảm thấy cả người thả lỏng đi không ít. Lúc nãy tôi thấy cô rằng co với cô ta rất dũng cảm cơ mà, sao nào, cô thế mà lại sợ cô ta sao, thấy bộ dạng đó của Tuyên Hoàng thì Trần Triệu Dương không nhịn được bật cười ra tiếng. Ai, ai sợ cô ta cơ, cả ngày trưng ra cái khuôn mặt lạnh lùng ấy, nghĩ mình ngầu lắm hay sao, giả vờ cái gì không biết, Tuyên Hoàng tức giận phản bác lại, ra vẻ ta đây không sợ cái gì hết. Được rồi, cô là người dũng cảm nhất, Trần Triệu Dương cười một cách bất lực. Rồi sau đó dẫn hai người đến nhà hàng Tử Vân Hiên cách Thiên Sướng Viên không xa. Nhìn từ bên ngoài vào, nhà hàng không phải là nơi được trang hoàng lộng lẫy, nhưng khi bước vào, họ mới nhận ra rằng trang trí bên trong thực sự không phù hợp với túi tiền của người bình thường. Đúng là đẳng cấp của người có tiền, bên ngoài bàn ghế đều được bọc hoàn toàn băng vàng lá, toàn bộ đại sảnh nguy nga lộng lẫy, khiến đám người Trần Triệu Dương nói không nên lời. Chúng ta chắc chắn muốn ăn ở đây hay sao? Hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng vốn còn nghĩ Hạ Hiểu Vũ sẽ đặt nhà hàng có phong cách đặc biệt một chút, không ngờ rằng lại là một nhà hàng thô thiển như thế này. Nếu đã tới rồi, không đi xem thử thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao, Trần Triệu Dương lại không vội vàng kết luận, vì theo như anh quan sát, tuy nhà hàng này nhìn có vẻ không được sang trọng lắm nhưng người tới ăn thì đông vô kể. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là người tới đây ăn không những nhiều mà còn có không ít người nhìn có gu thẩm mỹ không tồi. Nếu nhà hàng của người ta đã dày công trang trí như vậy thì tất nhiên không phải là người không có nhiều tiền rồi, chắc chắn là có cái lý do riêng của mình. Đi thôi, chúng ta vào trong để mở mang tầm mắt, khóe miệng của Trần Triệu Dương khế cong lên, anh lập tức nhấc chân bước vào trong. Hai người họ nhìn thấy vậy cũng đành đi theo anh. Chào anh, xin hỏi anh có đặt chỗ trước chưa ạ? Lúc ba người Trần Triệu Dương đi vào nhà hàng thì hai nhân viên phục vụ trước cửa lập tức đồng thanh hỏi thăm. Chúng tôi có đặt trước. Một cô gái họ Hạ đã đặt, Trần Triệu Dương lập tức đi lên trước và nói. Thì ra là bạn của cô Hạ, đã chuẩn bị phòng VIP cho mọi người rồi ạ. Mời đi theo tôi ạ, một cô gái mặc sườn xám, vẻ ngoài ưa nhìn, cười nhẹ và lập tức lên tiếng dẫn đường. Ba người Trần Triệu Dương theo cô ta đi lên lầu 2. Lên tới lầu 2, nhóm người Trần Triệu Dương phát hiện vẻ nguy nga tráng lệ của lầu 2 này và lầu 1 hoàn toàn không giống nhau. Trên lầu 2 này được trang trí vô cùng tinh xảo. Theo phong cách truyền thống Hoa Hạ cổ xưa. Màu chủ đạo của cả lầu 2 đều là màu tím quý phái, chẳng trách có tên là Tử Vân Hiên. Lầu 1 và lầu 2 hoàn toàn mang hai phong cách khác nhau. Điều này cũng lạ thật nha, thấy cách trang trí ở lầu 2 trước mặt, Nam Cung Yến khá tò mò nên lên tiếng. Thưa cô, đây là sở thích của ông chủ chúng tôi. Lầu 1 dùng cho thực khách bình thường, còn lầu 2 là chuẩn bị cho khách quý. Người bình thường thì không thể lên lầu 2. Nữ phục vụ kia nghe Nam Cung Yến nói vậy thì lập tức nở nụ cười rồi lên tiếng giải thích. Vậy ông chủ của các người đúng là một kỳ nhân, Nam Cung Yến tò mò đối với ông chủ của Tử Vân Hiên này. Phong cách trang trí như vậy đúng thật là phân ra hai mặt đối lập. Phì, cách nói chuyện của cô thật thẳng thắn. Ông chủ của chúng tôi không phải kỳ nhân mà là một người kỳ lạ, nữ phục vụ đột nhiên cười nhẹ, sau đó lên tiếng trêu chọc ông chủ của mình. Bọn người Trần Triệu Dương không ngờ cô gái này lại tùy ý trêu chọc ông chủ của mình như vậy, quả là dũng cảm. Các vị khách quý không cần lo lắng, ông chủ của chúng tôi rất tốt, tính cách hiền lành. Tuy có lúc làm việc không được thỏa đáng lắm, nhưng lại rất tốt với nhân viên phục vụ chúng tôi, nữ phục vụ tất nhiên đoán được suy nghĩ trong đầu của họ nên lập tức lên tiếng giải thích. Vậy ông chủ của các người đúng thật là một kỳ nhân. Nếu có cơ hội thì nhất định phải làm quen mới được. Trần Triệu Dương tỏ ra tò mò về ông chủ này. Có lẽ quen biết người này cũng là một chuyện rất thú vị đây. Thưa các vị, phòng VIP này là do cô Hạ đặt.
mời mọi người chờ một chút, thức ăn sẽ lên ngay, nữ phục vụ dẫn đám người Trần Triệu Dương đến nơi thì sau đó lui ra ngoài. Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến lập tức ngồi vào phòng VIP và bắt đầu tán gẫu. Nhưng chưa nói được bao lâu thì món ăn đã được đem lên. Cô Hạ Hiểu Vũ này quả thật rất chu đáo, chuẩn bị thật là đầy đủ. Xem ra ai kia chắc được cô chủ nhà người ta nhắm trúng rồi, thấy những món ăn tinh tế này, Nam Cung Yến không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc. Cô ta nhìn chúng là chuyện của cô ta, trong lòng của anh chỉ có mình em, người phụ nữ khác cũng không bước vào được, Trần Triệu Dương đột nhiên nghiêm túc bày tỏ. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, trong lòng của Nam Cung Yến cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Còn tâm tính của cô cũng có sự thay đổi lớn, chí ít cô cũng không phản cảm với lời bộc bạch này của anh, ngược lại cảm thấy rất ngọt ngào. Thôi đi, hai vị, tôi tới là để ăn cơm, không phải tới ăn cẩu lương. Phân phát cẩu lương mà không nhìn trước sau như vậy, quả là tiết mục ngược chết những người độc thân đây, Tuyên Hoàng bên cạnh thì không chịu nổi được sự xến xúa này nên lập tức lên tiếng chống đối. Ăn cơm cũng không chặn được miệng của em, Nam Cung Yến bị cô nhóc Tuyên Hoàng này nói vậy thì đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Cô đỏ mặt nên gắp một đũa thức ăn nhét vào miệng cô ấy. Lúc hai người Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đang ăn vui vẻ, đột nhiên bên ngoài có một giọng kêu cứu gấp rút truyền đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe giọng hỗn loạn bên ngoài, Trần Triệu Dương bỗng dưng đứng ngồi không yên. Anh lập tức đi tới cửa và nhìn ra bên ngoài. Không hay rồi. Trần Triệu Dương thấy có một ông cụ mặt mày xanh mét bị một đám người vây quanh. Anh thấy chỉ có chút hơi ra mà không hít vào, Trần Triệu Dương bỗng dưng thay đổi sắc mặt. Anh lập tức xông ra khỏi phòng. Mau tránh ra, Trần Triệu Dương kéo đám người vây xung quanh ra và đi vào. Này, người này bị làm sao vậy? Đúng vậy, sao lại đẩy người ta? Thấy náo nhiệt cũng phải coi ai trước ai sau chứ. Nhiều người bị Trần Triệu Dương đẩy ra thì bỗng dưng bất mãn lên tiếng ồn ào. Rõ ràng họ không hài lòng khi bị Trần Triệu Dương kéo ra như vậy. Mau im miệng cho tôi là bác sĩ, mấy người đứng lui ra ngoài một chút đi, để bệnh nhân có đủ không gian, nhiều người bao vây như vậy thì lấy đâu ra không khí chứ, Trần Triệu Dương bỗng dưng ngẩng đầu lên rồi gào lên với đám người đang tỏ ra không hài lòng kia. Chờ bọn họ yên lắng hết lại thì Trần Triệu Dương mới nói ra thân phận của mình, đồng thời bảo đám đông tránh ra một chút. Vốn dĩ còn có vài người không hài lòng với Trần Triệu Dương nhưng khi nghe anh nói vậy thì ai nấy cũng im miệng và lập tức tránh ra chừa không gian lại. Trần Triệu Dương không quan tâm đám người này. Anh trực tiếp đưa tay ra, nâng đầu của ông cụ lên, tay còn lại thì ấn vào ngực của ông cụ. Ông cụ vốn dĩ đã bắt đầu co giật, bị Trần Triệu Dương làm vậy thì miệng của ông cụ lại phun ra một ngụm máu. Những người đứng gần đó đều bị máu phun ra dính phải. Ôi trời! Ây da! Đúng là xảy ra án mạng mà. Tiêu rồi, tên nhóc này đúng là phường lừa gạt. Đúng vậy, mới tí tuổi đầu mà không làm chuyện tốt. Người bị máu phun dính phải vội né ra, nhưng cũng không có mấy ai để ý chuyện này, tất cả đều bắt đầu hô toáng cả lên. Vì ông cụ vốn đã bị bệnh nặng, lại bị đánh phụt máu như vậy, chẳng phải là mưu sát hay sao? Hơn nữa, chuyện này còn xảy ra giữa ban ngày ban mặt nữa. Sắc mặt của Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng bỗng dưng thay đổi rõ rệt. Họ không ngờ Trần Triệu Dương lại đột nhiên xông qua, mà còn làm cho. Bệnh nhân hộc máu. Tiêu rồi, lần này đúng là xong đời rồi, đầu óc. Của Nam Cung Yến trống rỗng, tình cảm giữa cô và Trần Triệu Dương vừa mới có chút tiến triển thì không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Nhưng chuyện này vốn không cách nào thoát ra được, chỉ đành chờ xem tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Cậu là ai? Tại sao lại động vào bố tôi? Vào lúc Trần Triệu Dương vô cùng nghiêm túc châm cứu cho ông cụ này thì có một giọng nói đầy sự phẫn nộ truyền đến. Sau đó, một chàng trai trẻ có thân hình hơi gầy vội vàng bước tới, định vươn tay đẩy Trần Triệu Dương ra. Nếu anh không muốn bố mình mất mạng thì đừng có chạm vào tôi. Chờ chữa trị xong, tôi sẽ cho anh cơ hội, Trần Triệu Dương lên tiếng trước lúc. Anh ta sắp đưa tay chạm vào mình. Chàng trai trẻ kia vốn định chạm vào tay của Trần Triệu Dương thì bỗng dưng khựng lại. Vẻ mặt lộ ra vẻ răng co tâm lý. Hừ, anh tuyệt đối đừng tin, cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? E là mới vừa tốt nghiệp thôi, có thể chữa bệnh được sao? Nếu anh tin cậu ta thì e là tính mạng của bố mình cũng không còn đâu. Lúc này có một người đàn ông với đôi mắt tam giác, vẻ mặt u ám đi tới và lạnh lùng nói. Anh lại là ai nữa vậy? Chàng trai trẻ kia ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang bước tới, rồi nghi ngờ hỏi. Tôi là bác sĩ Từ Lâm. Phó chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân. Anh tin cậu ta hay là tin tôi, phó chủ nhiệm, bác sĩ Từ Lâm trực tiếp lên tiếng hỏi,
đồng thời nói ra nghề nghiệp và chức vụ của mình. Người xung quanh nghe Từ Lâm nói vậy thì bỗng dưng ai nấy cũng tỏ ra khâm phục. Dù gì, nhìn dáng vẻ Từ Lâm chỉ khoảng 27, 28 tuổi nhưng lại là phó chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân. Đây điển hình là con nhà người ta đây mà. Tuy người này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng không sánh được người ta có sự nghiệp tiền đồ như thế. Từ Lâm vô cùng hưởng thụ cái cảm giác được mọi người nhìn mình một cách ngưỡng mộ như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tự hào. Chuyện này, chàng trai trẻ kia đột nhiên chần chừ rồi lên tiếng, nhưng... nhưng cậu ta sử dụng là châm cứu của đông y. Phi, Từ Lâm liền cười thành tiếng, sau đó mỉa mai một cách đầy ác ý, đông y. Có bác sĩ đông y nào mà không phải 70, 80 tuổi mới đạt được thành tựu chứ? Tên này còn trẻ như vậy thì có thể biết thuật chữa bệnh gì chứ? Huống hồ, đông y là để gạt người, cơ bản không phải là thuật chữa bệnh. Vốn dĩ vừa nghe Từ Lâm nói thì mọi người có mặt đều rất tán thành, dù gì đông y quả thật là gừng càng già càng cay. Nhưng nghe tới cuối thì thấy rằng câu nói này có chút không ổn. Anh ta nói thuật chữa bệnh của cậu thanh niên này không ra gì cũng không hay ho gì rồi, đã thế còn dám bôi nhọ đông y. Lập tức có người lộ vẻ khó chịu, rõ ràng là không đồng tình với câu nói của Từ Lâm. Nhưng lại không có ai đứng ra, dù gì mọi người đều lo bảo vệ mình, dĩ nhiên sẽ không đứng ra rồi. Ồn ào quá, Trần Triệu Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Từ Lâm đang nói, trong ánh mắt anh ý gạch dưới mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo sộc thẳng vào. Linh hồn của Từ Lâm. Từ Lâm đột nhiên giật mình, chân cũng mềm nhũ, sau đó bèn ngồi bệt xuống đất. Đúng là ngu xuẩn, Trần Triệu Dương lạnh lùng buông ra một câu nói, động tác trên tay vốn không hề dừng lại, ngược lại càng khiến người xem như bị thôi miên, cảnh tượng thật mãn nhẫn. Dần dần, những người xung quanh đều trở nên yên lặng, rõ ràng ai cũng bị thu hút bởi động tác của Trần Triệu Dương. Lúc này con trai của ông cụ cũng yên lặng chờ, đợi, tuy anh ta không biết thuật chữa bệnh của cậu thanh niên này như thế nào. Nhưng có một điểm anh ta có thể khẳng định, nếu bố mình không được chữa trị, vậy thì chắc chắn không thể chờ xe cứu thương tới. Cho nên trước mắt đành phải hy vọng gửi gắm vào cậu thanh niên còn nhỏ hơn cả mình. Chị à, tính sao đây? Anh Triệu Dương có thể cứu được ông cụ đó không? Tuyên Hoàng trong phòng VIP bỗng dưng lo lắng nhìn sang Trần Triệu Dương trong đám đông. Cô ấy lo lắng lên tiếng. Chị cũng không biết, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng anh ấy. Anh ấy sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Em yên tâm đi, Nam Cung Yến khẳng định với cô ấy. Nhưng trong lòng cô đang nghĩ gì thì e là cũng chỉ có một mình cô biết mà thôi. Lúc mọi người đều lo lắng, ông cụ nằm dưới đất vốn dĩ sắp đứt hơi thì bỗng dưng run người, sau đó lại phun ra một ngụm máu. Bố! Nhìn thấy cảnh này, trái tim của mọi người dường như thắt lại. Còn chàng trai trẻ kia nhất thời đau lòng hét lên, sau đó quỳ hai gối xuống đất, vẻ mặt lộ ra sự đau khổ. Khụ khụ! Tên nhóc thối, khóc cái gì? Bố còn chưa chết, giữ nước mắt lại đi, chờ khi bố chết rồi hẳn khóc, lúc anh ta đang đau khổ tột cùng thì lại nghe một giọng nói quen thuộc rót vào tai. Bố chưa chết sao? Lúc anh ta ngước mắt nhìn thấy bố mình đã ngồi dậy thì đột nhiên không dám tin mà dụi dụi vào mắt của mình. Tên nhóc xấu xa, con mong bố mình chết như vậy à? Bố không sao, còn đi nguyền rủa nữa chứ, xem bố có đánh con không? Ông cụ bị con trai của mình nói vậy thì nhất thời khó chịu. Ông ta bèn đưa tay ra tóm lấy tai của con trai mình rồi bắt đầu dạy dỗ. Bố, đừng mà, nhiều người đang nhìn, mất mặt quá đi, anh con trai bỗng dưng thấy xấu hổ nên vội xin tha. Hừ, biết xấu hổ à, vậy còn không mau cảm ơn ân nhân cứu mạng bố mình đi. Ông cụ buông tay ra rồi được con trai mình đỡ dậy, sau đó vội đẩy đầu của con trai mình xuống, buộc anh ta phải quỳ xuống trước mặt Trần Triệu Dương. Cái mạng nhỏ này của tôi là do cậu cứu, cậu chính là ân nhân cứu mạng của nhà họ Bành chúng tôi. Sức khỏe của tôi không tốt, đành để người làm con là nó dập đầu lại cảm ơn cậu vậy, tuy Bành Quý Tu vẫn còn khá yếu ớt nhưng làm mấy chuyện như vậy thì vô cùng dứt khoát. Lúc này, Bành Hạo Dân đã tỉnh táo lại, biết cậu thanh niên trước mặt đã cứu bố mình, cho nên trước sự ép buộc của bố thì anh ta cũng không hề phản kháng, tình nguyện dập đầu ba cái ngay lập tức. Lúc này những người xung quanh đều ngơ ngác. Mãi cho tới khi Bành Hạo Dân dập đầu xong mới có phản ứng, cũng không biết là ai dẫn đầu cổ vũ, cả lầu hai đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thần y, đúng là thần y. Tôi sớm đã nhận ra, cậu thanh niên này là một thần y mà, quả nhiên là không sai. Con khỉ, lúc nấy cũng không biết ai nói, đây chính là một tên lừa gạt, còn nói đông y là lừa gạt người ta thôi. Làm gì có, tôi nói vậy lúc nào?
những người xung quanh đều bắt đầu tích cực bày tỏ suy nghĩ của mình. Dù gì cảnh tượng lúc nấy không phải bác sĩ cũng nhìn ra được, đúng thật là quá nguy hiểm. Người sắp hết hơi, nay lại được cứu sống, quả thật là thần y tái thế mà. Nếu có thể lên lầu 2 dùng bữa, vậy thì chắc chắn không phải người bình thường. Lúc này ánh mắt của mọi người nhìn sang Trần Triệu Dương đều vô cùng mãnh liệt như có thể thiêu đốt được anh vậy. Dù gì, phàm đã là con người thì khó tránh khỏi bệnh tật. Mà giá trị của một thần y đúng là quá lớn rồi, hoàn toàn có thể để họ có một cơ hội giành lại cuộc sống mới. Phù! Lúc này, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Trần Triệu Dương đã chữa khỏi cho đối phương, nếu không, bọn họ nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Chàng trai trẻ này là ai? Thật là may mắn à, gặp được anh Triệu Dương, bằng không e là ông cụ này thật sự gặp phải nguy hiểm rồi, Tuyên Hoàng nói với vẻ mặt tôn sùng. Đó là ông chủ của chúng tôi, Bành Hạo Dân, còn đó là bố của ông chủ, Bành Quý Tu, một người phục vụ tại Tử Vân Hiên nghe thấy lời nói của Tuyên Hoàng thì bèn lên tiếng giải thích. Oa, hóa ra anh ta chính là ông chủ hài hước đấy à? Tôi thật sự không ngờ anh ta lại nho nhã và làm việc một cách thoải mái đến như vậy. Tuyên Hoàng kinh ngạc thốt lên một tiếng khi nghe người phục vụ bên cạnh nói vậy. Ông chủ của chúng tôi quả thực có chút kỳ quái, nhưng bản chất rất lương thiện, rõ ràng là người phục vụ cũng có chút bất lực đối với ông chủ của mình, dù sao sự hài hước của ông chủ, chỉ có những người tiếp xúc rồi mới biết được, cô ta cũng không có cách nào thanh minh được. Đương nhiên rồi, nếu thật sự là kẻ xấu, chắc chắn là anh Triệu Dương sẽ không ra tay giúp đỡ rồi. Đây gọi là người tốt sẽ được đền đáp. Tuyên Hoàng hếch khuôn mặt nhỏ lên nói với vẻ tự hào. Ông cụ, ông không cần khách sáo như vậy, lương y như từ mẫu, nếu đã gặp phải chuyện này, nhất định không thể làm ngơ, Trần Triệu Dương xua tay, lập tức đỡ Bành Hạo Dân dậy và nhẹ nhàng nói. Tôi vẫn còn chưa biết tên họ của cậu đây là, Bành Quý Tu lập tức hỏi. Ông Bành, tôi tên là Trần Triệu Dương, tình trạng sức khỏe của ông lúc này, tốt hơn là nên về tĩnh dưỡng. Đừng làm việc quá sức, lát nữa. Tôi sẽ kê một đơn thuốc, ông có thể dựa theo đơn thuốc đó, không bao lâu sẽ khỏe lại thôi. Trần Triệu Dương đã dùng mắt xuyên thấu nhìn qua một lượt thì biết được tình trạng sức khỏe của ông cụ Bành, vì vậy anh mới dám nói như vậy. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, mắt hai bố con Bành Quý Tu chợt sáng lên, vội nói lời cảm ơn với anh. Phải biết rằng bệnh của bố Bành Hạo Dân đã nhiều năm rồi, không biết đã khám bao nhiêu bác sĩ, khám cả Đông Tây Y mà không ai chữa khỏi. Không ngờ lại tìm được người có thể chữa khỏi bệnh cho bố mình trong hoàn cảnh tình cờ như thế này. Họ biết rằng ân tình này không bao giờ có thể báo đáp hết bằng một lời cảm ơn, vì vậy họ không thể hiện nó nhiều, chỉ đợi có ngày sẽ có cơ hội báo đáp lại. Tiếp theo, Bành Hạo Dân đến phòng VIP của Trần Triệu Dương, còn Bành Quý Tu thì đã được. Người nhà họ Bành đưa về để nghỉ ngơi. Về phần những người khác, thấy không còn gì để xem nữa thì dần tản ra. Về phần Từ Lâm, người tự xưng là phó chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân, anh ta vô cùng xấu hổ nên sớm đã cuốn gói bỏ chạy khi ông cụ Bành tỉnh dậy. Cậu Trần, đơn thuốc này thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho bố tôi sao? Khi Trần Triệu Dương viết đơn thuốc, Bành Hạo Dân có chút nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là không thể, Trần Triệu Dương nói với bộ dạng vô cùng thản nhiên. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, không chỉ có Bành Hạo Dân chết lặng mà ngay cả Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng lúc nãy đã vô cùng tin tưởng vào anh cũng suýt ngất. Đừng lo lắng, đơn thuốc này quả thực là để chữa bệnh cho bố cậu, nhưng chỉ dựa vào một đơn thuốc như vậy thì nhất định không thể khỏi được, còn phải kết hợp với châm cứu của tôi mới được. Chỉ cần 3 lần là có thể chữa khỏi, Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ vội vàng đó của họ thì bất lực lên tiếng giải thích. Thật sao, vậy quá tốt rồi, cậu thật sự là quý nhân của nhà họ Bành chúng tôi, Bành Hạo Dân chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô cùng kích động nói. Trần Triệu Dương lập tức viết đơn thuốc gồm những dược liệu cần dùng trên điện thoại, sau đó hỏi số điện thoại của Bành Hạo Dân rồi gửi qua cho anh ta. Được rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi, hay là anh cũng đến dùng chung đi, bụng của Trần Triệu Dương không ngừng biểu tình, vốn chỉ mới ăn được một chút, kết quả là vừa rồi ra tay cứu giúp nên chân khí trong người đã tiêu hao không ít, đương nhiên là rất đói rồi. Ha ha, người ta chính là ông chủ của Tử Vân Hiên, có gì mà chưa ăn qua chứ? Lúc này Tuyên Hoàng vừa cười vừa nói đùa. Ồ, thất lễ à, được biết Bành Hạo Dân là một ông chủ rất thú vị, Trần Triệu Dương có chút kinh ngạc, không ngờ ông chủ có phần hài hước này hóa ra lại là một chàng trai trẻ gầy gò này. Tuy nhiên, từ thái độ của hai bố con Bành Hạo Dân vừa rồi thì chắc chắn là bố truyền con nối rồi, cả hai đều rất hài hước. Cậu Trần,
vậy tôi không quấy rầy nữa rồi, tôi phải đi chuẩn bị dược liệu. Mặc dù Bành Hạo Dân rất muốn bắt nối với Trần Triệu Dương thêm một chút, nhưng thấy anh có vẻ không có ý muốn giữ mình lại ở đây, đúng lúc anh ta cũng cần đi chuẩn bị số dược liệu này nữa nên bèn lên tiếng rời đi. Được rồi, chuẩn bị xong thì đưa ông cụ đến căn biệt thự số 01 ở Thiên Sướng Viên, hiện tại tôi đang sống ở đó, Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi rồi nói. Được, cảm ơn cậu, Bành Hạo Dân gật đầu rồi ngay lập tức rời khỏi phòng VIP. Sau khi ăn xong thì cuối cùng Hạ Hiểu Vũ cũng đã trở về. Anh Trần, hai cô gái, thật là ngại quá. Tôi vốn dĩ muốn cùng ba người đi ăn một bữa, nhưng cuối cùng lại lỡ hẹn rồi, Hạ Hiểu Vũ bước vào phòng VIP, nói với vẻ áy náy. Không sao cả, cô Hạ, cô có muốn ăn chút gì trước không? Nhìn thấy Hạ Hiểu Vũ trở về, Nam Cung Yến liền lịch sự nói. Tôi không đói, nếu cả ba đều đã ăn xong rồi, vậy chúng ta đi thôi. Hạ Hiểu Vũ làm gì có thời gian để ăn cơm chứ, bèn cùng đám người Trần Triệu Dương xuống lầu. Khi xuống lầu, Hạ Hiểu Vũ đang định thanh toán hóa đơn thì được thông báo là bữa ăn này được miễn phí khiến cô ta chợt giật mình. Mặc dù nhà họ Hạ là gia tộc lớn hàng đầu ở thành phố Long Hải, nhưng nhà họ Bành chưa bao. Giờ nể mặt nhà họ cả, càng không bao giờ giảm giá chứ đừng nói là miễn phí. Ba người Trần Triệu Dương đương nhiên biết Bành Hạo Dân sẽ miễn phí cho bọn họ nên không có gì phải ngạc nhiên cả. Dù sao thì một bữa ăn cũng có là gì so với tính mạng của một người chứ. Mặc dù không đoán ra được nhưng Hạ Hiểu Vũ cũng không có cố chấp hỏi, lập tức đưa đám người Trần Triệu Dương trở về biệt thự. Về đến biệt thự, Hạ Hiểu Vũ cũng không biết nói gì, có chút ngượng nghịu nên tìm cớ rời đi. Không lâu sau đó, sự việc ông cụ Bành phát bệnh ngay trong nhà hàng của chính mình và được người khác cứu chữa đã lan rộng ra cả thành phố Long Hải. Phải biết đấy, ông cụ Bành bị bệnh đã lâu. Cũng đã từng gióng trống khua chiêng đi tìm danh y nổi tiếng, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh. Kết quả, tiền mất tật mang, không những không khỏi mà bệnh càng ngày càng nặng thêm, cho nên ông ta không dám chữa trị nữa, mà chỉ ở nhà tịnh dưỡng. Tất cả người trong tầng lớp thượng lưu của thành phố Long Hải, không ai là không biết đến chuyện này nhưng không ngờ rằng, hôm nay ông ta lại được người khác cứu sống. Điều quan trọng nhất là vị bác sĩ đã cứu ông cụ Bành nói rằng mình có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh đó của ông ta. Tin tức này có thể nói là đã thu hút sự chú ý của tất cả các gia tộc ở thành phố Long Hải, dù sao phàm đã là người thì chắc chắn không tránh khỏi bệnh tật, nên một số gia tộc đã chuẩn bị sẽ đến thăm vị thần y này. Trần Triệu Dương tất nhiên không thể biết những thứ này, trải qua trận quyết đấu trước đó, những người ở tầng lớp cao nhất của thành phố Long Hải hầu như đều biết chuyện này cũng như biết đến anh. Cho nên, không ít người muốn tìm anh để trị bệnh cũng như lôi kéo mối quan hệ với anh. Trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người trong các gia tộc lớn đều bắt đầu hành động, kể cả những nhà không nằm trong top đầu cũng rất tích cực, biết đâu người ta sẽ nhìn chúng nhà họ thì sao. Còn những thế lực ngầm thì đều co đầu rút cổ, họ không dám có hành động gì nữa, bởi vì họ cũng không thể nào hiểu được rốt cuộc thành phố Long Hải đang xảy ra chuyện gì. Ngay khi Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương vừa chuyển đồ vào trong căn biệt thự số 01 thì chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh Trần, tôi là Tăng Kim Lai, tối nay có một buổi tiệc. Không biết anh Trần có thời gian tham dự không, Tăng Kim Lai hỏi Trần Triệu Dương một cách vô cùng dè dặt. Trên thực tế, những gia tộc đó không dám đến tìm Trần Triệu Dương nên khi biết được mối quan hệ của Tăng Kim Lai với anh không tồi mới tổ chức ra buổi tiệc này. Không đi, không có hứng, Trần Triệu Dương không nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn. Nghe thấy lời này của anh thì Tăng Kim Lai lập tức cười khổ một tiếng, hiển nhiên là anh ta quá hiểu Trần Triệu Dương rồi, bị từ chối là chuyện đương nhiên. Anh Trần. Thực ra ngoài tiệc rượu ra thì buổi tiệc này vẫn còn có một phần đấu giá từ thiện nữa, tôi nghe người khác nói là trong buổi đấu giá này có rất nhiều thứ anh cần, Tăng Kim Lai sợ Trần Triệu Dương cúp điện thoại nên nói luôn. Ồ, là cái gì, Trần Triệu Dương tò mò, phải biết là những thứ có ích với anh rất khó tìm được. Nhưng mà, Tăng Kim Lai vừa nói là thứ anh cần. Anh ta biết anh là một võ giả, nên nếu đã nói như thế chứng tỏ trong buổi đấu giá từ thiện đó chắc chắn có thứ mà anh cần. Anh Trần, thực ra tôi cũng không biết chính xác là gì, chỉ là lúc tôi vào nhà vệ sinh thì nghe được. Đám nhân viên ở đó tán dóc với nhau rồi nhắc đến mà thôi, nếu chỉ là một bữa tiệc thông thường thì tôi chắc chắc không để anh phải đích thân đến rồi. Tăng Kim Lai giải thích. Được, thế anh gửi thư mời qua đây cho tôi, tối nay tôi sẽ đến đúng giờ. Trần Triệu Dương gật đầu, không biết có phải hay không nhưng cứ đi xem thử xem, dù gì cũng đang rảnh rỗi mà. Được thôi, anh Trần. Nghe được Trần Triệu Dương đồng ý thì Tăng Kim Lai thở phào nhẹ nhõm.
nếu anh mà không đồng ý thì anh ta cũng không biết phải giải thích thế nào với những người đã giao phó cho anh ta đi thương lượng với anh nữa. Trần Triệu Dương, sao thế? Có chuyện gì à? Nam Cung Yến nghe được Trần Triệu Dương gọi điện thoại thì hỏi. Tối nay có một buổi tiệc đấu giá từ thiện, trong đó hình như có đồ mà anh cần, Trần Triệu Dương không giấu giếm mà nói cho cô hết. Đấu giá từ thiện, tốt quá rồi, tôi thích những nơi như thế, tôi cũng đi cùng, Tuyên Hoàng đứng bên cạnh không cam lòng bị bơ nên lao nhanh đến, nói một cách hưng phấn. Nghe thấy lời của cô ấy thì Trần Triệu Dương lập tức vỗ vào đầu một cái. Sao mà anh lại quên cô nhóc này được chứ? Trước đây gặp được Tuyên Hoàng chính là ở buổi tiệc rượu. Cô nhóc này thích nhất là được ăn thùng uống vại ở mấy buổi tiệc kiểu như thế. Được, mình chị đi cũng chán lắm, không đợi Trần Triệu Dương trả lời lại thì Nam Cung Yến đã quyết định luôn. Tốt quá đi mất, chị đúng là chị gái ruột của em mà, Tuyên Hoàng nghe thấy thế thì vui không kiềm được, cô ấy lập tức thơm một cái vào mặt Nam Cung Yến rồi lườm Trần Triệu Dương, không giống ai đó, chả có tí tích cực nào, tôi thấy là không muốn cho tôi đi đúng không? Lười quan tâm đến cô. Thấy bộ dạng đó của Tuyên Hoàng thì Trần Triệu Dương bất đắc dĩ búng tay vào đầu cô ấy một cái, sau khi nhắc Nam Cung Yến đừng để ai lên tầng làm phiền mình thì Trần Triệu Dương lập tức quay người đi lên. Nếu đã là tham gia buổi đấu giá từ thiện thì tất nhiên phải có đồ để đấu giá, không thể chỉ đến đó hết giá rồi mua được, nếu như người ta yêu cầu mình phải có đồ mang đến đấu giá thì đúng là mất thể diện. Cho nên, anh chuẩn bị luyện một ít đan dược, còn luyện loại nào thì anh cũng đã nghĩ xong hết cả rồi. Trần Triệu Dương lôi cái lò luyện đan mà anh lấy được ở Kỳ Môn Sơn ra, không ngờ lần đầu tiên mình dùng cái lò luyện đan này lại là để tham gia buổi đấu giá từ thiện. Đợi đến khi trời tối đen rồi thì anh mới từ tầng 2 đi xuống. Lão Tăng gửi thiệp mời đến chưa, sau khi xuống tầng dưới thì anh hỏi. Đưa đến rồi, còn cử một tài xế đứng đợi bên ngoài kìa, sợ chúng ta không tìm được chỗ, Nam Cung Yến trả lời. Sau đó ba người ngồi lên xe, đi về phía buổi đấu giá từ thiện. Buổi tiệc lần này không xảy ra chuyện gì như lần trước nữa cả vì dù gì Tăng Kim Lai cũng cử người đến đây để phòng ngừa có chuyện xảy ra rồi. Sau khi đến buổi tiệc thì Trần Triệu Dương không muốn làm quen ai cả nên tìm một vị trí trong góc để ngồi. Còn Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng thì đã tách khỏi anh từ khi bước vào bên trong rồi. Nam Cung Yến gặp được vài người có mối quan hệ hợp tác với mình, còn Tuyên Hoàng thì chạy đông chạy tây tìm đồ ăn, lần này còn tốt. Không phải là trốn vào mà cô ấy được đi vào một cách đường đường chính chính. Trước khi buổi đấu giá từ thiện diễn ra thì còn có một tiệc rượu, trong buổi tiệc này có rất nhiều người không quen biết nhưng bình thường chỉ cần nhận được giấy mời thì rất ít người sẽ từ chối tham dự. Dù gì, bữa tiệc như thế này vô cùng coi trọng thể diện, nếu mà thực sự từ chối người khác thì chính là không nể mặt người ta, điều này sợ là ai cũng không thể vui nổi. Con đĩ này, ông đây mời cô nhảy là cơ hội hiếm có khó tìm của cô. Thế mà còn không biết điều, ngay khi mọi người đang tìm bạn cặp cho mình thì có một giọng nói chói tai truyền đến. Vốn Trần Triệu Dương không định để ý đến nhưng ngay khi anh liếc qua và biết được người bị gây rối là ai thì sắc mặt lập tức âm trầm, bước nhanh đến đó. Cô nhóc, hôm nay nếu để cô chạy thoát thì tôi sẽ không phải Chu Đại Hải nữa, tiếng nói kiêu ngạo đó lại vang lên một lần nữa. Đây là một người thanh niên khá đẹp trai, sáng sủa, nhưng lúc này hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Tuyên Hoàng. Trên mặt Tuyên Hoàng ha rõ dấu vết năm ngón tay, khóe miệng còn chảy máu. Xong rồi, cô gái này xong đời rồi. Hai, bị Chu Đại Hải nhắm trúng, thật là thảm quá đi mất. Chỉ là nhảy một điệu thôi mà, còn không phải là ăn thịt cô ấy, cần gì phải làm thế. Đám người bên cạnh tất nhiên đều nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng khi họ nhìn thấy người gây chuyện thì không ai dám to tiếng bàn luận mà chỉ khe khẽ nói với nhau. Tối nay đi với ông đây. Sáng mai tôi sẽ thả cô về, thì chuyện hôm nay coi như bỏ qua, còn nếu không, ha ha, Chu Đại Hải cười một tiếng rồi bước từng bước về phía Tuyên Hoàng. Mày đừng có qua đây, tao nói cho mày biết, nếu mày dám đối xử với tao như thế thì anh tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày, Tuyên Hoàng sợ hãi, hét lớn. Ồ, thế sao, thế thì tốt quá, bảo hắn ta đến đây, ông đây lại muốn xem thử, ai có thể cứu được cô. Chu Đại Hải nhìn Tuyên Hoàng vừa bị mình tát một bạt tai một cách thèm thuồng. Người khác có lẽ không biết nhưng Chu Đại Hải có một sở thích đặc biệt không giống bất kỳ ai, đó là chỉ hứng thú với người nhỏ hơn hắn ta. Trước đây đã có không ít người bị hắn ta chơi đùa, thậm chí còn có người tự tử. Nhưng hắn ta dựa vào thế lực nhà họ Chu nên vẫn luôn bình an vô sự. Hắn ta vốn chỉ muốn đến bữa tiệc đấu giá từ thiện này cho có rồi về, ai ngờ sau khi nhìn thấy Tuyên Hoàng thì đã bị cô ấy hấp dẫn.
Tuyên Hoàng vốn đã rất xinh, lại thêm khí chất đặc biệt không ai có nên mới bị Chu Đại Hải nhằm trúng. Cho nên mọi thứ được sắp đặt như vậy chỉ là để có một cái cớ đối phó với Tuyên Hoàng mà thôi. Mày đúng là không biết xấu hổ, chắc chắn sẽ bị quả báo. Sắc mặt Tuyên Hoàng lúc này vô cùng khó coi, cơn tức giận như sắp bùng phát lên rồi. Ha ha, thế sao, Chu Đại Hải không coi ai ra gì mà cười ngạo mạn một tiếng, sau đó đi về phía Tuyên Hoàng. Bịch, ngay khi hắn ta đang đi về phía Tuyên Hoàng thì đột nhiên có người đá thẳng vào eo hắn ta, Chu Đại Hải không phản ứng kịp lập tức bị đá bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đất, quan trọng là tiếp đất bằng mặt. Nghe thấy âm thanh này thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy đau. Sợ là mặt hắn ta cũng bị đập cho biến hình rồi. Anh Triệu Dương, nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện thì Tuyên Hoàng lập tức thấy yên tâm, chuyện vừa xảy ra khiến cô ấy quá sợ hãi rồi. Dù trước đây cô ấy luôn ăn thùng uống vại ở những buổi tiệc như thế này nhưng chưa bao giờ gặp phải tên nào thô lỗ như thế, cho nên kế sách của cô ấy đều không có tác dụng cả. Hẳn vừa đánh cô thế nào, trả lại gấp 10 lần, Trần Triệu Dương đi về phía Tuyên Hoàng, nói. Được. Bị đánh một bạt tai trước mặt nhiều người như thế, Tuyên Hoàng tất nhiên vô cùng tức giận, bây giờ có Trần Triệu Dương chống lưng cho nên cô ấy không còn sợ gì nữa. Muốn chết sao, mày là ai mà lại dám đánh tao, mày có biết tao là ai không? Mày chết chắc rồi, Chu Đại Hải sắp điên rồi, một bên mặt của hắn ta đã bị tê không có tí cảm giác nào nữa. Trước mặt bao nhiêu người trong tầng lớp thượng lưu của thành phố Long Hải mà hắn ta lại bị đánh thành thế này, sau này hắn ta biết giấu mặt mũi ở đâu được. Làm sao còn có thể có tiếng nói trong xã hội thượng lưu này nữa, hẳn ta chỉ có thể là một câu chuyện cười của thành phố Long Hải mà thôi. Trần Triệu Dương căn bản không thèm quan tâm đến mấy câu chất vấn của hắn ta. Sự đả kích nhất đối với một người, có lẽ chính là việc không thèm để ý đến người đó. Cô đứng sau lưng tôi trước, đợi tôi xử lý hắn ta, Trần Triệu Dương bảo vệ Tuyên Hoàng ở đằng sau mình rồi lạnh nhạt nói. Được, nghe thấy lời này của anh thì Tuyên Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Anh Trần, có chuyện gì thế, ngay khi anh chuẩn bị ra tay xử lý Chu Đại Hải, đòi lại cái bạt tai vừa rồi cho Tuyên Hoàng thì có một giọng nói vô cùng gấp gáp truyền đến. Buổi đấu giá này của anh đúng là vàng thau lẫn lộn, chó mèo gì cũng đều vào được cả, Trần Triệu Dương quay lại nhìn Tăng Kim Lai đang hớt hải chạy vào, nói. Tổng Giám Đốc Tăng, anh đến đúng lúc lắm, tên xúc sinh này dám đánh tôi, lại còn bắt nạt tôi nữa, còn cả con nhóc này, ông đây đã nhắm chúng rồi, mau xử lý tên xúc sinh này cho tôi. Rồi đưa cô ta đến phòng tôi, Chu Đại Hải vốn còn hơi sợ sệt, muốn rút lui nhưng thấy Tăng Kim Lai đến thì hẳn ta lại kiêu căng nói. Ồ, cậu muốn xử lý anh ấy thế nào? Tăng Kim Lai nghe thấy lời của hắn ta thì nheo mắt lại, trước đây khi anh ta còn quá béo thì khi nheo mắt sẽ trông vô cùng tốt bụng, nhưng sau khi giảm cân, đôi mắt ấy của anh ta lại hiện lên một tia nguy hiểm. Hừ, đơn giản, đánh gấy tứ chỉ tên xúc sinh đó rồi ném ra ngoài cho đi ăn xin, sống chết mặc hẳn. Chu Đại Hải không nhận ra tia nguy hiểm trong ánh mắt Tăng Kim Lai khi anh ta nói mà hắn ta vẫn đáp lại một cách không biết xấu hổ. Đám người xung quanh nghe thấy lời của Chu Đại Hải thì đều lắc đầu một cách bất đắc dĩ, hầu như đều có thể đoán được kết cục của người thanh niên này. Sợ là kết cục của cô gái xinh đẹp này còn thảm hại hơn. Dù gì ở thành phố Long Hải, không có mấy người dám dây vào nhà họ Chu, Tăng Kim Lai chắc cũng không vì người thanh niên này mà đắc tội với nhà họ đâu. Nhà họ Chu không cần thiết phải tồn tại nữa rồi, sắc mặt Trần Triệu Dương vô cùng bình tĩnh, như không cảm giác được mình sắp gặp nguy hiểm vậy. Ha ha, mày nghĩ mày là ai? Chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh mồm, chắc là mày bị điên rồi đúng không? Chu Đại Vĩ cười lớn rồi châm biếm. Hai, một người như thế mà lại bị ép đến điên, đúng là đáng tiếc. Không có cách nào, ai bảo dám động đến nhà họ Chu, đó chính là nhà họ Chu của Hạ Thương Chu đấy. Nghe thấy lời nói lạnh nhạt đó của Trần Triệu Dương thì đám người xung quanh đều ngạc nhiên, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao và nhìn anh với ánh mắt đồng tình, thương hại. Được, anh Trần, tôi nhất định sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này, từ hôm nay trở đi nhà họ Chu chính thức được liệt vào danh sách đối tượng mục tiêu của Hội Thương mại Hạo Minh chúng ta. Trước khi mặt trời lặn vào ngày mai, nhà họ Chu sẽ phải chết. Ngay lúc mọi người đang sôi nổi bàn tán thì Tăng Kim Lai lập tức quay sang cung kính nói với Trần Triệu Dương. Anh ta nói chuyện không hề che giấu, dường như không chỉ đảm bảo với Trần Triệu Dương mà còn muốn thông báo với toàn thế giới rằng nhà họ Chu sẽ bị tiêu diệt. Nghe thấy lời nói này của Tăng Kim Lai thì tất cả mọi người đều sững sờ. Kịch bản hình như không phải thế này mà. Không phải là Tăng Kim Lai sẽ bắt người thanh niên đó lại sao? Sao bây giờ?
Tổng Giám đốc Tăng, anh điên rồi sao? Anh có biết mình vừa nói gì không? Bây giờ anh rút lại lời nói còn kịp, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì, Chu Đại Hải tái mặt, âm trầm nói. Người đâu, bắt cậu ta lại, Tăng Kim Lai cười gắn, rồi hô lên, lập tức có mấy người đàn ông vạm vỡ chạy đến, bao vây xung quanh Chu Đại Hải rồi đè hẳn xuống. Tên họ Tăng kia, anh có ý gì? Anh dám đối xử với tôi như thế thì anh xong rồi, dù anh có Trần gia chống lưng thì nhà họ Chu chúng tôi cũng sẽ xử lý anh chạy không thoát đâu, Chu Đại Vĩ như phát điên vậy, hắn ta hét lớn. Cậu bị ngu rồi sao, đến bây giờ vẫn chưa nhìn ra, vị này chính là Trần gia trong miệng cậu đấy, đúng là một tên ngu mà, Tăng Kim Lai cười một cách chế nhạo, nói. Nghe thấy lời này của anh ta thì tất cả mọi người ở đây mới nhớ ra, vừa nãy Tăng Kim Lai có gọi anh Trần hai lần. Vốn họ chỉ nghĩ là người tên là Trần Diệp hoặc Trần Hiệp nhưng không ngờ lại là Trần gia. Nghĩ đến đây thì đám người này đều như tỉnh ngộ cả, thảo nào người thanh niên này như được chống lưng nên không có chút sợ hãi nào, hóa ra anh chính là chỗ dựa lớn nhất rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Đại Hải nghe Tăng Kim Lai nói xong thì đột nhiên sắc mặt chẳng bệch như tờ giấy trăng, dáng đi lảo đảo, xém chút cắm đầu xuống đất. Không thể nào, sao có thể như vậy? Sao hắn ta có thể là Trần gia chứ? Lúc này Chu Đại Hải hoàn toàn suy sụp, hét lên một cách điên cuồng. Nếu không phải là Trần gia, thì sao tôi có thể cung kính với anh ta như thế chứ? Cậu đúng là ngu xuẩn mà, Tăng Kim Lai cười nhạt một tiếng. Anh ta biết rất rõ về những chuyện của Chu Đại Hải này, nhưng trước giờ hắn ta chưa từng gặp phải rắc rối gì, bây giờ thì hay rồi trực tiếp bị dạy cho một bài học nhớ đời. Cho dù hắn ta là Trần gia thì đã sao? Nhà họ Chu tôi sợ hắn ta chắc, các người tốt nhất nên khách sáo với tôi một chút, nếu không, nhà họ Chu báo thù thì các người không gánh nổi đâu. Chu Đại Hải biết mềm dẻo không được nên định dùng danh tiếng của nhà họ Chu ra đe dọa Tăng Kim Lai và Trần Triệu Dương. Đúng là một tên đần độn, đừng nói là cậu, cho dù nhà họ Chu ở đây thì e là cũng không dám nói như vậy đâu. Bất hạnh lớn nhất của nhà họ Chu chính là sinh ra một tên ngốc như cậu đó, Tăng Kim Lai chế nhạo nói. Lúc này, những người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn sang Chu Đại Hải. Cái tên công tử bột này vốn không biết hai chữ Trần gia là có ý nghĩa gì ư. Đừng nói nhà họ Chu của họ, cho dù là nhà họ Hạ thì e là cũng không dám xem một cường giả giết chết võ đạo tông sư là kẻ thù. Được rồi, dẫn đi đi, Tăng Kim Lai cũng lười phải để ý tới Chu Đại Hải. Trước sự đe dọa của Chu Đại Hải, anh ta vốn không hề để tâm tới. Khoan đã, chính lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên lên tiếng ngăn Chu Đại Hải đang chuẩn bị được đưa đi lại. Trả lại gấp 10 lần, Trần Triệu Dương vẫn không quên lời hứa với Tuyên Hoàng, anh bèn trực tiếp nói với Tuyên Hoàng. Được thôi, Tuyên Hoàng không hề có chút đồng cảm nào với cảnh ngộ của Chu Đại Hải. Nếu lần này chỉ có mình cô ấy, không có sự giúp đỡ của Trần Triệu Dương thì e là hôm nay cô ấy cũng khó thoát được rồi. Mà nếu thật sự tới lúc đó, ai sẽ thông cảm cho cô ấy chứ? Tuyên Hoàng lập tức đi tới trước mặt của Chu Đại Hải. Cô ấy đưa tay lên vừa định đánh thì bỗng dừng lại. Những người khác đều háo hức nhìn cảnh tượng trước mắt, họ muốn xem thử, cô gái này có dám ra tay với Chu Đại Hải hay không? Nếu dùng tay đánh thì tay tao sẽ đau, cho nên tao quyết định dùng cái này để đánh mày. Tuyên Hoàng nhanh chóng chạy như bay tới bàn ăn bên cạnh tìm một tấm khăn trải bàn, dùng khăn trải bàn này bao lấy con dao ăn. Bốp, Tuyên Hoàng vốn không hề khách sáo, trực tiếp tát lên mặt của Chu Đại Hải. Chu Đại Hải vốn dĩ đã bơ phờ rồi, nay bị ăn cái tát này nữa khiến hắn ta hoàn toàn bị choáng váng, nhưng ngay khi hắn ta ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Tuyên Hoàng nhìn mình đầy dẫy sự oán hận. Sao vậy, cảm thấy không sướng mấy sao? Vậy để tao khiến mày lại sướng hơn nha. Tuyên Hoàng vốn dĩ chính là một người không dễ dàng chịu thiệt, lúc trước bị tát ở nơi công cộng, dĩ nhiên cô ấy vẫn mang hận trong lòng. Bây giờ đã bắt lấy cơ hội thì chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nói xong, Tuyên Hoàng trực tiếp tát liên tục lên mặt của Chu Đại Hải, vốn dĩ nửa mặt đã hơi bị sưng, lần này thì sưng hết lên, mà còn là cả gương mặt sưng phù lên luôn. Chu Đại Hải còn đang gào khóc ồn ào thì lúc này hoàn toàn im bặt, không phải hắn ta không muốn gào thét lên mà là không còn sức nữa, mặt sưng như cái đầu heo rồi. Được rồi, đánh đủ rồi, cút đi, Tuyên Hoàng vứt con dao quấn trong khăn trải bàn trên tay xuống. Sau đó trực tiếp chạy lại chỗ Trần Triệu Dương. Mọi người, thật là ngại quá, khiến mọi người chê cười rồi. Buổi đấu giá của chúng ta sắp bè đầu rồi, mời mọi người ổn định chỗ ngồi, Tăng Kim Lai lấy thân phận là chủ nhân bữa tiệc, lập tức đứng ra, lúc này anh ta có chút ngượng nghịu nói với những người tham dự.
Anh Trần, tôi là Từ Mặc của nhà họ Từ. Anh Trần, còn tôi nữa, tôi là... Con gái tôi năm nay 20 tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp như hoa. Lúc Tăng Kim Lai vừa nói xong, người của đám gia tộc xung quanh đều nhanh nhẹn, lập tức điên cuồng xông lên, bắt đầu tự giới thiệu, hơn nữa còn tự giới thiệu con gái mình cho Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương vừa thấy cảnh này thì bị dọa một phen, anh vội đưa Tuyên Hoàng lách mình tránh sang một bên. Tăng Kim Lai cũng bị dọa không kém, nhanh chóng đưa mấy người Trần Triệu Dương tới hội trường đấu giá bên trong. Mọi người tốt nhất nên lý trí một chút, nếu chọc anh Trần không vui thì e là mọi người cũng không vui đâu. Tăng Kim Lai trực tiếp cản những người muốn đuổi theo, lập tức nói với vẻ nghiêm nghị. Nghe Tăng Kim Lai nói xong, những người muốn đuổi theo liền đột ngột dừng bước, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi. Hiển nhiên họ cũng ý thức hành vi lúc nãy của họ không ổn thỏa. Mọi người cũng đừng lo lắng, chờ sau buổi đấu giá thì tôi sẽ nói với anh Trần một tiếng, dành thời gian cho mọi người. Cho nên mọi người hãy để buổi đấu giá tiến hành thuận lợi trước cái đã, thấy mọi người bình tĩnh lại, giọng điệu của Tăng Kim Lai lập tức nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu vậy thì cảm ơn giám đốc Tăng gì người thông minh lập tức cảm ơn Tăng Kim Lai. Dù gì họ cũng nhìn ra, anh Trần chính là một người phi thường không hỏi chuyện đời, còn Tăng Kim Lai coi như là người đại diện của mình, có quan hệ với anh cực tốt. Qua, quá dọa người rồi, đám người này sao lại nhiệt tình với anh vậy, Tuyên Hoàng hơi nghi ngờ nhìn Trần Triệu Dương. Vẻ mặt lộ ra đang cười vào nỗi đau của người khác. Cô còn nói nữa, đúng rồi, chị Tiểu Yến của cô đâu, Trần Triệu Dương trợn mắt, sau đó thấy lạ nên hỏi lại. Anh yên tâm, chị Tiểu Yến đang ở trong phòng VIP bàn vài vụ hợp đồng, là Tăng Kim Lai giới thiệu nên rất đáng tin, thấy ánh mắt lo lắng của Trần Triệu Dương, Tuyên Hoàng không mấy vui vẻ nói. Nghe Tuyên Hoàng nói xong, Trần Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, là Tăng Kim Lai giới thiệu thì yên tâm. Nhưng anh vẫn dùng mắt xuyên thấu quét tìm Nam Cung Yến khắp phòng VIP, thấy cô đang bàn chuyện hợp đồng, anh cũng thấy yên tâm. Qua một lúc, mọi người đi vào phòng đấu giá, Trần Triệu Dương ngồi ở vị trí phía trước, Tăng Kim Lai cũng đi theo. Tuy những người kia cũng rất muốn tạo mối quan hệ tốt với Trần Triệu Dương, nhưng nhớ tới chuyện lúc nấy, họ cũng không dám tiến lên trước. Điều này khiến Trần Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới chuyện lúc nấy thì anh vẫn còn dùng mình. Nếu để anh đánh đám người này, anh tuyệt đối sẽ không sợ. Nhưng đám người này chỉ đeo bám thì anh cũng không thể trực tiếp đánh người ta được. Lúc này, Nam Cung Yến cũng đi ra khỏi phòng VIP, vẻ mặt tươi sáng mang theo vẻ háo hức, dễ thấy là chuyện bàn hợp đồng lúc nãy rất thuận lợi. Nhìn thấy Nam Cung Yến đi ra, Trần Triệu Dương lập tức đưa tay ra, ý muốn cô đi qua. Nam Cung Yến bèn nhẹ giọng nói vài câu với mấy người bàn hợp đồng lúc nãy. Sau khi họ nghe cô nói xong thì vẻ mặt đột nhiên tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm ơn cô díu dít. Sau đó, Nam Cung Yến liền rời khỏi đó rồi đi tới trước mặt Trần Triệu Dương. Vợ à, nhìn em vui như vậy chắc chắn là cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ rồi. Khi Nam Cung Yến đến bên cạnh, Trần Triệu Dương lập tức nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên rồi, anh còn không biết em là ai sao, nữ doanh nhân số 1 ở Nam Hải đấy. Nam Cung Yến nghe anh nói vậy thì trong lòng vô cùng đắc ý nói. Dù gì cô vẫn rất tự tin trong vấn đề kinh doanh. Kể từ khi biết được sự tài giỏi của Trần Triệu Dương, cô có cảm giác như mình rất thất bại, dường như ở bên cạnh anh, cô thấy mình không hề có ưu điểm gì nổi bật cả. Đúng vậy, đương nhiên là vợ anh lợi hại nhất rồi. Nói cho anh nghe thử đi, bọn em sẽ hợp tác như thế nào? Hơn nữa vừa rồi em đã nói những gì với mấy người đó vậy? Sao bọn họ lại phấn khích đến thế? Trần Triệu Dương nhanh chóng khen ngợi vài câu. Sau đó liền hỏi. Kỳ thực cũng không có gì cả, chỉ là sẽ hợp tác chiến lược với những người này, mà em lại là người thu về lợi nhuận cao nhất, Nam Cung Yến thấy có chút kỳ lạ, dù sao công ty cô cũng chỉ là một công ty ngoài thành mới đến thành phố Long Hải. Sao các công ty này lại có thể tranh giành hợp tác? Vừa rồi em đã nói với họ rằng, anh là chồng của em, đợi buổi đấu giá kết thúc, em sẽ giới thiệu anh với họ, Nam Cung Yến bình chân như vậy nói. Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy bất lực, khi nghe những lời này của Nam Cung Yến, xem ra anh thoát không khỏi tình huống này rồi. Có điều vợ đã mở lời như vậy rồi nên anh càng không thể không nể mặt vợ mình. Tăng Kim Lai ở bên cạnh thầm thở dài, quả nhiên là tiếng tắm của Trần gia không hề đơn giản, nếu không thì làm sao những kẻ ăn tươi nuốt sống kia lại chia lợi nhuận lớn như vậy cho Khuynh Thành quốc tế. Mặc dù việc phân chia lợi nhuận là tốt, nhưng điều này có là gì so với việc kết thân với Nam Cung Yến là vợ của Trần Triệu Dương chứ? Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của Trần gia lại không thể nói được gì,
đây điển hình là ma vương sủng thêm mà. Ngay sau đó, một nam đấu giá viên trung niên ăn mặc chỉnh tề bước lên sân khấu. Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá từ thiện này. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá này sẽ được quyên góp cho các vùng núi hẻo lánh để làm quỹ xây dựng. Mọi quy định sử dụng sẽ được công bố trên trang web. Mọi thắc mắc các bạn có thể đăng nhập vào trang web để được giải đáp, người đấu giá viên ngay lập tức thông báo. Sau khi nghe những lời của đấu giá viên, tất cả người có mặt tại hiện trường đều gật đầu, nhưng họ không hề quan tâm tiền này sẽ đi về đâu, mà chỉ là danh tiếng có được sau khi làm từ thiện mà thôi. Suy cho cùng, bây giờ bất cứ ai mở công ty hay xí nghiệp hễ có được những danh tiếng xã hội này thì sẽ ít gặp rắc rối hơn, đồng thời địa vị xã hội của bản thân cũng sẽ được nâng cao, đó là lý do tại sao những công ty và xí nghiệp lớn này luôn nhiệt tình với các hoạt động từ thiện. Không làm mất thời gian của các vị nữa, chúng ta hãy đến với tác phẩm đầu tiên. Đây là một bức thư pháp. Về phần tác giả, ông ấy là một vị hiệu trưởng lớn tuổi, hiện tại đã ngoài 70 nhưng vẫn còn đang lăn lộn trong công tác giáo dục tuyến đầu ở miền núi xa xôi. Giá khởi điểm của tác phẩm này là 5.000 tệ và mỗi lần đấu giá không được nhỏ hơn 1.000 tệ. Xin mời các vị ra giá. Đấu giá viên đã nhanh chóng tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu, tác phẩm đầu tiên có thể nói là rất rẻ. Một số người ở đây chẳng qua chỉ muốn đấu giá một thứ gì đó cho có trong buổi đấu giá này để kiếm được danh tiếng tốt mà thôi. Mà tác phẩm trước mắt chính là thích hợp nhất, nguồn gốc của tác phẩm này lại vô cùng tốt và ý nghĩa của nó không hề tầm thường. Và hơn hết là nó rẻ. 6.000 tệ, vào lúc này, có người đã nóng lòng ra giá. Ha ha, chỉ có 6.000 thôi à, chỉ bằng đừng ra giá thì hơn. Đúng thế, ông ta đến đây để mua vui à. Tôi và tác phẩm này rất có duyên với nhau, hy vọng mọi người đừng tranh giành nó với tôi, cảm ơn nhiều. Có người tỏ ra khinh thường với cái giá vừa ra và tiếp tục đấu giá lên, đồng thời nói với những người có mặt tại đó. Tôi cũng rất thích bức thư pháp này, ai trả giá cao hơn thì lấy thôi. Cũng có người tất nhiên là không đồng ý, đây là tác phẩm đầu tiên, cho dù được bán với giá hàng chục ngàn tệ, thì cũng là rẻ rồi, cho nên không ai muốn bỏ. Mọi người đều rất tích cực với việc làm từ thiện à, nhìn thấy cảnh này, Nam Cung Yến không khỏi xúc động nói. Chị Tiểu Yến, là chị đã quá ngây thơ rồi, tại sao những người này lại tích cực đấu giá lấy bức thư pháp này như vậy? Không phải là vì nó rẻ sao? Tham gia buổi đấu giá từ thiện như vậy, nếu chị không đấu giá được một tác phẩm nào thì há chẳng phải bị người cười chê sao, vì vậy một tác phẩm như thế này vừa hay lại thích hợp nhất. Tuyên Hoàng ở bên cạnh vạch trần sự thật này một cách không thương tiếc. Dù gì thì cô ấy thường xuyên trà trộn vào những buổi tiệc rượu và đấu giá như vậy, nên thấy quen rồi. Hả, nghe Tuyên Hoàng nói vậy, Nam Cung Yến chợt kinh ngạc khẽ kêu lên, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Những gì cô ấy nói là đúng đấy, Trần Triệu Dương bèn lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt khó tin của Nam Cung Yến. Em hiểu rồi, lúc này Nam Cung Yến có chút bất lực, trong mắt mấy người doanh nhân này chỉ biết có tiền, mấy ai mà muốn làm những việc không mang lại lợi ích chứ. Hay là chúng ta chen vào phá rối bọn họ đi? Tuyên Hoàng đảo mắt, lập tức nhìn về phía Trần Triệu Dương cười híp mắt nói. Cô muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho. Nhìn thấy ánh mắt tinh ranh của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương chợt cảm thấy buồn cười, lập tức gật đầu nói. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu, Tuyên Hoàng cười híp mắt, Trần Triệu Dương đã nói sẽ lo hết, cô ấy đương nhiên không sợ gì rồi. Em thật là, nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trần Triệu Dương và Tuyên Hoàng. Nam Cung Yến biết hai người họ đang nghĩ gì, nhưng lại không hề ngăn cản. Suy cho cùng, những người này chỉ muốn có được danh tiếng chứ không muốn tiêu tiền, thật là mơ tưởng hão huyền. 200.000 tệ. Ngay khi tất cả mọi người chỉ đấu giá thêm lên 1-2.000 tệ thì bỗng có một giọng nói trong trẻo và vô cùng êm tai vang lên. Sau đó mọi người nhìn về phía người ra giá, mới biết đó là Tuyên Hoàng. Rất nhiều người có mặt đều biết cô ấy vì vậy khi thấy Tuyên Hoàng ra tay thì ai nấy cũng đều dừng lại và không tăng giá nữa. Chưa kể việc bỏ ra 200.000 tệ để mua một tác phẩm thư pháp như vậy là quá đắt rồi, họ cũng không muốn tiêu tiểu một cách uổng phí như vậy. Cô gái này ra giá 200.000 tệ, còn có ai muốn ra giá lên nữa không? Đấu giá viên vội hô lên khi thấy hiện trường có chút yên lặng. Chỉ là lời nói của đấu giá viên không hề có tác dụng gì, tất cả đều cố tình giả câm giả điếc hết. Sao có thể chứ, Tuyên Hoàng lúc này mới có chút hoảng hốt, vốn là muốn chọc gậy bánh xe, nhưng ai ngờ không có lấy một người tiếp tục hô giá lên, há chẳng phải bị cô ấy làm hỏng rồi sao? Không sao, 200.000 tệ không nhiều, Trần Triệu Dương vội vàng an ủi,
dù sao anh cũng không phải là doanh nhân, nên mọi chuyện đều làm theo sở thích của mình. Tuyên Hoàng làm rất đúng với ý của mình, cho nên anh cảm thấy 200 ngàn tệ không hề nhiều. Mặc dù Trần Triệu Dương không nói gì, nhưng trong lòng cô ấy vẫn có chút thất vọng. Không sao đâu, nhóc con, anh ấy không có gì ngoài tiền cả, em đừng lo lắng, 200 ngàn tệ không khác gì 1-2 tệ đối với anh ấy mà thôi, Nam Cung Yến nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô ấy rồi nói. Trần Triệu Dương nghe Nam Cung Yến nói vậy thì lập tức cạn lời, làm sao người phụ nữ này biết mình có rất nhiều tiền. Nhưng cô nói không sai, bây giờ anh có bao nhiêu tiền đến bản thân anh cũng không biết nữa là, nhưng dù sao đó cũng là một con số rất lớn. Đúng vậy, hơn nữa, bỏ ra 200 ngàn tệ để mua lấy một phần quà từ thiện như vậy là rất rẻ rồi, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó cũng lên tiếng an ủi. Nghe Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đều nói vậy thì Tuyên Hoàng cuối cùng cũng yên tâm. Được rồi, chúng ta hãy chúc mừng cô gái này đã có được bức thư pháp, đấu giá viên hô lên 2 lần và có vẻ như sẽ không có ai thực hiện một động thái khác, ngay cả khi chiếc búa rơi xuống. Tuyên Hoàng lại bĩu môi, chúc mừng gì chứ? Vốn dĩ chỉ muốn tăng giá để gài bẫy người ta, nhưng cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Sau đó, những thứ khác được đem ra đấu giá đều là một số đồ trang sức hoặc tương tự. Trần Triệu Dương hoàn toàn không thấy hứng thú. Hơn nữa, chất lượng cũng không quá tốt, ngay cả Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng cũng thấy mất hứng. Món đồ được đem ra đấu giá tiếp theo, không biết nó là món gì đây. Cũng không có ai biết công hiệu của món này, chỉ biết đây là một miếng ngọc thạch ấm, mọi người có thể nhìn thử. Lúc Trần Triệu Dương sắp ngủ tới nơi thì giọng của đấu giá viên vang lên. Trần Triệu Dương đột nhiên mở mắt, vì anh cảm nhận được một luồng linh khí dao động dày đặc ập đến. Luồng linh khí dao động này khiến Trần Triệu Dương không khỏi chau mày lại, vì anh cảm thấy nó không đơn giản chỉ là linh khí mà còn có dấu hiệu của sự sống, tuy không nhiều nhưng cảm giác rất ngoan cường. Lúc vật này được đưa ra đấu giá, Trần Triệu Dương đột nhiên ngơ ngác. Vì đây chính là linh thạch thuộc tính lửa, mà còn là linh thạch cao cấp. Nhưng điều khiến Trần Triệu Dương khó hiểu là linh khí của linh thạch này đã sắp tiêu hao gần hết. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một luồng linh khí dày đặc từ trong nó, đây chính là điểm kỳ lạ. Thấy vậy, Trần Triệu Dương bèn dùng mắt xuyên thấu, nhìn về phía linh thạch thuộc tính lửa này. Hả, lúc Trần Triệu Dương nhìn rõ tình hình bên trong linh thạch thì bỗng dưng giật mình. Vì bên trong của linh thạch thuộc tính lửa này lại có một côn trùng vô cùng nhỏ, chỉ dài 23 cm, toàn thân đỏ rực. Nếu không phải vì linh khí trong linh thạch đã sắp cạn kiệt mà vẫn dày đặc như cũ thì e là Trần Triệu Dương cũng sẽ không xem xét kỹ linh thạch này như vậy rồi. Mà nếu không xem kỹ thì cũng không phát hiện ra côn trùng trong linh thạch này. Linh khí dày đặc mà Trần Triệu Dương cảm nhận được chính là từ trong cơ thể của con côn trùng đó truyền tới. Đây cũng là lý do linh thạch không còn linh khí nữa mà vẫn có linh khí truyền ra như cũ. Thật đáng tiếc, dấu hiệu sinh tồn của con côn trùng nhỏ này quá yếu như thể đèn sắp cạn dầu. Nhưng cho dù là vậy, Trần Triệu Dương cũng định mua ngọc thạch này, sau đó sẽ mở ra, xem có thể nào cứu sống con côn trùng nhỏ này không. Anh Tăng, món đồ mà anh nói có lẽ nào là món này, Trần Triệu Dương thấy lạ nên nhìn sang Tăng Kim Lai và hỏi. Nếu mọi người đều biết đây là vật kỳ lạ thì e là cũng không tới lượt mình nhìn thấy. Anh Trần, không phải vậy đâu, tôi cũng không biết tình hình của viên đá này là gì. Anh Trần có hứng thú với viên đá này hả? Tăng Kim Lai lắc đầu. Sau đó anh ta thấy lạ nên hỏi lại. Dù gì lúc nãy Trần Triệu Dương cũng sắp ngủ tới nơi, nhưng khi viên đá này vừa xuất hiện, anh lại tỉnh táo trở lại, mà còn hỏi han, rõ ràng viên đá này không đơn giản. Trần Triệu Dương gật đầu, dĩ nhiên anh biết suy nghĩ của Tăng Kim Lai. Nhưng anh cũng không che giấu ý muốn của mình đối với món này. Được rồi anh Trần, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai hiểu rõ, nhưng anh ta lại thấy lo. Anh ta biết anh Trần là một cao nhân, vật mà cao nhân có thể nhắm chúng thì chắc chắn là đồ tốt, tới lúc đó e là có người ngăn cản, giá tiền e là cũng tăng lên. Viên đá này rất kỳ lạ, cầm trong tay thì cảm giác ấm nóng, nhưng cũng không giấu mọi người, viên đá này hơi bất thường. Ba người chủ nhân trước của viên đá này đều xảy ra chuyện. Chủ nhân cuối cùng của viên đá muốn cắt nó ra, kết quả còn chưa cắt được nó ra thì anh ta đã chết một cách đột ngột. Đấu giá viên do dự một lúc. Sau đó mới lên tiếng. Sau khi đấu giá viên nói xong, những người vốn dĩ rất có hứng thú với viên đá này đột nhiên bị dọa một phen, nhất là còn có hai người muốn cầm lên tay xem thử, kết quả nghe đấu giá viên nói vậy thì liền kinh hãi, tay run cầm cập, xém chút ném hẳn viên đá này đi. Trần Triệu Dương thầm gật đầu,
sinh mệnh trong viên đá này chắc là tự bảo vệ mình, những người lúc trước xảy ra chuyện là do con côn trùng nhỏ này hấp thu sinh lực của mấy người đó. Còn về người cuối cùng, e là con côn trùng nhỏ này cảm nhận được sự đe dọa cho nên mới ra tay, làm cho người đó chết. Chỉ là có vẻ như sinh mệnh của con côn trùng nhỏ này trở nên yếu ớt như vậy là vì đã ra tay với người chủ cuối cùng. Đấu giá viên nhìn thấy cảnh này thì chợt thấy bất lực. Ông ta không định nói ra những lời này, nhưng chủ nhân của viên đá này muốn nói ra trước mặt mọi người, ông ta cũng không còn cách nào khác. Đã nói ra trước mặt mọi người rồi thì ai còn dám ra giá chứ? Tiếp theo, giá khởi điểm của viên đá kỳ lạ này là 3 triệu tệ, mỗi lần tăng giá không thấp quá 100.000 tệ, mời ra giá, đấu giá viên lại đành phải nói tiếp. Giá cả như vậy, cộng theo cách tăng giá nữa thì ai dám ra giá chứ? Viên đá khác thường như vậy, ai sở hữu thì gặp xui xẻo, có người đấu giá mới. Tôi thấy, có ai bị điên mới mua đấu giá viên đá xui xẻo này. Cũng may đấu giá viên nói ra, nếu không tôi cũng muốn đấu giá chơi thử rồi. Còn dám ra giá 3 triệu tệ, còn mỗi lần tăng giá không thấp quá 100 ngàn, cho không tôi cũng không thèm. Nghe đấu giá viên nói vậy, người bên dưới đột nhiên bàn tán xôn xao, rõ ràng không ai ra giá cả. Tuyên Hoàng, cô ra giá đi, Trần Triệu Dương bỗng dưng quay đầu nhìn sang Tuyên Hoàng và lên tiếng. Hả, Tuyên Hoàng vốn đang suy nghĩ, ai sẽ đấu giá, kết quả không ngờ Trần Triệu Dương lại kêu cô ấy đấu giá viên đá này. Tôi không thèm đâu, đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, Tuyên Hoàng nhanh chóng lắc đầu, sau đó trực tiếp từ chối. Nếu cô không đấu giá, vậy chút nữa tự mình trả tiền tác phẩm thư pháp lúc nãy đi vậy, Trần Triệu Dương như thể sớm đoán được Tuyên Hoàng sẽ như vậy, anh lập tức mỉm cười và nói. Anh, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tuyên Hoàng liền giận dữ. Cô ấy lập tức nhìn sang Nam Cung Yến, làm nũng, chị Tiểu Yến, sao chị cũng không quản anh ấy vậy, chỉ biết ức hiếp một cô gái bé bỏng như em thôi. Viên đá này rất quan trọng với anh sao, Nam Cung Yến nhận ra được, cô luôn quan sát Trần Triệu Dương thì phát hiện anh ngắm trúng viên đá này nên lập tức hỏi. Nhất định phải cớ, Trần Triệu Dương gật đầu, anh cũng không phản đối. Được, em giúp anh đấu giá, Nam Cung Yến mỉm cười và lên tiếng. Được thôi. Trần Triệu Dương mỉm cười, anh dĩ nhiên không muốn tự mình ra tay đấu giá, chính là sợ bị người khác nhìn ra tâm trạng sốt ruột của mình. Tuy nhiên, món đồ này người khác lấy cũng vô ích, nhưng lỡ như thật sự bị người ta cướp ngang, anh không thể không ra tay cướp lại. Tóm lại là anh không thích tự ra tay. 3 triệu. Đấu giá viên nhìn ngang nhìn dọc, lúc ông ta càng lúc càng thất vọng thì một giọng nói vô cùng êm tai truyền đến, cứ tưởng như là âm thanh của thiên nhiên vậy. Đấu giá viên lập tức nhìn sang thì thấy Nam Cung Yến, trong mắt ông ta lộ ra vẻ cảm kích. Nếu tại buổi đấu giá do ông ta dẫn chương trình mà xuất hiện một kỷ lục đấu giá, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với ông ta. Cô gái này ra giá 3 triệu, còn ai ra giá nữa không? 3 triệu lần 1, 3 triệu lần 2, 3 triệu. Đấu giá thành công, chúng ta hãy chúc mừng cô gái này, đấu giá viên hình như dùng tốc độ nói nhanh nhất cả đời mình, lần đấu giá này đã được chốt hạ ngay lập tức. Ôi trời, đúng là có người đấu giá thật, xinh đẹp như vậy mà não có vấn đề rồi sao? Anh muốn chết hả, cô ấy là người phụ nữ của Trần gia đó. Món đồ này trong tay người khác là tai họa, nhưng trong tay cao nhân thực thụ thì có lẽ là bảo vật. Người bên dưới nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên bàn tán xôn xao cả lên. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thâm sâu khó đoán, còn có người chờ xem kịch hay. Đấu giả viên này đúng là hài hước quá đi. Lại một lần nữa đấu giá thành công, đáng ra phải kéo dài thời gian ra một chút nữa, để xem thử có ai ra giá hay không chứ. Tuyên Hoàng nhìn thấu được tâm tư của người đấp viên này thì không khỏi bưu ồn cười, liền cười hi hi nói. Vậy thì phải có người dám ra giá mới được chứ, Trần Triệu Dương không mấy vui vẻ trừng mắt liếc cô nhóc này, lúc làm chuyện chính thì cô ấy không xuất hiện, lúc này còn lén cười. Sau khi trải qua lần đấu giá này, cuộc đấu giá phía sau vẫn diễn ra khá bình thường, đều là mấy thứ thường hay xuất hiện. Cho dù có mấy thứ đại loại như đồ cổ quý báu thì Trần Triệu Dương căn bản cũng không mấy hứng thú. Anh Trần, món đồ tiếp theo chính là thứ mà tôi nói với anh, ngay lúc này, Tăng Kim Lai nhỏ giọng nói. Trần Triệu Dương gật đầu, anh đã nhìn thấy cái dương lớn được mang lên, bên trong là cây linh dược trăm năm. Nếu là linh dược bình thường, Trần Triệu Dương cũng không để ý làm gì, nhưng linh dược này là cây linh dược gia tăng sinh lực. Phải biết là linh dược gia tăng tu vi. Đan dược gia tăng xác suất đột phá, còn có linh dược gia tăng sinh lực đều là những thứ được võ giả săn lùng nhiều nhất.
Đặc biệt đan dược gia tăng tuổi thọ là thứ quan trọng nhất đối với võ giả sắp chạm đến giới hạn tuổi thọ của mình. Đây không đơn chỉ là chuyện sống thêm bao nhiêu năm, mà nếu có cơ duyên thì có lẽ lại đột phá lần nữa, gia tăng tuổi thọ. Cho nên, nếu linh dược như vậy xuất hiện chắc chắn sẽ thu hút một số cường giả, e là buổi đấu giá hôm nay chắc sẽ không yên bình đâu. Nghĩ tới đây, việc đầu tiên Trần Triệu Dương làm là dùng mắt xuyên thấu của mình quét hết xung quanh. Lần này, anh không những quét quanh đại sảnh, ngay cả trên lầu cũng sẽ quét qua một lượt. Lúc mắt xuyên thấu của anh nhìn lên trên lầu thì đồng tử của anh bỗng dưng co rút. Ngay tại lầu trên của khách sạn này lại xuất hiện một trực thăng, mà trên đó có 5-6 người nhân viên vũ trang đeo mặt nạ, trang bị kín bước xuống. Xem ra, cây linh dược này thu hút không ít sự chú ý của nhiều người, thấy cảnh này thì Trần Triệu Dương biết, bây giờ cho dù muốn ra ngoài cũng không thể được. Đám người này dám xuất hiện trắng trợn như vậy, chắc chắn đã phong tỏa nơi này rồi. Quả nhiên, lúc Trần Triệu Dương quét mắt xuyên thấu sang cửa chính thì phát hiện cửa bị đóng chặt, không những cửa bình thường bị khóa, bên ngoài còn được khóa bằng ổ khóa sắt to đùng. Còn một số lối thoát hiểm cũng bị đóng chặt, chứ đừng nói tới cửa sổ đại loại vậy. Trần Triệu Dương lắc đầu, anh lập tức toàn lực mở rộng hết khả năng xuyên thấu, nhanh chóng tập trung vào vài người, rõ ràng có nội ứng trong đám đông này. Đợi chút nữa, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ, đi theo anh có hiểu không? Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng. Sao vậy? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đột nhiên hồi hộp nên nhỏ giọng hỏi. Trước tiên đừng hỏi, chờ chút nữa sẽ biết, Trần Triệu Dương lắc đầu khiến bọn họ làm chuyện mà họ cũng không biết. Anh Tăng, anh giúp tôi lấy vài cây tăm xỉa răng ở bàn ăn bên ngoài, lấy nhiều một chút, Trần Triệu Dương không có vũ khí trong tay, kim bạc đã dùng hết rồi, gần đây không có thời gian để bổ sung kịp nên phải tìm một số vật thay thế. Tôi biết rồi anh Trần, Tăng Kim Lai dĩ nhiên cũng nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Tuy anh ta không nghĩ ở nơi như thế này sẽ xảy ra chuyện gì nhưng anh ta rất tin vào Trần Triệu Dương, lập tức rời khỏi rồi nhanh chóng quay lại. Anh ta không tự ý là càn, thật sự chỉ lấy vài cây tăm, còn lấy thêm vài đôi đũa mà không lấy mấy thứ như dao ăn đại loại vậy vì anh ta sợ có người sẽ để ý. Anh Trần, đồ đã lấy xong, điện thoại không có tín hiệu, xem ra quả nhiên là xảy ra chuyện rồi. Lúc nãy Tăng Kim Lai lấy đồ thì nhìn điện thoại của mình, phát hiện không có tín hiệu. Nếu là rừng núi hoang sơ thì cũng không có gì lạ. Nhưng đây là khách sạn thì tuyệt đối không thể có vụ mất tín hiệu. Cho nên chắc chắn có người đã ngăn tín hiệu ở nơi này. Quả đúng là vậy. Chút nữa anh đừng ra mặt. Bọn họ muốn gì thì đưa nấy, Trần Triệu Dương cũng không lấy điện thoại ra. Anh biết chắc chắn đã bị chặn tín hiệu mất rồi. Tôi biết rồi anh Trần. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai gật đầu. Anh ta chỉ cần biết nghe theo lời của anh Trần là không sai, đi theo anh Trần chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, Thúy Linh Chi này thu hút sự truy đuổi của nhiều người. Giá đã đi từ giá khởi điểm 1 triệu, tới giờ đã lên 30 triệu, thậm chí còn có người vẫn tiếp tục tăng giá. Trần Triệu Dương thì không tăng giá mà là chờ giá cuối cùng thì anh mới ra tay. Cho dù có người cướp đồ thì đó cũng là trên danh nghĩa thuộc về mình mới được. 150 triệu, còn ai ra giá nữa không? Chính ngay lúc này, một giọng điên cuồng truyền đến, chỉ thấy trước đó người đàn ông trung niên này không ngừng đấu giá theo đột nhiên đứng dậy và giống lên. Nhìn thấy cảnh này, Trần Triệu Dương bỗng dưng ngơ người ra. Anh bèn lắc đầu, tên này e là đã mất trí rồi. Xem ra là trong nhà có người xếp chết. Nhưng Thúy Linh Chi quả thật có thể tăng tuổi thọ của con người nhưng nếu chỉ uống đơn thuần thì hiệu quả cũng có hạn. Cho dù là có thể tăng tuổi thọ của con người, cùng lắm chỉ mười mấy ngày thôi, hầu hết hiệu quả của thuốc sẽ bị lãng phí. Vị này, xin đừng kích động, nếu không sẽ làm rối buổi đấu giá. Chúng tôi sẽ hủy đi tư cách đấu giá với những ai gây rối buổi đấu giá viên đột nhiên nhìn sang người đó rồi lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi, tôi ngồi xuống ngay. Người đàn ông trung niên kia cũng do gấp rút. Hôm nay ông ta nhất định phải đấu giá cho được cây linh dược này, nhưng trước mắt thấy tư thế này thì e là không dễ dàng rồi. Vốn dĩ ông ta muốn dùng cách này để dọa một số người, nhưng ai biết lại bị cảnh cáo trước buổi đấu giá. Bây giờ vị khách này đã ra giá 150 triệu tệ, còn ai tăng giá không? Sau khi cảnh cáo tên này xong, đấu giá viên lập tức hét lên. Hiện trường lúc này rất im ắng, Trần Triệu Dương trực tiếp lên tiếng. 180 triệu tệ. Nghe Trần Triệu Dương tăng giá, sắc mặt của người đàn ông kia bỗng dưng trắng bệch, sau đó ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt lộ ra vẻ khổ sở. Được,
vị này ra giá 180 triệu tệ, còn ai ra giá nữa không? Nếu không có ai ra giá, vậy, vẻ mặt của đấu giá viên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, ông ta lập tức muốn chốt đơn ngay. Tôi ra giá 10 tỷ, chính ngay lúc này, một giọng vô cùng khó nghe truyền đến. Đột nhiên nghe thấy giọng nói như vậy thì tất cả đều bị dọa một phen. Cho dù linh dược này rất có ích nhưng cũng không thể đáng giá nhiều đó tiền được. Tới rồi, Trần Triệu Dương bình thản nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đột nhiên giật mình, còn Tăng Kim Lai nhanh chóng cúi đầu. Dù gì lúc nấy Trần Triệu Dương có nói, kêu anh ta cố gắng khiêm tốn một chút, trốn đi thì há chẳng phải càng khiêm tốn hơn ư. Vị này ra giá 10 tỷ, đấu giá viên vui mừng khôn xiết, vì ra giá cao như vậy thì đây đúng là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời người của ông ta rồi. Nhưng sau đó ông ta lại thấy có gì đó không đúng, vì linh dược này cho dù có mạnh cỡ nào thì cũng không phải vật hiếm thấy, sao có thể có người tốn 10 tỷ để mua chứ? Quả nhiên, giọng của người này vừa dứt thì một đám người mặc đồng phục dằn di màu đen và xám, trang bị vũ khí nặng nề nối đuôi nhau tiến vào từ bên ngoài. Các người là ai vậy? Bảo vệ đâu? Có người bỗng dưng đứng lên hét vào mặt đám người này. Theo họ thấy, đám người này cũng không phải ekip nào đó chạy tới làm loạn. Vốn dĩ không ai ngờ đám người này lại tới thật. Ồn ào, người đàn ông đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó súng trong tay hắn ta bản thẳng vào. Người đang nói. Băng. Một tiếng súng vang lên, người đàn ông đó trực, tiếp ngã nhà xuống nền, hai chân bị đạn xuyên thủng. Người đó kêu gào thảm thiết, sau đó ai nấy cũng đều rít lên, bầu không khí của hiện trường khá hỗn loạn. Băng băng băng. Chính ngay lúc này, một tiếng súng máy nổ lên, tất cả đều im bặt lại. Hoảng sợ nhìn đám côn đồ trước mặt. Các vị, chúng tôi đều là người tốt, chỉ cầu tài, sẽ không làm người khác bị thương, trừ phi các người muốn phản kháng. Tôi nghĩ các người sẽ phối hợp đúng không, đợi khi đám người này đều trở nên im lặng, tên cầm đầu đeo mặt nạ khàn giọng nói. Các người cũng đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, mọi tín hiệu không dây ở nơi này, bao gồm bộ đàm cũng đã bị chặn, không ai có thể nhận được tín hiệu kêu cứu đâu. Tên đó lạnh lùng nhìn vào một người trong số bọn họ rồi ra dấu câu câu đầu ngón tay. Lúc này, mọi người đều nhìn sang người kia trong đám đông. Đó là một cô gái có tướng mạo, xinh đẹp, thân hình cũng không tệ, nhưng lúc này gương mặt của cô ta hoảng loạn, liều mạng lắc đầu, rõ ràng là không muốn đi qua đó. Tôi sai rồi, tôi không nên gọi điện thoại, cầu xin anh, tha cho tôi đi, cô gái xinh đẹp kia van nài, nhanh chóng bỏ điện thoại của mình xuống đất và liều mình bảo đảm. Hai, tôi thật sự không muốn thô lỗ, nhất là đối với cô gái xinh đẹp như cô, đúng là cụt hứng mà, người đàn ông cầm đầu kia lắc đầu, sau đó hắn ta lên tiếng. Nghe tên cầm đầu nói vậy, cô gái xinh đẹp chợt thở phào. Hai, Trần Triệu Dương lại thở dài, anh dĩ nhiên có thể thấy sự châm chọc trong lời nói của tên cầm đầu này, rõ ràng tên này không hề có ý định bỏ qua cho người phụ nữ này, đáng tiếc cô ta lại nghĩ mình có thể thoát khỏi. Quả nhiên. Chờ tới lúc người phụ nữ này thư thả, tên cầm đầu đó đột nhiên giơ súng trong tay lên, bắn thẳng một phát vào cánh tay lúc nãy người phụ nữ này cầm điện thoại. Im miệng cho tôi. Người phụ nữ đó bị súng bắn vào cánh tay thì kêu gào thảm thiết, nhưng sau đó tên cầm đầu kia lại cao giọng hét lên. Nghe hắn ta nói vậy, người phụ nữ vốn dĩ đang kêu gào thì đột nhiên im bặt, căn bản không dám lên tiếng, sợ hắn ta tính khí thất thường lại bắn lần nữa. Trần Triệu Dương, làm sao đây? Có khi nào, chúng cũng giết chúng ta không, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đều khá hoảng. Dù gì họ cũng là phụ nữ, có lúc nào thấy qua cảnh này đâu. Yên tâm, có anh đây, sẽ không có ai làm hai người bị thương đâu, Trần Triệu Dương đưa tay ra kéo tay hai người họ rồi nhẹ nhàng an ủi. Bây giờ anh vẫn chưa thể ra tay, đám người này đứng quá thưa thớt, nếu ra tay thì nhất định phải bảo đảm không sót tên nào. Nhưng hễ có một người chạy thoát thì e là sẽ gây ra những thương vong không đáng có. Được Trần Triệu Dương an ủi, hai người họ mới có vẻ an tâm hơn một chút. Còn lúc này Tăng Kim Lai lại vô cùng sùng bái bản lĩnh của Trần Triệu Dương. Anh ta không ngờ trước khi đám người này tới thì Trần Triệu Dương đã biết đối phương sẽ tới. Dưới tình hình như vậy, nếu là người khác nói sẽ bảo đảm sự an toàn cho họ, anh ta nhất định khinh vào mặt đối phương, nhưng người này là Trần Triệu Dương, Trần gia, thì anh ta hoàn toàn tin tưởng. Các vị, hôm nay chúng tôi lấy thứ chúng tôi cần. Bảo đảm không làm bị thương tới tính mạng của các người, tên đầm đầu bước từng bước lên bục đấu giá, quét mắt nhìn mọi người, sau đó hắn ta thở ơ lên tiếng. Nhưng nếu có người muốn gây rối, tới lúc đó đạn không có mắt, làm bị thương người đó,
hoặc giết chết ai đó thì không thể trách tôi được đâu à, tên cầm đầu không chờ mọi người thở phào thì hắn ta lại lên tiếng lần nữa. Tên cầm đầu nói xong thì trực tiếp đi tới trước mặt của đấu giá viên. Đưa chìa khóa két sắt cho tôi, đúng lúc những người này tiến vào, đấu giá viên đã nhanh chóng cho Thúy Linh chỉ vào két. Những người này muốn lấy đồ cũng không dễ dàng. Tôi không có chìa khóa, đấu giá viên kìm hãm nỗi sợ hãi trong lòng mình, ông ta nói với giọng run rẩy. Hừ, tôi biết ông không có chìa khóa, nhưng nếu ông không có chìa khóa, vậy tại sao ông lại muốn để những món đồ này vào trong két xả? Xem ra, ông thấy sống đủ rồi, muốn đổi cách sống tuyệt vời hơn đúng không? Tên cầm đầu hừ lạnh, sau đó hắn ta rút một con dao găm đen từ chân của mình, nhẹ nhàng vỗ lên mặt đấu giá viên. Đấu giá viên vô cùng kinh ngạc, ông ta không ngờ tên đầu sỏ này lại có ánh mắt tinh tường như vậy, thế mà lại biết ông ta cất những món đấu giá có giá trị vào trong két sắt. Mà chìa khóa két sắt thì ở chỗ ông chủ bọn họ, vốn dĩ cũng không nằm trong tay ông ta. Nghĩ đến đây, đấu giá viên nhất thời khóc không ra nước mắt. Tại sao mình lại làm chuyện thừa thãi như vậy chứ? Giờ thì hay rồi, e rằng hôm nay mình phải để lại lời chăn chối rồi. Nói xem, còn nguyện vọng gì không? Yên tâm đi, tôi nhân từ lắm, nhất định tôi sẽ để cho ông nói rõ nguyện vọng cuối cùng của ông, tên đầu sỏ bật cười rồi thở hổn hển. Có thể tha cho tôi một mạng không? Vẻ mặt đấu giá viên như đưa đám, ông ta còn định kéo dài một chút thời gian với tên đầu sỏ, sau cùng lại nhìn thấy hắn ta giơ cây súng trong tay lên thì lập tức ngậm miệng lại. Mong ước cuối cùng của tôi là sau khi tôi chết thì sẽ có người chăm sóc cho con gái của tôi. Đây là nguyện vọng đầu tiên của tôi, đấu giá viên nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi nói. Là sao hả, ông lại còn có mấy cái nguyện vọng cơ à, nghe đấu giá viên nói thế, nhất thời trong mắt tên đầu sỏ bừng bừng lửa giận, hùng hổ nói. Đại ca à, tôi chỉ có ba cái thôi mà, anh để tôi nói hết được không, đấu giá viên bị tên đầu sỏ hăm dọa đến mức giọng nói cũng nức nở. Tiếp đi, lúc này tên đầu sỏ đã thấy hối hận vừa nấy hoành hoang làm gì, sớm biết thế đã không để cho ông già đấu giá viên này nói lời chăn chối, lôi thôi chết đi được. Quả nhiên, đấu giá viên này lại bày tỏ từng cái nguyện vọng sau khi ông ta chết với tốc độ vô cùng chậm chạp, còn bổ sung thêm danh hiệu đấu giá viên hạng sao của ông ta. Nhìn thấy đấu giá viên đang cố gắng hết sức để có được một con đường sống, Trần Triệu Dương liền híp mắt lại. Mấy tên này ban đầu cũng chỉ đánh vài người bị thương. Chưa thật sự ra tay giết người, nhưng nếu mấy tên này có ý định sát hại người vô tội, Trần Triệu Dương e hẳn sẽ không ngồi yên, dù cho không nắm chắc phần thắng thì cùng sẽ ra tay. Cuối cùng thì đấu giá viên cũng nói xong ba cái nguyện vọng của mình rồi nhìn về phía tên đầu sỏ. Lúc này, tên đầu sỏ cũng hoàn toàn chịu thua rồi, ông già này chắc chắn bị mắc bệnh nói nhiều, chỉ có ba cái nguyện vọng mà có thể nói như phát biểu diễn thuyết vậy, làm cho người nghe muốn ngủ gục luôn. Được rồi. Nếu ông đã nói hết ba cái nguyện vọng của mình vậy tôi tiến ông lên đường đây, tên đầu sỏ đang cố kiềm chế ý định muốn bóp chết đấu giá viên, lạnh lùng nói. Đợi đã, đấu giá viên nhất thời hoảng sợ la lớn. Còn đợi gì nữa, nghe đấu giá viên nói thế, gân xanh trên trán tên đầu sỏ không ngừng nổi lên, hiển nhiên sự nhãn nại đã đến giới hạn. Cho chấm CSO tôi uống một hớp nước được không, đấu giá viên nói với giọng sợ sệt. Ông đúng là ghê gớm lắm cơ. Suýt nữa thì tôi bị ông chọc tức điên rồi, nhưng mà ông cũng là một nhân tài đấy, ngay thời điểm mọi người đều nghĩ tên đầu sỏ sẽ bắn cho đấu giá viên một phát súng chết tươi, thì giọng điệu hắn ta đột nhiên trở nên dễ nói chuyện hơn, hắn ta nhẹ giọng nói. Là nhân tài sao, Trần Triệu Dương liếc nhìn đấu giá viên rồi quay sang tên đầu sỏ, anh lắc đầu. Ông nói cho tôi biết, ai là người mở được két sắt thì tôi sẽ tha cho ông một mạng. Tên đầu sỏ cười híp mắt nhìn đấu giá viên kia, nói ra điều kiện của hắn ta một cách thẳng thừng. Nghe thấy tên đầu sỏ nói thế, ánh mắt đấu giá viên tức thì sáng lên, ông ta lập tức chỉ tay về phía Tăng Kim Lai đang cúi đầu giả chết. Chính là cậu ấy là ông chủ của chúng tôi, Tăng Kim Lai, đấu giá viên chỉ vào Tăng Kim Lai rồi nhanh miệng hô lên. Chết tiệt, Trần Triệu Dương không ngờ người đấu giá viên này lại bán đứng Tăng Kim Lai dễ dàng như vậy, chuyện này đã làm hư kế hoạch của anh rồi. Mấy tên cướp này cũng đã phân tán quá rộng, hơn nữa ngoài bọn họ ra, trong những người tại đây vẫn còn vài tên nội gián, tất cả đều là mối tai họa ngầm bất ổn. Tăng Kim Lai đương nhiên cũng nghe thấy lời của đấu giá viên, vốn dĩ anh ta đang làm theo ý Trần Triệu Dương mà yên ổn giả chết. Nhưng đấu giá viên này lại thẳng thừng bán đứng anh ta, điều này làm anh ta không thể không đối mặt với những tên cướp hung hãn tàn bạo này. Ông cũng lanh lợi lắm, yên tâm đi,
tôi sẽ không giết ông đâu, lăn qua một bên cho tôi ngay. Tên đầu sỏ vô cùng hài lòng, khóe miệng cong lên một nụ cười đáng sợ. Những người này một khi đối diện với cái chết sẽ tỏ ra yếu ớt như vậy đấy, chỉ một câu thì đã đầu hàng, đúng là chán quá đi mất. Nghe tên đầu sỏ nói thế, nhất thời trong lòng đấu giá viên nhẹ nhõm hơn được một chút, vội vã chạy vào trong đám đông. Có điều, những người trong đám đông lại tỏ ra cực kỳ khinh thường trước hành vi vô liêm sỉ của đấu giá viên, nhưng lúc này không thể làm gì hơn ngoài trừng mắt mà lườm nguýt ông ta. Mày đó, mày qua đây, đương nhiên tên đầu sỏ không quan tâm đến những người kia nhìn đấu giá viên với con mắt gì, bây giờ hắn ta đã tìm ra được cách mở khóa két sắt rồi, thế nên hẳn ta chẳng cần phải suy nghĩ thêm làm gì nữa. Tăng Kim Lai không còn cách nào chỉ đành đứng dậy, trước khi đứng lên, anh ta đã nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt cầu cứu. Trần Triệu Dương đáp lại anh ta bằng một ánh mắt trấn an, điều này đã làm cho Tăng Kim Lai cảm giác thả lỏng hơn nhiều, nhưng khi đối mặt với đám cướp tay cầm súng này thì trong lòng anh ta vẫn bồn chồn không thôi. Nhanh, tới mở két sắt ra, bọn tao chỉ muốn lấy đồ trong két sắt, lấy được rồi thì sẽ đi, thế nên mong mày ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta không cần xung đột mất vui. Biểu cảm tên đầu sỏ lại rất ôn hòa, nhưng những lời thốt ra lại làm cho Tăng Kim Lai cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Những người phía dưới cũng nghe rõ những lời này, bọn họ cảm thấy may mắn trong lòng, chỉ cần mấy tên ôn thần này chịu rời khỏi đây, đưa hết đồ trong két sắt cho bọn chúng thì có làm sao. Nhanh chóng mở ra đi, đừng có đắn đo suy nghĩ nữa, mất mạng thì những thứ này đâu giữ lại được gì cơ chứ. Đúng thế, chúng tôi đến đây để tham gia buổi đấu giá của anh, chứ không phải đi tìm đường chết. Đúng đó, họ Tăng kia, nhanh chóng mở đi, đừng có lăng nhằng nữa. Những người kia nghe thấy lời của tên đầu sỏ nhất thời đều cực kỳ kích động, từng người một lên tiếng chỉ trích Tăng Kim Lai, giống như chuyện ngoài ý muốn lần này đều do Tăng Kim Lai mà ra. Trần Triệu Dương nhìn cách cư xử và hành động của những người này chỉ âm thầm cười lạnh, xem ra những người kia đều cho rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến họ, thế nên không muốn dây vào và dĩ nhiên là bọn họ cũng chẳng cảm thấy làm sao cả. Mở ra cho bọn chúng đi. Lúc Tăng Kim Lai còn đang do dự có nên mở hay không, thì đột nhiên có một giọng nói chui tọt vào tai anh ta, làm anh ta y ật bắn cả người. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Trần Triệu Dương, liền thấy anh nháy mắt ra hiệu với mình, điều này làm cho Tăng Kim Lai âm thầm giật mình. Anh ta không ngờ Trần Triệu Dương lại còn có chiêu truyền âm từ xa như trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy, vừa rồi anh ta đã xem xét xung quanh mới biết được không có ai chú ý tới cả, nên chắc chắn âm thanh này chỉ có một mình anh ta nghe thấy. Truyền âm từ xa trong truyền thuyết này của Trần Triệu Dương quả thật siêu đỉnh. Được rồi, chỉ cần mày đồng ý với tao, khi lấy được đồ rồi thì bọn mày phải rời khỏi đây, Tăng Kim Lai hít sâu một hơi rồi nói với tên đầu sỏ. Có đi hay không là do tao quyết định, mày chỉ có việc là phải mở cái két sắt này ra thôi, tên đầu sỏ vẫn bất động lạnh lùng đáp. Được rồi, Tăng Kim Lai đành gật đầu, anh ta biết bản thân chỉ cần làm theo những gì anh Trần nói mà thôi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Lúc này, Tăng Kim Lai bước đến két sắt bên cạnh sân khấu đấu giá, bắt đầu mở ra. Dưới sự đồng ý của Trần Triệu Dương, chỉ trong chốc lát Tăng Kim Lai đã mở két sắt ra, nhưng để mở được nó thì phải mở ra từng cái ổ khóa một. Đầu tiên là khóa mật mã, nhập xong khóa mật mã, tiếp đến là quét vân tay, rồi đến nhận dạng khuôn mặt. Tiến hành hết thảy một loạt những phương pháp mở khóa thì két xả mới được mở ra. Lúc két sắt được mở ra, tên đầu sỏ mới bước lại gần két sắt. Khi hẳn ta nhìn thấy Thúy Linh Chi được đặt trong một cái bình trong suốt thì hai mắt sáng rực lên. Đây chính là mục tiêu hành động lần này của bọn họ, hẳn ta tức thì cầm Thúy Linh Chi lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, rút thôi, tên đầu sỏ. Vô cùng khôn ngoan, chỉ lấy Thúy Linh Chi đi thôi, những món đồ còn lại không hề động vào. Trần Triệu Dương híp mắt quan sát, đợi đến lúc bọn chúng muốn rút lui thì mới là thời cơ tốt nhất. Rất cảm ơn sự phối hợp của các vị. Lần hành động này vô cùng suôn sẻ, thôi thì hẹn gặp lại các vị sau nhé. Khi tên đầu sỏ đã cầm chặt trong tay món đồ hẳn ta muốn, hẳn ta lập tức dẫn đàn em nhanh chóng rời đi. Lúc đi đến trước cửa, đột nhiên hẳn ta quay đầu nói với đám người đang còn ở trong đại sảnh. Thời cơ đến rồi, ngay lúc bọn họ xoay người lại sắp bước ra khỏi cửa, Trần Triệu Dương lại đột nhiên đứng bật dậy, anh vụt như chớp đến cạnh mấy tên đó. Mấy tên này cũng là những cao thủ đã dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Ngay lúc Trần Triệu Dương vọt lên trong tích tắc, bọn họ dù đã cảm nhận được, nhưng vì thực lực quá chênh lệch, và lại khoảng cách cũng khá gần cho nên có cầm súng thì cũng vô dụng. Bắt giặc phải bắt vua trước. Người đầu tiên Trần Triệu Dương muốn ra tay dĩ nhiên chính là tên đầu sỏ,
nhưng điều mà Trần Triệu Dương không ngờ là phản ứng của tên đầu sỏ này lại vô cùng nhanh nhạy, hắn ta tức khắc né tránh đòn tấn công của anh, hơn nữa liên tiếp chật vật lẩn tránh khỏi phạm vi tấn công của Trần Triệu Dương. Mày không chạy thoát được đâu, Trần Triệu Dương cười khẩy thi triển tiêu dao bộ, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt tên đầu sỏ, hai tay ra đòn liên tiếp khắp nơi xung quanh hắn ta, làm hắn ta không thể nào lui lại được. Mày đừng có đến đây, nếu không tao sẽ nhấn cái nút này, toàn bộ người ở đây không một ai có thể thoát được, đều sẽ chết ở đây. Tên đầu sỏ kia cảm thấy những đòn tấn công của Trần Triệu Dương vô cùng mạnh mẽ, hắn ta biết rõ bản thân không có cách nào ngăn lại được. Ngay lúc này, hắn ta bèn đưa một cái nút nhấn trong tay ra điên cuồng gào lên. Trần Triệu Dương lập tức dừng lại, anh thở dài trong bụng, về lại thành phố được bao lâu đâu mà lại quên hết những chiêu trò này rồi. Nên biết là bàn về chơi hàng nóng thì đám người huyết lang anh mới là dân chuyên, mà đương nhiên vua sói là anh đây đều thông thạo hết thảy các loại vũ khí nóng rồi. Vốn dĩ đám đông còn đang mừng thầm thì lại chứng kiến cảnh tượng này, toàn bộ nhất thời đều trợn tròn mắt, từng người một bắt đầu gào lên. Chết tiệt, tại hắn ta hết, tưởng mình là cậu Trần thì muốn làm gì làm sao. Đúng thế, bọn cướp muốn đi thì để bọn chúng đi đi, ngăn cản làm gì không biết. Lại muốn làm anh hùng đây mà, bây giờ thì hay rồi, liên lụy đến chúng ta luôn. Đám người nhà giàu quyền quý kia người nào cũng đều tái mặt, có bao giờ bọn họ muốn chứng kiến đánh đấm đâu. Thế nên bọn họ không ngừng oán trách Trần Triệu Dương. Tao cho mày thêm một cơ hội nữa. Đưa nút đồ điều khiển từ xa và để lại cây thúy linh chi kia cho tao, tao sẽ chừa cho bọn mày một con đường sống. Trần Triệu Dương bỏ ngoài tai, không mảy may để ý đến lời nghị luận của đám người kia, anh mở miệng nói với tên đầu sỏ một cách thẳng thừng. Mày vừa nói gì thế? Nghe Trần Triệu Dương nói thế, tên đầu sỏ kia nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm, tên này bị điên rồi à? Chẳng lẽ mày không thấy người nằm giữ cục diện trong tay là ai sao? Sau khi tên đầu sỏ hoàn hồn lại, lập tức bị chọc điên lên. Lúc này hẳn ta hung hãn nói. Mày nghĩ mày là ai? Hừ, cơ hội chỉ đến một lần, người thông minh thì phải nên nắm bắt nó, tốt nhất mày nên tin vào trực giác của bản thân đi, Trần Triệu Dương lại nhếch mép giễu cợt, sau đó anh thản nhiên nói. Tên đầu sỏ kia thầm giật bắn người, bởi vì lúc vừa rồi, quả thật trong lòng hắn ta có một dự cảm xấu, hắn ta cảm thấy nếu như không làm theo lời người thanh niên này nói thì sẽ xảy ra chuyện vô cùng thảm khốc. Làm sao mày lại biết tao đang nghĩ gì, lúc này tên đầu sỏ đã có chút rối loạn, hỏi lại với vẻ hoảng hốt. Tao cho mày thêm 10 giây để quyết định, 10 giây sau thì cơ hội của mày liền vụt mất, Trần Triệu Dương lại không trả lời câu hỏi của hắn ta mà ngang ngạnh nói. Đại ca, thằng này bị ngu à, biết bao nhiêu nòng súng của chúng ta đang nhắm vào hắn như vậy, hắn có thể làm trò mèo gì chứ, lúc này có một tên đàn em lên tiếng. Đúng đó đại ca, hắn đang ba hoa với anh thôi. Dù cho hắn có mạnh đến cỡ nào đi nữa, một phát súng là lật ngay, cũng về chầu ông bà thôi, lại thêm một tên nói, đồng thời trừng mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương. Ngu xuẩn nhất chính là người thiếu hiểu biết, Trần Triệu Dương chỉ biết lắc đầu, sau đó anh lại nói, đã qua 10 giây rồi, xem ra bọn mày chọn chống trả đến cùng, được rồi, tao đã cho bọn mày cơ hội, là bọn mày không biết nắm bắt đấy nhé. Vừa dứt lời, Trần Triệu Dương liền biến mất trong chớp mắt. Ngay lúc anh xuất hiện lần nữa thì mấy tên cầm vũ khí trong tay chỉ cần động nhẹ thì đã bị Trần Triệu Dương đánh bật ra, sau đó đập mạnh vào tường rồi ngất đi. Không đến 5 giây, hiện trường chỉ còn lại tên đầu sỏ với chiếc điều khiển từ xa trong tay. Lúc này, tên đầu sỏ kia đã trợn tròn mắt, đám đàn em của hắn ta cũng từ trăm người chọn một, tình anh trong tinh anh, theo hắn ta rong ruổi không biết bao nhiêu trận chiến, nhưng khi đứng trước mặt người thanh niên thần bí này, ngay cả cơ hội chống trả cũng không có. Thậm chí hắn ta còn chưa kịp nhìn thấy động tác của người thanh niên này thì đám đàn em của hắn ta đã bay ra ngoài hết rồi. Mày đừng lại đây, nếu không tất cả đều sẽ chết hết, nhìn Trần Triệu Dương đang bước lại gần hắn ta từng bước một, tên đầu sỏ bị dọa đến giọng nói cũng trở nên chói tai vô cùng. Dù cho không có sự xuất hiện của tao, e rằng mày cũng không định bỏ qua cho bọn tao đâu nhỉ. Dẫu sao thì mày cũng đã lắp đầy bom hẹn giờ ở đây rồi, cho dù mày không nhấn nút điều khiển từ xa trong tay mày. Tối đa là 5 phút đồng hồ, toàn bộ số bom trong đây cũng sẽ phát nổ thôi. Và lại, nếu tao đoán không lầm, số thuốc nổ bọn mày lắp đặt đủ để san bằng cái nhà hàng này thành bình địa rồi. Trần Triệu Dương vốn chẳng quan tâm đến lời đe dọa của hắn ta, vẫn duy trì nhịp bước ổn định, từng bước một bước về phía tên đầu sỏ. Tại sao mày lại biết? Có ai đã tiết lộ bí mật cho mày sao? Nghe Trần Triệu Dương nói thế, tên đầu sỏ bị dọa mất mật.
Bởi vì bọn chúng thật sự không chỉ muốn lấy cây thúy linh chỉ này, từ đầu bọn chúng vẫn không ra tay độc ác là bởi vì muốn mọi người đều mất cảnh giác. Bọn chúng đã tính toán thời gian vô cùng chuẩn xác, khi mà bọn chúng chạy lên đến tầng thượng, leo lên trực thăng rời đi, e rằng thời gian kích nổ của đống bom này cũng đã đến. Do đó, bọn chúng không chỉ muốn lấy được đồ vật, mà còn muốn có một cuộc tấn công đầy bất ngờ. Tất cả mọi người vốn dĩ vẫn rất bất mãn với hành động của Trần Triệu Dương, tim họ nhảy loạn xạ khi nghe những lời nói của anh, họ không ngờ bọn côn đồ này lại điên cuồng như vậy. Phải biết là toàn bộ khách sạn này không chỉ có vài người bọn họ, mà còn có rất nhiều người sống trong khách sạn. Nếu thật sự để những tên này thực hiện được, vậy chắc chắn sẽ lên trên bản tin quốc tế. Ha ha, đúng vậy, những gì bọn mày nói chính xác, bọn tao đích thực có ý định đó, nhưng mày thì có thể làm gì được chứ? Mày nghĩ chỉ dựa vào mình mày mà có thể tìm thấy tất cả những quả bom này trong 5 phút sao? Cho là tao không bấm điều khiển từ xa trong tay đi nữa thì 5 phút nữa mày cũng tiêu đời rồi. Đương nhiên, nếu có ai trong bọn mày dám manh động, thì đừng trách tao không khách khí, e là đến 5 phút thôi cũng không có đấy. Tao vốn dĩ không có ý định dâng mình cho thần vĩ đại của mình, nhưng mọi thứ đã đi tới bước này, đến lúc tao phải dâng hiến bản thân mình rồi. Khi tên cầm đầu băng cướp đối mặt với Trần Triệu Dương, hắn ta đột nhiên lại không còn hoảng sợ nữa, dáng vẻ như không màng đến điều gì khác, hơn nữa trong mắt còn hiện lên vẻ điên cuồng. Đồ điên, đây quả là một tên điên rồ. Thôi xong rồi, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này, tôi không muốn chết. Chết thì chết, tất cả đều chết vậy, cái thế giới chết tiệt này lẽ ra nên bị hủy diệt từ lâu rồi. Tôi tin rằng sẽ có kỳ tích xảy ra. Người trong hội trường đã suy diễn ra hàng trăm trạng thái khác nhau của cái gọi là cuộc sống một cách rất sinh động, một số thì điên cuồng, một số thì bình tĩnh đến lạ thường. Vậy thì mày đi mà ôm lấy vị thần đó của bọn mày đi, Trần Triệu Dương không muốn nói nhảm với hắn ta nữa, cây tăm trong tay phóng ra nhanh như chớp, trực tiếp đâm chúng vào huyệt vị trên cánh tay của tên cầm đầu. Hắn ta không cách nào dùng lực được nữa, chiếc điều khiển từ xa trên tay lập tức rơi xuống đất. Trần Triệu Dương duỗi tay ra, bè lấy chiếc điều khiển, đồng thời tung một cước đá tên cầm đầu đã lên cơn điên loạn đó ngất xỉu. Với lực đá của anh vừa rồi, e rằng một hai tiếng nữa hắn ta cũng chưa thể tỉnh lại được. Hiện trường đã được kiểm soát, lão Tăng, nhanh chóng cho người mở cửa, sơ tán đám đông, đồng thời, khống chế mấy người đó lại cho tôi, Trần Triệu Dương trực tiếp đến chỗ Tăng Kim Lai, hơn nữa lúc này Tăng Kim Lai cũng đã bắt đầu liên hệ được với bảo vệ qua đây thông qua các phương tiện khác. Vâng, anh Trần. Khi Tăng Kim lại trả lời lại, Trần Triệu Dương đã đến nơi của quả bom hẹn giờ đầu tiên. Trần Triệu Dương đã tìm thấy tất cả các quả bom bằng mắt xuyên thấu của mình. Bọn cướp này rất chuyên nghiệp, cài đặt bom đều được đặt trên ngòi nổ, mà những ngòi nổ này được bố trí xung quanh hội trường tầng 1. Có thể nói, chỉ cần những ngòi nổ này phát nổ thì toàn bộ tòa nhà sẽ sụp đổ hoàn toàn. Có tổng cộng 15 quả bom, và vẫn còn hơn 4 phút. Thời gian như vậy cũng đủ rồi. Trần Triệu Dương cười nhạt một cái, ngòi nổ tìm rất chuyên nghiệp, nhưng quả bom hẹn giờ này lại được làm không mấy chuyên nghiệp. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương trực tiếp dùng chân khí, vốn dĩ chỉ cần tháo bom và cắt sợi dây đi mới có thể khiến đồng hồ đếm ngược dừng lại. Nhưng Trần Triệu Dương trực tiếp dùng chân khí cắt đứt sợi dây và đồng hồ đếm ngược liền dừng lại ngay lập tức. Xong một cái, khi Trần Triệu Dương thấy đồng hồ đếm ngược đã dừng lại, lập tức yên tâm. Phá những quả bom này thật sự quá đơn giản đối với Trần Triệu Dương, cho nên anh không hề lo lắng chút nào. Lúc đầu, mọi người nhìn thấy Trần Triệu Dương chỉ đứng trước quả bom hẹn giờ mà không hề nhúc nhích gì thì có chút thất vọng, nhưng khi thấy thời gian trên quả bom dừng lại, bọn họ liền hò hét lên. Tuyệt quá rồi! Hừm, không biết vừa rồi là ai nói, Trần gia lo chuyện bao đồng, làm liên lụy đến mọi người. Đó chẳng phải là vì không biết được chân tướng của sự việc thôi mà. Những người trong đại sảnh vốn dĩ vẫn còn không ngừng run rẩy khi nhìn thấy Trần Triệu Dương chỉ đứng yên ở nơi đó, nay đồng hồ đếm ngược trên quả bom dừng lại, trong lòng chợt vui mừng khôn xiết. Trần Triệu Dương nhanh chóng tăng tốc độ, chỉ trong vòng chưa đầy một phút mà anh đã tháo gỡ được 7 quả bom. Nhìn thấy rất nhiều bom hẹn giờ như vậy, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, nếu những quả bom này cùng nhau phát nổ, e rằng hôm nay tất cả đều sẽ được chôn sống ở đây. Lúc này, có vài người trong đám đông hành động rất mập mờ, tranh thủ đám đông vẫn còn đang hỗn loạn, bọn chúng nhìn nhau và đi về phía Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng. Trần Triệu Dương mặc dù đang tháo bom nhưng cũng rất chú ý tới vài người đang ẩn trong đám đông,
Vốn dĩ anh muốn đợi đến khi nhân viên bảo vệ của Tăng Kim Lai tới rồi mới khống chế những người này, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn chúng rõ ràng là muốn nhắm vào Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng. Lũ đần độn, Trần Triệu Dương không vội vàng ra tay mà tiếp tục theo dõi. Với thực lực của Nam Cung Yến lúc này, những kẻ thoạt nhìn chỉ là những người bình thường này hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Tận dụng khoảng thời gian này, có lẽ chính là lúc để rèn luyện khả năng ứng biến và sức chiến đấu của Nam Cung Yến. Quả nhiên có tổng cộng 5 người đàn ông với tạng người khác nhau và ngoại hình rất bình thường đang lặng lẽ tiếp cận đến bên cạnh Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng. Nam Cung Yến vốn đang quan sát Trần Triệu Dương, chợt trong lòng khẽ run lên và nhìn vài người đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, nhưng với tư cách là một võ giả, cô vẫn có nhận thức cơ bản nhất về nguy hiểm. Mặc dù Nam Cung Yến chưa bao giờ thực sự chiến đấu với bất kỳ ai nhưng cô cũng đã nhìn thấy Trần Triệu Dương ra tay, cô đang chờ những kẻ này ra tay trước. Mau ra tay, một người đàn ông khá béo đột nhiên hét lên, sau đó 4 người còn lại cùng nhau tấn công về phía Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng. Cút ngay, cảm nhận được hành động của những người này, Nam Cung Yến cười nhạt một cái, sau đó kéo Tuyên Hoàng ra sau lưng mình, đồng thời tay còn lại lập tức giáng cho tên đó một bạt tai. Tên béo là người đầu tiên ăn phải cái tát của cô, trực tiếp bị văng ra ngoài. Những người khác không ngờ lại có sự thay đổi như vậy, hiển nhiên là một cô nương xinh đẹp bỗng nhiên trở thành cao thủ võ thuật, sự chênh lệch này thật quá lớn rồi. Bọn chúng chợt sửng sốt, nhưng Nam Cung Yến không hề khách khí, tốc độ giữa các lần ra tay rất nhanh, 4 người này chỉ là những người sùng bái cuồng tín, dù sao cũng là người thường, làm sao có thể là đối thủ của cô. 4 người bọn chúng bị cô tát tới tấp. Mọi người xung quanh rất nhanh chóng tránh ra, nhìn Nam Cung Yến với ánh mắt kinh ngạc. Họ cho rằng người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Trần gia chỉ là một cái bình hoa, làm sao họ có thể ngờ rằng cô thực sự là một cao thủ võ công cao cường. Thực sự xin lỗi, sơ suất của tôi rồi, Tăng Kim Lai nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa bị dọa cho tè trong quần, trong lòng không khỏi hoảng hốt một phen. Vừa rồi Trần gia kêu anh ta tìm người khống chế những người này, nhưng một hồi lâu rồi cũng không tìm được ai. Kết quả những người này suýt chút nữa làm vợ của Trần gia bị thương, may mà cô cũng là cao thủ. Sau đó, vài người này trực tiếp bị người của Tăng Kim Lai khống chế. Còn đấu giá viên kia tuy là không bị khống chế nhưng vẫn có người canh chừng ông ta. Lúc này, đấu giá viên gần như sắp khóc, ông ta biết, nghề nghiệp của mình sắp tiêu rồi. Đừng thấy Tăng Kim Lai cười ha ha thì cứ tưởng rất hiền lành nhưng những ai quen biết với anh ta đều rất rõ. Ai mà đắc tội phải anh ta thì kẻ đó sẽ bị hành hạ cho tới chết. Em có sao không? Trần Triệu Dương nhanh chóng tới bên cạnh của Nam Cung Yến và ân cần hỏi han. Chỉ là mấy tên nhát gan, đừng quên, bổn cô nương cũng là một đại cao thủ, còn không mau đi tháo bom đi. Nam Cung Yến nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì liền tự hào nói, sau đó thúc Trần Triệu Dương đi tháo bom. Được, vậy mọi người nhớ chú ý an toàn, Trần Triệu Dương gật đầu, còn vài quả bom cần phải tháo bỏ. Trần Triệu Dương bắt đầu tháo bỏ các quả bom còn lại. Chị Tiểu Yến, chị lợi hại thật, không ngờ chị lại là một cao thủ à nha, Tuyên Hoàng bên cạnh sớm đã bị thần thái xuất sắc của Nam Cung Yến chinh phục, cô ấy bèn háo hức hét lên. Chị Tiểu Yến, chị nhất định phải dạy cho em đó. Em cũng muốn theo chị học, chị nhận em làm học trò đi, Tuyên Hoàng sùng bái nói với Nam Cung Yến, đồng thời càng trở nên quyết tâm hơn. Dù gì chuyện của Chu Đại Hải lúc nãy khiến cô ấy nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu không phải Trần Triệu Dương ra tay, e là bây giờ cô ấy đã rơi vào cảnh làm đồ chơi của Chu Đại Hải rồi. Bây giờ biết Nam Cung Yến thật sự là một cao thủ võ thuật, cô ấy có thể không kích động ư. Chỉ cần mình có thể trở thành cao thủ, có năng lực tự bảo vệ mình, vậy sau này ai còn dám ức hiếp cô ấy chứ? Nghĩ tới đây, cô ấy không nhìn được vui vẻ hẳn, ánh mắt nhìn sang Nam Cung Yến trở nên nhiệt tình vô cùng. Chị cũng không phải cao thủ gì đâu, nếu em muốn học thì theo anh Triệu Dương mà học, anh ấy mới là cao thủ, tuy Nam Cung Yến tự cho là bản thân không tệ, nhưng cũng sẽ không tự cho mình có thể nhận dạy ai đó được. Nhưng, anh ấy có đồng ý dạy em không? Tuyên Hoàng hơi lo lắng. Dù gì thì Trần Triệu Dương nhìn có vẻ dễ thuyết phục nhưng lại là một người vô cùng nguyên tắc. Yên tâm đi, nếu em thật sự là có thiên phú, chị chắc chắn sẽ kêu anh ấy thu nhận em, nghe thấy sự lo lắng của Tuyên Hoàng. Nam Cung Yến cũng không để tâm nhiều nói. Dù gì Trần Triệu Dương đã thu nhận cô gái xinh đẹp Dương Lệ, dựa vào gì không thể nhận Tuyên Hoàng. Trần Triệu Dương đang chuyên tâm tháo bỏ bom dĩ nhiên không biết chuyện này. Chỉ còn lại một quả cuối cùng, nhưng vị trí đặt quả cuối cùng này rất lạ lùng, ở phía trên cùng của đèn treo trong đại sảnh.
Vốn dĩ nơi này không được coi là trọng điểm, nhưng đại sảnh của tòa nhà này được thiết kế làm trọng điểm, khiến quả bom này trở nên quan trọng. Trần Triệu Dương hít sâu một hơi, bỗng nhiên bật lên, cả người như viên đạn pháo vọt thẳng lên đỉnh nhà. Tới đỉnh nhà, Trần Triệu Dương dùng tay chộp lấy chiếc đèn chùm sang trọng trên đỉnh nhà. Qua! Những người bên dưới luôn theo dõi Trần Triệu Dương, thấy động tác này của anh thì ai nấy cũng đều há hốc mồm. Cú nhảy này đúng là cao quá đi, cho dù là quán quân nhảy cũng không nhảy cao được vậy. Đúng là đẹp trai ngất ngây, nếu có thể gả cho anh ấy thì tốt biết bao. Được rồi đó cô ơi, nếp nhăn trên mặt cô cũng tương đương tôi đấy. Những người trong đại sảnh đột nhiên bàn tán xôn xao, ánh mắt của đàn ông nhìn Trần Triệu Dương trở nên sùng bái. Còn ánh mắt của phụ nữ nhìn anh cũng trở nên cuồng nhiệt. Nhất là những người si mê còn muốn thề thốt phải gả cho anh. Còn 10 giây, lúc Trần Triệu Dương nhìn thấy thời gian đếm ngược của quả bom cuối cùng thì mặt anh bỗng biến sắc. Điều quan trọng nhất là quả bom này hoàn toàn khác quả bom trước đó. Cho dù là anh cũng không cách nào tìm được sợi dây để cắt trong thời gian ngắn. Mọi người tránh ra cho tôi, trong lòng anh chỉ có chút phán đoán, Trần Triệu Dương kéo quả bom hẹn giờ xuống, tiếp theo anh xoay người, điên cuồng chạy ra phía cửa. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc thấy Trần Triệu Dương đột nhiên hành động như vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tôi thấy quả bom hẹn giờ chỉ còn 9 giây, đột nhiên có một giọng run rẩy vang lên. Nghe người này nói vậy thì ai nấy cũng đều ngơ. Ngác, họ không ngờ là vì nguyên nhân này. Lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì Trần Triệu Dương trực tiếp phá cửa chính vô cùng kiên cố, sau đó anh xông ra khỏi cửa. Chồng à! Nghe những người kia nói vậy, lại thấy hành động của Trần Triệu Dương điên cuồng như thế, Nam Cung Yến dĩ nhiên biết chuyện gì đang diễn ra. Trong nháy mắt, cô hét ra danh hiệu mà trước giờ mình chưa từng gọi anh. Lúc này, Tuyên Hoàng cũng tỏ ra lo lắng. Cô ấy không ngờ lúc nãy đang yên đang lành. Sao đột nhiên lại có cái thứ phá hoại này, chỉ còn 10 giây nữa chứ? Lúc này trong lòng của mọi người đều lơ lửng. Dĩ nhiên họ nghĩ tới, nếu không phải Trần Triệu Dương phát hiện quả bom này, e là chưa mất bao lâu thì họ sẽ tiêu tùng hết rồi. Hay nói cách khác, Trần Triệu Dương đã cứu tất cả mọi người. Nghĩ lại thái độ trước đây của họ đối với Trần Triệu Dương, họ càng cảm thấy hổ thẹn. Chồng à, anh nhất định phải an toàn quay về. Nam Cung Yến nhìn chăm chăm vào lỗ hổng lớn trên cánh cửa mà Trần Triệu Dương phá, trong miệng cô lẩm bẩm. Anh Trần Triệu Dương, anh phải nhanh chóng quay về nha. Tôi còn muốn theo anh luyện võ nữa đấy, lúc này Tuyên Hoàng cũng thành tâm lẩm bẩm. Bùm! Lúc mọi người đang trầm ngâm thì có một tiếng nổ dữ dội từ bên ngoài vang lên. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, ai nấy đều nhìn ra phía cửa, muốn xem thử Trần Triệu Dương có bị nổ chết chưa. Sắc mặt của Nam Cung Yến tang bệch như tờ giấy trắng, cả người đột nhiên run rẩy. Rõ ràng cô đang sợ hãi, sợ Trần Triệu Dương thật sự xảy ra chuyện. Chị Tiểu Yến, chị đừng lo, anh Triệu Dương nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, lúc này Tuyên Hoàng cũng không biết nên nói gì để an ủi Nam Cung Yến, chỉ có thể nói được như vậy. Chị tin anh ấy nhất định sẽ không sao, Nam Cung Yến siết chặt hai tay, trong mắt mang theo tia hy vọng. Chị Tiểu Yến. Chúng ta ra ngoài xem thử đi, lúc này Tuyên Hoàng hơi nôn nóng, muốn ra ngoài xem thử. Dù gì tiếng nổ lúc nấy vang quá chừng, hơn nữa cũng ngay lúc Trần Triệu Dương ra ngoài chưa bao lâu. Không cần đâu, anh ấy về rồi, Nam Cung Yến đột nhiên mỉm cười, sau đó từ từ đứng lên, vẻ mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Tuyên Hoàng lại đưa ra, buột miệng nói ra, chị Tiểu Yến, làm sao chị biết? Ngay lúc cô ấy vừa nói dứt câu thì một bóng dáng đi giữa đám người kia. Bước vào từ cái lỗ lớn mà Trần Triệu Dương phá lúc nãy. Chồng à, anh làm em sợ chết đi được. Em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa chứ. Nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, Nam Cung Yến lập tức chạy tới bổ nhào vào vòng tay của Trần Triệu Dương và bắt đầu khóc nức nở. Trần Triệu Dương sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Nam Cung Yến gọi mình là chồng, trong lòng đột nhiên vô cùng phấn khích. Có vẻ như từ tận đáy lòng, cô đã chấp nhận anh rồi. Bản thân đã phải nỗ lực lâu như vậy rồi cuối cùng cũng không hề vô ích. Thực xin lỗi vợ, để em phải lo lắng rồi, sau này anh nhất định sẽ chú ý hơn, vẻ mặt Trần Triệu Dương hiện lên vẻ cương triều, nhanh chóng ôm lấy Nam Cung Yến. Nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, trong lòng Trần Triệu Dương không khỏi rung động, tình cảm sâu đậm nên anh không kiềm chế được mà trực tiếp in môi lên đó. Nam Cung Yến chợt sửng sốt trước sự tấn công bất ngờ của Trần Triệu Dương. Vốn dĩ vẫn còn không quen thuộc lắm nên cô có chút phản kháng, nhưng trước nụ hôn cháy bỏng của anh, cô ngay lập tức đắm chìm vào đó.
Nhìn thấy Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến ôm hôn say đắm như vậy, những người bên cạnh cũng hiểu chuyện nên không làm phiền bọn họ mà nhìn hai người họ với vẻ mặt chúc phúc. Đây có thể nói là lần đầu tiên thân mật thực sự giữa Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến, đều là lần đầu tiên của cả hai nên tất nhiên là không được thành thạo lắm, nhưng trước sự mãnh liệt của tình yêu nên bọn họ đã để mình được đắm chìm trong đó và không muốn tách rời một giây phút nào. Mất 2 phút để não của Nam Cung Yến bình tĩnh lại một chút. Cảm nhận được những ánh mắt khác lạ xung quanh mình, khuôn mặt xinh đẹp của cô chợt đỏ bừng lên, lập tức đẩy Trần Triệu Dương ra. Bị Nam Cung Yến đẩy ra, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Nam Cung Yến lại thẹn thùng, anh cũng không tiện tiếp tục. Lốp bốp! Giờ phút này, không biết ai dẫn đầu vỗ tay trước, ngay sau đó, toàn bộ hội trường chìm trong biển vỗ tay. Ai cũng thành tâm chúc phúc cho đôi trai gái vàng, rốt cuộc sau một cơn đại nạn, ai cũng cần những thứ khác để phân tâm, nếu không, nhất định sẽ có người để lại cái bóng tâm lý. Đâu tại anh cả, Nam Cung Yến được mọi người vỗ tay chúc phúc như thế này thì vô cùng xấu hổ, cô giận dỗi nói, đang nằm trong vòng tay của Trần Triệu Dương cũng không dám ngẩng đầu lên. Ha ha, trước lời trách yêu của Nam Cung Yến, lúc này Trần Triệu Dương chỉ biết cười ngây ngô. Rất nhanh sau đó mọi chuyện cũng kết thúc. Không ai còn nhắc đến Túy Linh Chi nữa, suy cho. Cùng ai cũng là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm những chuyện kinh tởm như vậy. Tôi sẽ bỏ ra 200 triệu tệ để mua Túy Linh Chi này, được không? Trần Triệu Dương không muốn trục lợi như vậy, dù sao đây cũng là một cuộc đấu giá từ thiện, anh không muốn bị người ta nói xấu sau lưng. Không thành vấn đề, tôi tin rằng sẽ không có ai là không đồng ý cả, là người tổ chức buổi đấu giá này, Tăng Kim Lai đương nhiên có quyền nói. Nhưng dù sao cũng là một buổi đấu giá, cho nên anh ta đương nhiên phải đưa ra một câu hỏi theo thường lệ. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng đây là điều mà Trần Gia xứng đáng có được. Đúng vậy, nếu không phải nhờ Trần Gia, hôm nay không chỉ có đồ vật bị bọn cướp này cướp đi, e rằng chúng ta cũng sẽ bị chôn ở đây rồi. Chúng tôi đều không có bất kỳ ý kiến gì. Nghe được lời của Tăng Kim Lai, tất cả mọi người đều đồng loạt lên tiếng đồng ý. Tuy nhiên, hiển nhiên là không phải ai cũng có cùng cách nghĩ này, người đàn ông đã tham gia đấu giá lúc trước, lúc này vẻ mặt hiện rõ vẻ rằng co, nhanh chóng hạ quyết tâm nói. Trần gia, không biết cậu có thể từ bỏ sự thích thú này được không, tôi muốn cây linh dược này để cứu mạng, người đàn ông hít sâu một hơi, trong lòng thấp thỏm lo âu, đi tới bên cạnh Trần Triệu Dương, sắc mặt hiện lên vẻ khó xử nói. Trần Triệu Dương không quan tâm đợi đến chuyện đó. Dù sao thì trước đó người đàn ông này đã rất cố gắng đấu giá cây Túy Linh Chi này nên mới đưa ra giá cao vậy. Rõ ràng là ông ta rất cần nó. Xin lỗi, không được, Trần Triệu Dương vẻ mặt lãnh đạm, trực tiếp từ chối. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi, ánh mắt khi nhìn Trần Triệu Dương cũng trở nên phức tạp. Đánh cũng không lại đánh, cướp lại càng không thể, nên nhất thời có chút lúng túng. Tôi muốn dùng cái này cứu bố của mình, làm ơn. Bán cho tôi đi, người đàn ông trung niên đột nhiên quỳ xuống đất, vô cùng đau khổ cầu xin Trần Triệu Dương. Lúc này, Trần Triệu Dương chỉ đứng nhìn một cách thờ ơ. Trên thế giới này có quá nhiều người đáng thương, anh không thể chữa trị từng người một được, hơn nữa dùng Túy Linh Chi cứu người thì có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ chứ? Đó cũng chỉ là 3-4 ngày của cuộc đời, 3-4 ngày thì có ích lợi gì? Điều này hoàn toàn chỉ làm lãng phí cây linh dược này. Nam Cung Yến bên cạnh do dự. Nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất, người này chắc chắn vì cứu người mới hạ mình như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy có chút không kiềm lòng được. Hay là anh, Nam Cung Yến do dự, sau đó lên tiếng. Vợ à, Trần Triệu Dương ngắt lời Nam Cung Yến và lắc đầu. Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến sững sờ một lúc, cô không ngờ Trần Triệu Dương lại là người như vậy. Cây linh dược này chẳng có ích lợi gì đối với các người cả. Cho dù tôi có đưa nó cho bố của ông dùng thì cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của ông ấy nhiều nhất là 3 ngày. Vậy ông dùng nó để làm gì chứ? Mặc dù anh ngắt lời Nam Cung Yến, nhưng Trần Triệu Dương cũng giải thích cho mọi người hiểu. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, mặc dù người đàn ông trung niên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng dù sao tâm tình cũng trở nên ổn định. Nếu như ông đồng ý thì có thể đưa ông ấy đến đây, tìm Tăng Kim Lai cũng sẽ tìm được tôi, Trần Triệu Dương không muốn để ý đến người này. Nhưng vợ anh đã lên tiếng thì anh không thể không nể mặt vợ mình. Vợ, chúng ta về thôi, Trần Triệu Dương thật sự không muốn đối phó với những người này, nên lập tức nói với Nam Cung Yến. Được, Nam Cung Yến lúc này có chút hối hận, cô không nên thay anh lên tiếng,
may mà không gây ra sai lầm gì lớn. Lão Tăng, mọi việc còn lại giao cho anh vậy, tôi đưa vợ tôi về nhà trước đây, Trần Triệu Dương lúc này muốn quay về cắt viên đá ra để xem con trùng nhỏ trong đó. Một con trùng nhỏ thần kỳ như vậy, xem có cứu được không? Anh Trần yên tâm, về phần cảnh sát, tôi sẽ không để bọn họ quấy rầy đến anh, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai không hề thấy ngạc nhiên. Trần Triệu Dương không phải là người thích chỗ đông người như thế này, cũng không thích rắc rối. Hôm nay, sự việc này chắc chắn sẽ khơi dậy mối quan tâm rộng rãi ở thành phố Long Hải, đến lúc đó chắc chắn phải đối phó với các câu hỏi của cảnh sát và phóng viên, chỉ sợ rằng Trần gia sẽ trực tiếp phát điên lên mất. Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó dẫn Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đi ra ngoài. Trên đường đi, nhiều người chen chúc chào hỏi Trần Triệu Dương và trao đổi thông tin liên lạc, nhưng đều bị anh từ chối. Khi họ ra ngoài, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng chỉ thấy quảng trường phía trước khách sạn đã bị đánh bom thành một cái hố dài 5 mét. Không phải muốn nói nó sâu bao nhiêu, quan trọng là những chỗ bị nứt toác đều là bi thép và đỉnh, sức tàn phá không chỉ là uy lực của quả bom, mà còn có rất nhiều vật liệu như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Wow, anh thực sự cầm theo quả bom uy lực như thế mà không sợ nó nổ trước thời gian hay sao? Tuyên Hoàng ngạc nhiên nói. Trần Triệu Dương, anh không sao thật chứ? Nhìn thấy chiếc hố to ngay trước mặt thì Nam Cung Yến lập tức chạy lại kiểm tra Trần Triệu Dương từ trên xuống dưới một lượt, đến khi thấy anh không bị sao mới yên tâm. Anh nói với em rồi mà, anh không sao, nếu mà thực sự có chuyện gì thì sợ bây giờ anh cũng không thể đứng trước mặt em như thế này nữa. Thấy Nam Cung Yến quan tâm mình như vậy thì Trần Triệu Dương giơ tay nắm lấy tay cô rồi nói. Ôi, hai người nếu mà muốn giải cơm chó thì về phòng hai người rồi giải được không, tôi nuốt không trôi đâu. Ngay khi Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương đang kích động thì một giọng nói tràn ngập sự tức giận vang lên. Cô có biết cái gì gọi là bóng đèn sáng trưng không? Cô chính là nó đấy, hơn nữa còn là loại cực sáng trong nhà tắm ấy, bầu không khí lãng mạn vừa xuất hiện được một chút thì đã bị Tuyên Hoàng phá tan. Trần Triệu Dương bất lực nói. Tôi chính là bóng đèn đấy, chiếu sáng gian tình của hai người rõ từng chân tơ kế tóc luôn, hừ, Tuyên Hoàng nghe thấy thế thì phản bác lại, tức giận nói. Nghe thấy lời nói của Tuyên Hoàng thì sắc mặt Nam Cung Yến đỏ hết cả lên, lập tức bỏ tay Trần Triệu Dương ra rồi không dám nhìn anh thêm lần nào nữa. Cô nhóc, nói bậy bạ gì thế, gian tình cái gì mà gian tình, hừ hừ hừ. Nói nữa có tin chị bịt miệng em lại không? Nam Cung Yến tức giận đi đến phía trước Tuyên Hoàng, xấu hổ nói. Ha ha, Tuyên Hoàng bị Nam Cung Yến cù lét cười ra tiếng rồi không ngừng xin tha thứ, đến lúc này thì Nam Cung Yến mới bỏ qua cho cô ấy. Sau đó Trần Triệu Dương lái xe về khách sạn, vừa đến nơi thì anh đã nheo mắt lại nhìn. Hai người đi vào trong biệt thự đi, anh không bảo ra thì không được đi ra ngoài, Trần Triệu Dương dùng khả năng nhìn xuyên thấu nhìn lướt qua một lượt. Bên trong biệt thự không xảy ra vấn đề gì, chắc là vẫn còn an toàn. Nghe được lời này của anh thì hai người đều vô cùng lo lắng. Anh cũng cẩn thận nhé, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy bộ dạng lo lắng đó của Trần Triệu Dương, rõ ràng là sắp có chuyện nguy hiểm xảy ra. Ừ, Trần Triệu Dương gật đầu rồi đứng trước cửa nhà. Đợi đến khi thấy hai người đi vào trong rồi thì anh mới nhìn về phía ngọn núi giả trước biệt thự, lạnh giọng nói, đừng trốn nữa, đi ra đi. Vẫn không ra sao, nếu các người không ra thì tôi đi vào nhà đây, đợi một lúc, phát hiện hai người đó không có động tĩnh gì thì anh cười gắn một tiếng, lập tức nhìn về nơi bọn họ đang trốn. Nói xong thì anh không để ý đến hai người đó nữa mà quay người đi vào biệt thự luôn. Đợi một chút, ngay lúc anh chuẩn bị đi vào thì hai người đó không chịu được nữa mà lao thẳng đến trước mặt anh. Đó là một người nam thanh niên, vóc dáng cao lớn, nhìn qua cũng khá đẹp trai. Chỉ là ánh mắt hiện lên sự kiêu ngạo khó hiểu. Dáng người và vẻ ngoài của người phụ nữ còn lại cũng phải được đến 90 điểm, tuy không được đến độ vượt trội như Nam Cung Yến nhưng cũng có chút khí chất anh hùng, chắc vì cô ta là một võ giả. Trần Triệu Dương không nói gì nữa mà chỉ yên lặng nhìn hai người họ, tình huống lúc này vô cùng khó xử. Anh Trần, tôi xin được giới thiệu một chút, tôi là Phạm Thanh Thanh, anh ta là Vu Hòa Vĩ. Chúng tôi L Phạm Thanh Thanh nhận thấy bầu không khí vô cùng khó xử thì lập tức nói. Thanh Thanh, nói nhiều lời với anh ta như vậy làm gì? Vu Hòa Vĩ đứng bên cạnh cắt ngang lời cô ta định nói, rồi lạnh lùng nhìn sang Trần Triệu Dương. Tên nhóc, lần này bọn tôi đến là muốn cảnh cáo anh, tốt nhất anh nên bớt ngạo mạn lại đi, đừng có để lộ thực lực võ giả của mình trước mặt người bình thường. Vu Hòa Vĩ cười gắn một tiếng rồi nói với giọng điệu dạy dỗ.
Nghe được lời của anh ta thì Trần Triệu Dương nheo mắt lại, trên người tỏa ra một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vu Hòa Vĩ, anh câm miệng cho tôi mới là tổ trưởng, Phạm Thanh Thanh đứng bên cạnh nghe. Được lời nói của anh ta thì hoảng sợ. Dựa trên tư liệu có được thì người đàn ông trước mắt tính tình không được tốt cho lắm, điều quan trọng là thực lực của Trần Triệu Dương còn vô cùng mạnh mẽ, nếu mà động đến anh thì chỉ sợ không có kết quả tốt đẹp gì. Anh Trần, thực sự xin lỗi anh, để tôi tự giới thiệu, tôi là thành viên của tổ chức đặc biệt Hoa Hạ, nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là chống lại sự xâm lược của kẻ thù mà còn giám sát các võ giả của Hoa Hạ, ngăn họ làm những điều vi phạm pháp luật. Phạm Thanh Thanh thấy Trần Triệu Dương có chút tức giận thì giật mình, lập tức nói. Ừ, ý của cô là, tôi phạm pháp, Trần Triệu Dương cười gắn một tiếng rồi sau đó từ từ đi về phía hai người họ. Anh Trần bất giận, do tôi nói sai, lần này tôi đến đây là muốn nhờ anh một việc, nhìn thấy điệu bộ đó của Trần Triệu Dương thì sắc mặt cô ta trở nên chẳng bệch, cô ta không nghĩ mình và Vu Hòa Vĩ đánh lại được anh. Muốn đến nhờ cậy thì phải có thái độ của người muốn nhờ cậy, thái độ vừa rồi của các người là muốn nhờ cậy đấy ư. Trần Triệu Dương không ngừng bước mà liếc sang Vu Hòa Vĩ một cái rồi lạnh giọng nói. Vu Hòa Vĩ vẫn có chút không phục, nhưng ngay khi ánh mắt anh ta tiếp xúc với ánh mắt của Trần Triệu Dương thì anh ta như cảm nhận được ánh mắt giết người của anh, sao mà trên người người đàn ông này lại có sát khí nặng như thế? Không biết anh đã từng giết bao nhiêu người rồi mới ngưng tụ lại được sát khí như thế? Nghĩ đến đây thì sắc mặt Vu Hòa Vĩ đột nhiên thay đổi. Anh ta phát hiện ra thực lực mà anh ta vẫn luôn lấy làm tự hào khi đứng trước mặt người đàn ông này thì không đáng một xu, do Trần Triệu Dương không để tâm chút nào chứ nếu muốn giết chết anh ta chắc chỉ mất vài giây. Xin lỗi, anh Trần, vừa rồi là lỗi của tôi xin lỗi anh, chỉ trong phút chốc, Vu Hòa Vĩ đã suy xét một lượt hết ưu nhược điểm rồi nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Anh ta chọn khuất phục. Khuất phục trước người mạnh thì có gì khó, anh ta là một người thông minh biết mình lúc nào cần làm gì. Phạm Thanh Thanh đứng bên cạnh có chút kinh ngạc, cô ta biết Vu Hòa Vĩ là một người vô cùng kiêu ngạo, không ngờ người như anh ta mà lại nhận sai trước mặt Trần Triệu Dương, điều này khiến cô ta phải thay đổi cái nhìn với Trần Triệu Dương. Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, các người có thể đi được rồi, tôi không có thời gian, cũng không có hứng thú biết mấy người là ai, muốn làm gì. Xin mời đi cho, sắc mặt Trần Triệu Dương dịu xuống rồi chuyển tầm mắt từ Vu Hòa Vĩ sang Phạm Thanh Thanh, nói. Nói xong thì anh không đợi họ trả lời lại đã quay người đi vào trong biệt thự. Anh Trần, chúng tôi đến tìm anh là muốn nhờ anh chữa trị cho một người, thấy anh muốn đi thì Phạm Thanh Thanh vội vàng nói. Tôi không rảnh, Trần Triệu Dương không ngừng lại mà vẫn đi về phía cửa nhà. Anh Trần, tôi biết một tin, có lẽ anh sẽ thấy hứng thú, ngay khi anh sắp đi mất thì Phạm Thanh Thanh đột nhiên hét lớn. Vốn anh không muốn quan tâm đến hai người họ nhưng khi nghe thấy lời này của cô ta thì anh dừng chân lại. Quay sang nhìn về phía họ. Nói, Trần Triệu Dương không dư thời gian nói nhảm với họ, anh lập tức hỏi. Là chuyện có liên quan đến vợ anh, tôi có thể tra giúp anh thông tin liên quan đến việc lần trước cô ấy bị bắt cóc, Phạm Thanh Thanh cắn chặt răng rồi nói. Hừ, nghe thấy lời nói của Phạm Thanh Thanh thì anh lập tức cảm thấy vô cùng tức giận, chuyện xảy ra lần trước anh chỉ biết được đối phương là người kinh thành, nhưng còn thông tin chi tiết hơn thì không thể tra ra được. Lần trước may mà anh ở đó nếu không thì vợ anh đã bị người khác ám sát rồi, cho nên anh rất muốn biết được người đứng sau chuyện này là ai. Được, tôi giúp cô cứu người, cô tra manh mối giúp tôi, chỉ mong là cô không lừa tôi đây ghét nhất chính là bị người khác lừa gạt, Trần Triệu Dương gật đầu đồng ý với đề nghị của Phạm Thanh Thanh. Tất nhiên rồi, chỉ cần anh chỉ khỏi cho người đó giúp tôi thì những tư liệu đó sẽ được chuyển đến tay anh, Phạm Thanh Thanh nghe thấy anh nói thế thì thở phào một hơi. Vậy mau sắp xếp cho tôi gặp bệnh nhân đi, bao giờ các người sắp xếp xong thì đến tìm tôi, Trần Triệu Dương gật đầu, nói xong thì anh lập tức đi vào trong biệt thự. Thấy anh rời đi rồi thì hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù vừa rồi Trần Triệu Dương không tạo cho họ bất kỳ áp lực tinh thần nào nhưng khi đứng cạnh anh thì họ vẫn thấy vô cùng căng thẳng. Thanh Thanh, chuyện cô vừa đáp ứng với Trần Triệu Dương thực sự là có chút lỗ mãng quá rồi. Nếu mà đội trưởng biết được cô lợi dụng mạng lưới tài nguyên của Long Tổ để tra tư liệu giúp Trần Triệu Dương thì chỉ sợ cô sẽ gặp rắc rối đấy, Vu Hòa Vĩ đứng cạnh lo lắng nói. Tôi biết hậu quả của chuyện này nhưng chỉ cần có một chút hy vọng thôi tôi cũng sẽ đánh cược, lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt ra nhìn Tiểu Hàng trở thành một người tàn phế hay sao? Cô yên tâm, nếu chuyện này bị người khác phát hiện ra thì tôi sẽ chịu cùng cô, ba người chúng ta là một gia đình, Vu Hòa Vĩ gật đầu, nói một cách quyết tâm. Ừ.
Phạm Thanh Thanh nhìn thấy biệt thự nơi Trần Triệu Dương đang ở thì cũng lộ ra một chút khao khát. Sau khi Trần Triệu Dương quay lại biệt thự thì đẩy cửa ra nhưng không mở được. Mở cửa ra, anh là Trần Triệu Dương, anh không ngờ khi nấy mình bảo hai người đi vào trước. Lại khiến họ hiểu nhầm là có nguy hiểm. Anh không sao chứ, có chuyện gì thế? Nam Cung Yến nghe thấy giọng anh thì lập tức mở cửa ra, thấy anh bình an vô sự thì mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao, chỉ là có người bị thương, muốn nhờ anh đi xem bệnh. Trần Triệu Dương không trả lời thật câu hỏi này của Nam Cung Yến. Anh không muốn cô biết chuyện này, cho nên không nói cho cô biết hết mọi chuyện. Là võ giả sao? Nam Cung Yến vô cùng thông minh, dù anh không nói ra hết nhưng thông qua chuyện khi nãy anh bảo hai người trốn vào trong nhà thì cô có thể đoán ra được, đối phương chắc chắn là người mang đến sự uy hiếp. Ừ, là võ giả, yên tâm đi, anh là bác sĩ, họ mời anh đến xem bệnh nên chắc chắn sẽ khách sáo với anh. Anh biết Nam Cung Yến lo lắng điều gì nên lập tức nắm lấy tay cô, nhỏ giọng an ủi. Được rồi, biết là mình không giúp được gì nên cô cũng không hỏi nữa. Anh rể, anh có thể dạy võ cho em không? Ngay lúc này, Tuyền Hoàng đứng cạnh đột nhiên nói. Cô vừa gọi tôi là gì? Nghe được lời nói của Tuyền Hoàng thì Trần Triệu Dương đột nhiên đơ người ra, đây là xưng hô gì thế? Anh rể, anh là chồng của chị Tiểu Yến thì em tất nhiên phải gọi là anh rể rồi. Tuyền Hoàng nói một cách đương nhiên, hoàn toàn không phát hiện ra cách gọi của mình có chút mâu thuẫn nào. Thực sự là phục logic của cô thật, cô cũng không phải chị em ruột thịt với vợ tôi, Trần Triệu Dương bất lực nói. Chúng em tuy không phải chị em ruột nhưng chúng em còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt, nói xong thì Tuyền Hoàng vô cùng tình cảm mà ôm chặt lấy tay Nam Cung Yến. Anh nói đi, có dạy hay không, Tuyền Hoàng lập tức đổi sang bộ mặt hung dữ nói. Cô nghĩ tu luyện là việc ai cũng làm được hay sao? Điều này còn phải dựa vào thiên phú, nếu không có thiên phú tu luyện thì kể cả tôi có dạy cũng không có tác dụng gì, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nói. Anh không dạy tôi sao biết tôi không có thiên phú? Nếu tôi là người có thiên phú, thậm chí còn là thiên tài vô song thì sao? Không phải anh đã lỡ mất một mầm non tốt hay sao? Đây chính là sự lãng phí với tài năng thiên bẩm mà ông trời ban cho tôi. Tuyền Hoàng nói như súng liên thanh, bla 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 một tràng đạo lý. Nếu có thời gian thì dạy cô ấy đi, để cô ấy có năng lực tự bảo vệ mình cũng tốt, Nam Cung Yến cười một tiếng với sự nhiệt tình của Tuyền Hoàng, nên nói. Được, cô muốn học thì học đi, nhưng chúng ta cần nói rõ trước, nếu như cô không có thiên phú, không học được gì thì đừng có trách tôi, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nói. Được thôi, cảm ơn anh rể, nghe thấy Trần Triệu Dương đồng ý với mình thì Tuyền Hoàng lập. Tức hưng phấn mà kêu lên. Vợ à, chúng mình ra ngoài đi dạo một lát đi. Trần Triệu Dương nghĩ đến ở đây đang có một bóng đèn sáng rực, muốn nói một hai câu âu yếm với Nam Cung Yến cũng không được. Hai người đi đi, em không làm phiền hai người nữa, Tuyền Hoàng phóng khoáng nói. Nghe được lời này thì hai người đều thấy vô cùng bất lực, cô nhóc này đúng là tinh quái mà. Hai người đi ra ngoài biệt thự rồi đi dạo bên trong thiên sướng viên, cả hai đều im lặng không nói gì để tận hưởng không gian riêng tư không dễ gì có được này. Đi một lúc thì Nam Cung Yến chủ động nắm tay Trần Triệu Dương, khi anh quay sang nhìn thì cô lại giả vờ nhìn sang chỗ khác. Vợ à, anh biết sự xuất hiện đột ngột của anh khiến em khó chịu, đổi lại là anh thì anh cũng sẽ thấy như thế thôi, tự nhiên phải kết hôn với một người lạ, chuyện này còn là chuyện cả đời nữa, em chống cự anh, chán ghét anh đều có thể hiểu được. Nhưng mà vợ à, trải qua khoảng thời gian chung sống này, chắc em cũng biết được tâm ý anh dành cho em rồi. Vợ à, gả cho anh, được không? Nói đến đây, Trần Triệu Dương đột nhiên quay người sang đối mặt với Nam Cung Yến, nói một cách vô cùng thâm tình. Nam Cung Yến không ngờ anh đột nhiên lại nói thế nên lập tức sững sờ, ngay sau đó, trong mắt cô hiện rõ sự xúc động. Trần Triệu Dương hiểu rõ những tủi hờn, bất mãn, chống cự, chán ghét của cô trước đây. Nhưng chỉ với lời tỏ tình đầy tình cảm này của Trần Triệu Dương, mọi thứ đều tan biến hết. Không được, nhìn thấy bộ dạng xúc động đó của Nam Cung Yến thì Trần Triệu Dương vô cùng kích động, anh chờ đợi cô đồng ý lời cầu hôn của mình. Nhưng mà, anh không ngờ đến Nam Cung Yến lại nói như vậy. Hả, Trần Triệu Dương lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn Nam Cung Yến đầy đau khổ. Lời cầu hôn của anh quá cầu thả, ngay cả nhẫn cũng không có. Người ta còn quỳ băng một chân, anh không có thứ gì hết mà còn muốn em lấy anh à, mơ đi, Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương đau khổ. Rồi cười tủm tỉm, sau đó nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng lo, anh sẽ cho em một màn cầu hôn và đám cưới hoàn hảo,
Nghe thấy những lời của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương như muốn tự tát vào mặt mình hai cái. Thật tình, cầu hôn mà không nhẫn, không hoa, ngay cả quỳ bằng một chân cũng không có, như vậy có ra gì không? Cả hai dạo quanh Thiên Sướng Viên hơn một tiếng rồi mới trở về biệt thự số 1. Cuối cùng thì hai người cũng về, em sắp chết đói luôn rồi, nhìn thấy Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương nắm tay nhau vui vẻ đi về, Tuyên Hoàng đột nhiên uất ức không thôi, nhìn hai người họ một cách đáng thương. Em xem anh là đầu bếp rồi à, nhìn dáng vẻ của Tuyên Hoàng, rõ ràng là muốn ăn cơm do mình nấu, thật là tham ăn. He he, đâu có đâu, anh là một đầu bếp bậc thầy. Ăn xong đồ do anh nấu, rồi ăn những đồ khác thì thấy nhạt nhẽo hẳn luôn. Sau này em phải làm sao, Tuyên Hoàng cười tươi, mặt đầy nịnh bợ nói. Đúng là một con mèo tham ăn, đợi chút nữa đồ ăn có ngay, Trần Triệu Dương cũng không đùn đẩy, dù sao vợ chồng anh cũng phải ăn. Sau đó Trần Triệu Dương vào bếp và bắt đầu nấu ăn. Chưa đầy nửa tiếng, một bàn ăn thịnh soạn đã sẵn sàng. Em không thể đợi được nữa, nhìn Trần Triệu Dương bày thức ăn lên bàn, Tuyên Hoàng háo ăn, vừa nhìn thấy đã thấy thèm lắm rồi, ngửi thấy mùi hương hấp dẫn kia thì không nhịn được nữa. Đi rửa tay đi, còn món canh nữa, dọn ra ngay, nhìn hai con mắt láu liên muốn ăn vụng của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương vội vàng ngăn cản. Vâng, nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, Tuyên Hoàng miễn cưỡng đồng ý, chạy đi rửa tay. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Triệu Dương vang lên, là Tăng Kim Lai gọi đến. Anh Tăng, có chuyện gì sao? Trần Triệu Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Anh Trần, những tên cướp hôm nay trong lúc áp giải đến đồn cảnh sát đã bị người ta cứu thoát rồi, Tăng Kim Lai không hề giấu giếm, vội vàng nói. Nghe thấy những gì Tăng Kim Lai nói, Trần Triệu Dương chỉ nhíu mày, bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ mà thôi, anh cũng không quá để tâm. Chạy cũng chạy rồi, không cần quan tâm, Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Anh Trần, còn một chuyện nữa. Khi vụ án vừa kết thúc, có hai người nam nữ đến đồn cảnh sát thẩm vấn chúng tôi. Bọn họ biết sự tồn tại của anh, e rằng sẽ đến tìm anh, Tăng Kim Lai tiếp tục nói. Ô, bọn họ không nói bọn họ là ai sao, Trần Triệu Dương nhíu mày, nghĩ đến hai người anh từng gặp. Tôi cũng không biết thân phận của họ là gì, nhưng nhìn vào thái độ của cảnh sát đối với họ, có lẽ là có thân phận cao hơn cả cảnh sát, Tăng Kim Lai do dự đáp. Được rồi, đừng lo về bọn họ nữa, chỉ cần họ không tới quấy rầy tôi là được rồi. Trần Triệu Dương gật đầu, anh không thèm quan tâm đối phương là ai. Vâng thưa anh Trần, Tăng Kim Lai đáp, rồi cúp điện thoại. Không phải chứ, sắp ăn sạch rồi, Trần Triệu Dương gọi điện thoại xong, nhìn vào bàn ăn, vừa hay. Nhìn thấy Tuyên Hoàng đang ăn như hổ đói, trên bàn chỉ còn một chút đồ ăn, ngay cả canh cũng chỉ sót lại phần đáy. Trần Triệu Dương biết dạ dày Nam Cung Yến lớn, nhưng không ngờ Tuyên Hoàng còn lợi hại hơn cả cô. Tuyên Hoàng hài lòng ợ lên. Sau đó dựa vào ghế, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Nam Cung Yến ngồi bên cạnh cũng hài lòng với bữa ăn của mình, chỉ đến khi hai người thấy Trần Triệu Dương quay lại, mới nhận ra trên bàn không còn bao nhiêu đồ ăn, điều này khiến hai cô gái đột nhiên có chút ngượng ngùng. Bất lực, Trần Triệu Dương chỉ đành dọn đồ ăn thừa. Sau lần này, anh đã biết rõ được dạ dày của hai cô nàng to cỡ nào, sau này nấu cơm cần phải nấu nhiều hơn nữa. Hôm nay anh sẽ dạy em tu luyện như thế nào? Vốn dĩ không được truyền ra ngoài nhưng vì anh đã hứa sẽ dạy cho em, sau này ta mong em sẽ khắc cốt ghi tâm, đừng làm những việc trái lương tâm. Nếu không, dù em có đi đến tận cùng thế giới thì anh cũng sẽ thu lại hết tu vi của em, Trần Triệu Dương nghiêm nghị nói. Vâng, nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói, Tuyên Hoàng cũng trở nên nghiêm túc. Sau đó, Trần Triệu Dương bắt đầu dạy cô tu luyện. Điều mà Trần Triệu Dương không ngờ là Tuyên Hoàng rất nhanh đã bắt đầu vòng châu thiên đầu tiên. Các linh khí xung quanh bắt đầu chạy vào cơ thể Tuyên Hoàng. Thiên phú của cô nhóc này cũng thật là tốt, cảm nhận được trạng thái tu luyện của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương rất hài lòng. Xem ra không hề dạy sai, có điều Trần Triệu Dương vẫn có chút nghi ngờ về lai lịch của Tuyên Hoàng. Tuy rằng cô nhóc Tuyên Hoàng này không nói sự thật, nhưng Trần Triệu Dương đại khái biết được thân phận của Tuyên Hoàng, nếu thật sự như anh đoán thì tâm tính nhất định sẽ không tồi. Trần Triệu Dương cả đêm không ngủ, cũng không đi luyện tập. Anh sợ rằng Tuyên Hoàng lần đầu tiên luyện tập sẽ xảy ra vấn đề. May mắn thay, trong đêm này, Tuyên Hoàng luyện tập rất thuận lợi, và không có gì sai sót. Sau nửa đêm, Trần Triệu Dương cũng không ở lại phòng Tuyên Hoàng mà rón rén trở về phòng của Nam Cung Yến. Điều làm Trần Triệu Dương ngạc nhiên là, Nam Cung Yến chưa ngủ mà đang ngồi trên giường tu luyện. Trần Triệu Dương cũng không lãng phí thời gian,
ngay lập tức bắt chéo chân và bắt đầu tu luyện bên cạnh Nam Cung Yến. Tu luyện bên cạnh Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương vô cùng ngạc nhiên bởi sự dày đặc của linh khí, vốn dĩ khi Nam Cung Yến ở trên giường, anh ở dưới sàn thì anh đã cảm thấy linh khí đã rất mạnh rồi, không ngờ lại gần, sức mạnh lại càng tăng thêm. Đè lại kích động trong lòng, Trần Triệu Dương lập tức bắt đầu tu luyện. Khi Trần Triệu Dương tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh cảm thấy buổi tu luyện đêm qua bằng cả 10 đêm tu luyện trước đây, quả thật là quá hiệu quả. Anh có linh cảm, chân khí trong cơ thể anh đã tới biên giới đột phá, nhưng anh không có cảm giác đột phá, vì không thể đột phá nên chỉ có thể tiếp tục nén chân khí lại trong người. Vợ ơi, buổi sáng tốt lành, Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến lông mi khẽ nhúc nhích, cười nói. Nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến mới thu hồi công lực và mở mắt ra. Buổi sáng tốt lành, em có cảm giác như sắp đột phá rồi, Nam Cung Yến ngẩng đầu, nhìn Trần Triệu Dương, cười nói. Đừng nóng lòng muốn đột phá, đợi anh luyện khí lại cho em lần nữa, sau đó mới tính đến chuyện đột phá. Trần Triệu Dương không ngờ Nam Cung Yến lại đột phá sớm như vậy, nhưng anh muốn Nam Cung Yến tích lũy đến một trình độ nhất định như anh, rồi mới đột phá. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt Nam Cung Yến phải nén chân khí, dù sao chuyện như vậy quá đau đớn, anh không đành lòng để vợ phải chịu tội như vậy. Được rồi, nghe theo anh, sau khi nghe Trần Triệu Dương nói xong, Nam Cung Yến cũng không phản bác, dù sao thì về chuyện tu luyện Trần Triệu Dương mới có quyền lên tiếng. Anh qua xem Tuyên Hoàng đã, xem thử cô ấy thế nào rồi, Trần Triệu Dương chợt nghĩ đến Tuyên Hoàng vẫn đang tu luyện, anh liền đứng lên bước đến phòng của Tuyên Hoàng. Trần Triệu Dương dùng khả năng nhìn xuyên thấu quét một lượt, nhìn thấy Tuyên Hoàng vẫn miệt mài tu luyện, anh cảm thấy vô cùng hài lòng, không ngờ con bé Tuyên Hoàng nhí nha nhí nhố này lại nhẫn nại tu luyện đến vậy, xem ra quả đúng là người có thiên phú rồi. Nếu Tuyên Hoàng đã không có gì đáng lo, Trần Triệu Dương cũng yên tâm đi xuống lầu, bắt tay vào nấu bữa sáng. Lúc Trần Triệu Dương vừa nấu xong bữa sáng, ngoài cửa liền vang lên hồi chuông cửa. Anh nhìn xuyên qua cửa thì thấy hai người hôm qua vừa đến là Phạm Thanh Thanh và Vu Hòa Vĩ. Có người đến à, để em ra mở cửa. Ngay lúc Trần Triệu Dương định bước ra mở cửa, Tuyên Hoàng giống như một con bướm vụt từ trên lầu xuống, chạy ra ngoài cửa. Đối với chuyện này, Trần Triệu Dương cũng không ngăn cản. Với dáng vẻ vụt chạy vừa rồi của Tuyên Hoàng, xem ra cô ấy đã có bước đầu nhập môn, nhưng chỉ cần một đêm đã có thể nhập môn thì quả thật có thiên phú hơn nhiều so với đám Giang Tử Phong rồi. Sau đó, Trần Triệu Dương cũng không xen vào nữa, lúc này Nam Cung Yến cũng đã xuống lầu, tu luyện cả đêm chẳng những cô không có chút mệt mỏi nào, trái lại tinh thần lại càng thêm sảng khoái. Vợ ơi, lát nữa anh phải đi ra ngoài một chút, là người hôm qua tìm anh khám bệnh, Trần Triệu Dương dặn dò Nam Cung Yến trước khi hai người Phạm Thanh Thanh bước vào. Nhanh không, nghe Trần Triệu Dương nói thế, Nam Cung Yến ngập ngừng nói, mấy ngày qua ngày nào cũng đều ở cạnh Trần Triệu Dương. Đột nhiên anh bảo muốn đi ra ngoài nên cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhanh lắm, chỉ khám cho một bệnh nhân mà thôi, anh khám xong sẽ về nhà ngay, Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng không nỡ của Nam Cung Yến thì trong lòng vui vẻ không thôi. Được rồi, đi sớm về sớm đấy, Nam Cung Yến gật đầu, dù sao chuyện trị bệnh cứu người cũng không thể chậm trễ. Chào anh Trần, mới sáng sớm đã quấy rầy anh, thật sự không hay lắm, xin anh thứ lỗi. Phạm Thanh Thanh nhìn thấy Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đang ăn sáng, nhất thời có chút ngại ngùng nói. Không có gì đâu, có muốn ăn sáng cùng không? Trần Triệu Dương xua tay, anh không ngờ sau một đêm mà hai người này đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu họ nhờ mình trị bệnh cho bệnh nhân kia, thì nhất định phải giúp mình điều tra manh mối rồi. Được chú, điều làm Trần Triệu Dương không ngờ là Phạm Thanh Thanh này lại chẳng thèm khách sáo mà gật đầu đồng ý ngay, hơn thế nữa còn thẳng thừng ngồi xuống ăn ngon lành. Anh không ngồi xuống ăn sao, Trần Triệu Dương chỉ hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng không có để ý nữa, quay sang hỏi Vu Hòa Vĩ vẫn đang đứng ngây ra đó. Không, không cần đâu anh Trần, tôi không thấy đói, Vu Hòa Vĩ liên tục xua tay, ánh mắt của Trần Triệu Dương nhìn anh ta ngày hôm qua, đã làm anh ta tối về đi ngủ còn gặp ác mộng nữa, lúc này anh ta vẫn đang cực kỳ sợ Trần Triệu Dương, anh ta cũng không dám ngồi cùng bàn ăn cơm với Trần Triệu Dương đâu. Tùy anh vậy, Trần Triệu Dương không màng tới nữa. Tiếp tục ăn. Tuyên Hoàng đứng nhìn một màn này rồi vội vã gia nhập lực lượng giành đồ ăn. Ngon quá, lúc Phạm Thanh Thanh ăn miếng đầu tiên thì hai mắt liền sáng lên, mở miệng cảm thán không thôi. Món này ngon quá, còn món này nữa, tôi chưa từng ăn món nào ngon như vậy đâu, đây đúng là món ngon nhất trên đời mà. Sau khi Phạm Thanh Thanh bỏ vào miệng muỗng đầu tiên, thì ăn liên tục không dừng, ăn một miếng lại khen một câu.
ngon lắm phải không? Đây chính bữa ăn sáng tự tay anh rể em làm đó, hôm nay chỉ có Lộc ăn rồi, những người khác có muốn cũng không được đâu. Nghe Phạm Thanh Thanh không ngứa ớt lời khen ngợi, mặt mày Tuyên Hoàng cũng vô cùng vui vẻ, cô ấy nói. Bữa sáng này là do anh Trần nấu sao? Nghe Tuyên Hoàng nói thế, Phạm Thanh Thanh nhất thời ngẩn ra, cô ta hoàn toàn không ngờ đến, một người mạnh mẽ như Trần Triệu Dương lại có thể nấu được một bàn đồ ăn ngon như vậy, đúng là làm cô ta mở rộng tầm mắt. Mà Vu Hòa Vĩ vốn sơ Trần Triệu Dương như sơ cọp, nhưng khi nghe được bàn đồ ăn này đều do Trần Triệu Dương nấu cũng trợn mắt há mồm, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Chuyện tôi biết nấu nướng làm mấy người giật mình đến vậy à? Nhìn thấy điệu bộ của hai người kia, Trần Triệu Dương cũng muốn cạn lời. Không, không phải thế, chỉ hơi bất ngờ thôi, Phạm Thanh Thanh và Vu Hòa Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, bọn họ nào dám đắc tội với ông thần này. Vốn là hôm qua khi biết Trần Triệu Dương cũng biết y thuật, hai người bọn họ vẫn còn ngờ ngợ, nhưng khi trở về điều tra kỹ càng tư liệu của Trần Triệu Dương, bọn họ mới biết chiến tích của Trần Triệu Dương kinh khủng đến mức nào. Đây cũng là một trong những nguyên do vì sao bọn họ lại kinh ngạc trước tài nấu nướng của Trần Triệu Dương, không phải mọi thiên tài đều dành hết thời gian và công sức cho việc tu luyện sao. Thôi được rồi, ăn no chưa? Nếu no rồi thì đi thôi, đi sớm còn về sớm. Trần Triệu Dương lau miệng rồi đứng lên nói tạm biệt với Nam Cung Yến, sau đó anh bước một mạch ra khỏi cửa. Vâng, nghe Trần Triệu Dương nói thế, Phạm Thanh Thanh vội vã nhét hết đồ ăn vào trong miệng, nhanh chóng nối bước Trần Triệu Dương ra ngoài. Ra đến bên ngoài, nhìn thấy Trần Triệu Dương đã mở cửa ngồi vào xe từ lúc nào, hai người Phạm Thanh Thanh và Vu Hòa Vĩ nhất thời có chút buồn bực, ông tướng này đúng là trời ơi đất hỡi, nhưng vì phải cầu cạnh người ta nên đành chịu đựng vậy. Thưa anh Trần, đây là tư liệu của bệnh nhân, anh xem trước đi, lúc này Phạm Thanh Thanh lấy tư liệu của Trương Hàng từ trong túi sách ra đưa cho Trần Triệu Dương. Không cần đâu, chỉ cần đưa tôi đến trước mặt bệnh nhân là được rồi, Trần Triệu Dương không mảy may để ý đến những thứ này. Mấy sấp tài liệu này làm sao chính xác bằng việc đích thân kiểm tra sức khỏe chứ, anh còn tin tưởng vào y thuật và thị lực của bản thân hơn nhiều. Dù sao thì tình hình bệnh nhân bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra thay đổi, mấy sấp tài liệu này chỉ để tham khảo mà thôi. Nghe Trần Triệu Dương nói thế, Phạm Thanh Thanh có hơi lúng túng cất tư liệu vào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong xe trở nên yên ắng, Trần Triệu Dương cũng vui vẻ thoải mái. Chiếc xe chạy vòng vèo không biết đã qua bao nhiêu con đường. Cuối cùng lái vào một tòa nhà dân cư vô cùng cũ kỹ. Trần Triệu Dương có hơi ngạc nhiên, ở đây chẳng phù hợp chút nào với thân phận của bọn họ cả. Thực lực của hai người này cũng không yếu, với độ tuổi này của bọn họ, sau này có thể đạt đến đại thành là chuyện vẫn có thể xảy ra. Lại nói, bọn họ còn có thân phận là người của chính phủ, sao lại cư trú tại một nơi cũ nát như này? Thành thật không dám giấu giếm gì anh Trần, đây là căn cứ Long Tổ của chúng tôi ở thành phố Long Hải. Có hơi đơn sơ, mong anh bỏ qua cho, đương nhiên Phạm Thanh Thanh cũng nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Trần Triệu Dương, nhất thời xấu hổ giải thích. Không ngờ mấy người nghèo như vậy luôn đấy, bộ nhà nước đối đãi với mấy người tệ bạc lắm à, Trần Triệu Dương không nhịn được trêu chọc. Không phải vậy đâu, là do chúng tôi không muốn hơn thua, quốc gia đối xử với mỗi căn cứ đều rất công bằng. Cái gì cũng lấy thực lực làm quy chuẩn, thực lực mạnh thì lấy được nhiều tài nguyên, còn thực lực yếu thì hớp canh thừa cơm cặn. Phạm Thanh Thanh còn chưa mở miệng, Vu Hòa Vĩ đứng bên cạnh đã lên tiếng với giọng điệu đầy mỉa mai. Hiển nhiên, ngoài mặt thì nói công bằng, nhưng những lời này vẫn nồng nặc mùi uất ức. Theo công việc và năng lực làm việc mà phân chia, thì cũng hợp tình hợp lý mà, không có gì là bất công cả, Trần Triệu Dương cũng không cảm thấy sai ở chỗ nào, ở thế giới võ giả vốn chính là người mạnh là vua, đối mặt với cạnh tranh khốc liệt này mà không chịu đựng nổi thì làm sao có thể trở thành kẻ mạnh chân chính được. Nghe xong lời Trần Triệu Dương thốt ra, Vu Hòa Vĩ mở miệng nhưng cũng không nói ra được câu nào. Anh Trần nói đúng lắm, mời đi bên này, mặc dù Phạm Thanh Thanh cũng có chút bất mãn với quy định này, nhưng những chuyện này có nói với Trần Triệu Dương thì cũng vô ích. Đi theo hai người Phạm Thanh Thanh vào trong, Trần Triệu Dương quốc bộ lên tầng cao nhất của tòa nhà, anh dùng khả năng nhìn xuyên thấu quét một vòng, nhận ra nơi này quả thật rất cũ nát. Trần Triệu Dương vốn còn tưởng rằng người của Long Tổ chọn nơi này làm căn cứ nhằm che giấu thân phận, ở trong e hẳn sẽ cất giấu bí mật to lớn mới phải. Không ngờ đến là bên trong lại trước sau như một, thật sự không hiểu nổi những người này làm việc kiểu gì luôn đấy. Chú Vinh, đã mời được anh Trần đến rồi, khi bước nào trong hành lang, Phạm Thanh Thanh gõ cửa kêu. Không lâu sau, cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi xuất hiện. Thật sự là phiền cậu Trần quá.
mời cậu vào. Sau khi chú Vinh nhìn thấy Trần Triệu Dương thì có chút kích động, nhanh chóng mở miệng mời đám người Trần Triệu Dương vào trong. Mời cậu Trần uống trà, nơi này có chút đơn sơ, mong cậu thứ lỗi, vẻ mặt chú Vinh tươi cười rót trà bưng lên mời. Không cần khách sáo đâu, dẫn tôi đến gặp bệnh nhân trước đi, Trần Triệu Dương xua tay nói. Được rồi, mời cậu đi với tôi, chú Vinh liền gật đầu, cũng không tỏ vẻ bất mãn gì với lời nói của Trần Triệu Dương, trái lại còn rất vui vẻ. Sau khi Trần Triệu Dương đi đến phòng của Trương Hàng, anh nhìn thấy một nam thanh niên mặt mũi thanh tú nhưng vóc dáng lại hơi gầy guộc, đang nằm trên giường được cho thở bằng máy, nhìn sơ qua thì tình hình không mấy lạc quan. Lúc này, Trần Triệu Dương đi đến bên cạnh, đầu tiên anh chỉ quan sát thông thường, sau đó anh dùng khả năng nhìn xuyên thấu quét qua một lượt. Quan sát thêm vài lượt, Trần Triệu Dương đã nắm được kha khá bệnh tình của Trương Hàng. Được rồi, ra ngoài trước đã. Trần Triệu Dương vẫn đứng cách giường của Trương Hàng vài mét, nhưng sau đó lại xoay người ra ngoài. Nghe Trần Triệu Dương nói thế, đám người Phạm Thanh Thanh đều trợn mắt há mồm. Vừa rồi Trần Triệu Dương đi vào phòng rồi đi ra còn chưa tới một phút, sao anh ấy lại lập tức quay người đi ra rồi? Lẽ nào? Nghĩ đến đây, ba người bọn họ nhìn nhau đều thấy được vẻ lo âu trong mắt người đối diện. Sao thế cậu Trần, có phải Trương Hàng cậu ấy? Cậu ấy hết thuốc cứu chữa rồi. Giọng nói chú Vinh run rẩy, nhỏ giọng hỏi. Hở, nghe chú Vinh nói thế, Trần Triệu Dương bỗng dưng hơi sửng sốt, nhìn ông ấy với ánh mắt kỳ lạ. Tôi có nói cậu ta hết cách chữa đâu, tôi sẽ viết ra cho ông một vài thứ, ông đi chuẩn bị đầy đủ rồi đến tìm tôi. Trần Triệu Dương thẳng tay kéo tờ giấy trên bàn ra, viết vào đó một số thứ cần rồi đưa cho chú Vinh. Vậy Trương Hàng thế nào rồi? Phạm Thanh Thanh không kiềm được lên tiếng hỏi. Không phải cô đã thấy rồi sao? Toàn thân nằm yên bất động, nếu không chữa trị kịp thời thì khả năng cao sẽ bị liệt nửa người. Trần Triệu Dương lườm quýt Phạm Thanh Thanh, mình còn chưa chữa nữa đấy, còn sao nữa chứ? Có khác gì ban đầu đâu. Nghe xong lời của Trần Triệu Dương, Phạm Thanh Thanh mới nhận ra mình vừa hỏi một câu vô cùng ngu xuẩn. Ý của cậu Trần là Trương Hàng vẫn còn cứu được à? Chú Vinh ngập ngừng hỏi với vẻ mặt dè dặt. Nếu hết cách cứu chữa tôi còn bảo mấy người đi mua đồ làm gì? Còn không chuẩn bị nhanh đi. Tôi sẽ bắt tay vào bước đầu chữa trị cho cậu ta, sau khi tôi chữa xong rồi, mấy người mang đồ đã mua về thì tôi sẽ hướng dẫn mấy người cách sử dụng. Trần Triệu Dương quay lại trong phòng Trương Hàng. Vu Hòa Vĩ tự chạy đi mua đồ, chỉ còn lại hai người Phạm Thanh Thanh và chú Vinh nhìn Trần Triệu Dương không ngừng vỗ tới vỗ lui trên người Trương Hàng, mặc dù bọn họ cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn không dám làm phiền Trần Triệu Dương. Chú Vinh, chú nhìn kìa, ngay lúc này. Phạm Thanh Thanh đột nhiên chỉ tay vào máy điện tâm đồ bên cạnh máy hô hấp, với vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ rồi nhỏ giọng. Chú Vinh nhìn sang thì thấy sơ đồ nhịp tim của Trương Hàng bắt đầu có gợn sóng, không còn yên ắng như ban đầu nữa mà nhấp nhô lên xuống không ngừng. Đây chắc chắn là kết quả chữa trị của Trần Triệu Dương. Tốt quá rồi, quả nhiên mời cậu Trần đến không sai mà, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, chú Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, càng thêm khâm phục với y thuật của Trần Triệu Dương. Đồng thời trong lòng ông ta cũng dấy lên hy vọng không nguôi. Việc Trần Triệu Dương đã làm cũng khá đơn giản, đó chính là võ vào người nhằm lưu thông máu và kích hoạt lại cơ bắp, nếu không các cơ quan trên cơ thể cậu ta sẽ bị hoại tử vì đã nằm một chỗ trong thời gian dài. Trần Triệu Dương cũng không chỉ võ lung tung, mà đều nhắm vào các vị trí huyệt đạo trên người cậu ta, hơn nữa anh lại còn chậm rãi truyền vào cơ thể cậu ta thêm vài luồng chân khí. Sau một hồi cố gắng, Trần Triệu Dương cũng đã thu hồi lại chân khí bước ra ngoài. Lúc này Vu Hòa Vĩ đi mua đồ cũng đã về, điều này cũng làm Trần Triệu Dương có chút ngạc nhiên, xem ra tổ chức Long Tổ của thành phố Long Hải cũng không vô dụng như anh nghĩ. Nên biết một điều, những loại thuốc Trần Triệu Dương bảo bọn họ đi mua đa phần không thể đến đại một nơi trong thành phố là có thể mua được. Thế mà Vu Hòa Vĩ lại giải quyết êm xuôi trong thời gian chưa đầy 10 phút. Đổ hết số thuốc này vào bồn tắm. Sau đó đặt Trương Hàng nằm vào ngâm, nhớ là chỉ trừ lại một bộ đồ lót còn lại thì lột ra hết, Trần Triệu Dương lựa ra một số loại thuốc, những thứ còn lại đều đưa cho chú Vinh và Vu Hòa Vĩ. Vậy thôi, tôi ra ngoài trước nhé, nghe Trần Triệu Dương muốn lột sạch quần áo của Trương Hàng, Phạm Thanh Thanh có chút lúng túng quay người chạy ra khỏi phòng. Trần Triệu Dương cũng không để ý đến, tiếp tục xử lý đống thuốc còn dư lại. Không phải loại thuốc nào cũng thích hợp để ngâm vào nước. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, lúc này Trần Triệu Dương mới chỉ huy hai người họ nâng Trương Hàng bỏ vào trong bồn tắm. Được rồi, mấy người ra ngoài đi, sau khi làm xong mọi chuyện, Trần Triệu Dương bảo hai người họ đều đi ra ngoài. Chú Vinh,
chú cảm thấy người này đáng tin không? Đây chắc là phương pháp ngâm thuốc rồi, ngâm thuốc có thể làm người thực vật tỉnh dậy sao? Sau khi ra khỏi phòng, Vu Hòa Vĩ ngập ngừng hỏi. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng dù sao cũng nên thử, căn cứ ở thành phố Long Hải của chúng ta vốn đã rất thưa thớt người tài rồi, huống chỉ Trương Hàng lại là chiến hữu của chúng ta, cậu ta xảy ra chuyện chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ biết dốc hết sức thôi, chú Vinh lắc đầu, hiển nhiên cũng không đặt toàn bộ niềm tin vào Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương cũng không quan tâm những người bên ngoài đang nghĩ gì, bây giờ anh chỉ muốn cứu sống Trương Hàng, như thế thì anh có thể biết ai là người đứng sau đang nhằm vào Nam Cung Yến. Dù sao thì nhiệm vụ quan trọng ban đầu của anh cũng là đến thành phố Nam Hải để bảo vệ Nam Cung Yến. Lúc đầu anh còn khá hời hợt vì cho rằng chỉ là đám nhãi nhép, nhưng chuyện lần này đã đánh cho anh một hồi chuông cảnh tỉnh. Người có mưu đồ với Nam Cung Yến đang ẩn núp trong bóng tối kia vẫn một mực yên ân, và nếu như anh không vừa khéo ở trong biệt thự, e rằng Nam Cung Yến đã gặp chuyện vô cùng nguy hiểm rồi. Thật ra việc tắm thuốc rất đơn giản, chỉ cần cho người bệnh ngâm mình trong bồn tắm đã được pha sẵn dược liệu thuốc là được. Nhưng điều không đơn giản chính là muốn phát huy hết tác dụng của thuốc và người bệnh được hấp thụ hoàn toàn thì chỉ có một cách, đó là có người sử dụng chân khí giúp người bệnh hấp thu hiệu quả thuốc. Trần Triệu Dương không có nhiều thời gian để lãng phí cho người bệnh này, cho nên anh không ngại tiêu hao chân khí trong cơ thể giúp Trương Hàng nhanh chóng hồi phục. Cuối cùng Trần Triệu Dương cũng đổ dược liệu vào trong bồn tắm lớn. Vốn dĩ mặt nước vô cùng yên tĩnh thì bỗng chốc sôi cuồn cuộn lên, giống như nước đang được đun sôi vậy. Nằm trong bồn tắm lớn, da rẻ của Trương Hàng nhanh chóng chuyển sang đỏ ửng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Tuy cậu ta hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, cũng biết bây giờ mình đang chịu đau đớn. Nhưng cơ thể đang bị tổn thương nên căn bản cũng không làm được gì nhiều. Hai người vào đi, lúc hai người họ nóng ruột chờ bên ngoài thì giọng của Trần Triệu Dương đột nhiên truyền đến. Hai người họ nghe giọng nói này thì nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Lúc họ thấy Trương Hàng nằm trong bồn tắm lớn với vẻ mặt khổ sở thì lập tức kinh ngạc. Dù gì Trương Hàng đã thành người thực vật một khoảng thời gian rồi. Trong suốt thời gian này, cậu ta vốn không hề có chút cảm giác gì. Nhưng ngâm mình trong bồn tắm thuốc lại có vẻ mặt đau đớn, há chẳng phải việc tắm thuốc này có tác dụng đối với Trương Hàng sao? Hai người đem mấy dược liệu khác trên bàn để vào đây đi, Trần Triệu Dương coi như không thấy vẻ mặt kinh hoàng của hai người họ, anh trực tiếp ra lệnh. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, hai người họ không dám chậm trễ, nhanh chóng đem hết đống dược liệu này vào trong bồn tắm lớn. Vốn dĩ màu sắc của chất lỏng đã hơi nhạt, sau đó bổ sung thêm vài loại dược liệu vào thì lại tỏa ra màu xanh biếc và còn trở nên cuộn trào mãnh liệt hơn. Chuyện này, thấy nước thuốc giống như nước đun sôi, hai người họ nhất thời ngơ ngác, việc tắm trong nước sôi cũng quá kinh khủng rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Trương Hàng, trừ da rẻ trở nên đỏ ửng. Vẻ mặt đau đớn thì không còn phản ứng nào khác, thiết nghĩ chắc là sự va chạm giữa các đặc tính của thuốc khiến cậu ta bình yên vô sự trong nước thuốc sôi sục. Trần Triệu Dương tiếp tục thúc chân khí trong người, không ngừng đả thông kinh mạch đã bị tổn thương trong cơ thể của Trương Hàng và cũng như một số kinh mạch xung quanh. Vốn dĩ Trương Hàng vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, tương tự như trạng thái người thực vật, chính là vì kinh mạch của cột sống bị tổn thương và tắc nghẽn. Chỉ cần được hồi phục, đả thông. Vậy thì cậu ta tất nhiên sẽ có thể tỉnh lại thôi. Không phải ai cũng biết thủ thuật này. Nếu không phải Trần Triệu Dương dùng mắt xuyên thấu, e là cũng không dám nhận làm. Thời gian dần trôi qua, nước thuốc trong bồn tắm lớn trở nên càng ngày càng nhạt đi, mà mặt nước sôi cuồn cuộn cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, sắc mặt của Trương Hằng cũng không còn đau đớn như lúc nãy. Được rồi, cách chữa trị này làm thêm vài lần nữa là được, Trần Triệu Dương rút tay về, sau đó anh lau mồ hôi trên trán và lên tiếng. Cách chữa trị lúc nấy không chỉ là truyền chân khí vào, còn phải kiểm soát chân khí và ánh sáng xanh trong mắt xuyên thấu để tiến hành hồi phục những kinh mạch nhỏ xíu này, một khi kiểm soát không tốt thì e là sẽ khiến cậu ta bị liệt hoàn toàn. Cho nên, Trần Triệu Dương mới tỏ ra mệt mỏi như vậy. Chú Vinh và Vu Hòa Vĩ dĩ nhiên thấy vẻ mặt mệt mỏi của Trần Triệu Dương. Họ liền tỏ vẻ cảm kích. Được rồi, tôi đi trước đây. Trước đó tôi có đưa đơn thuốc để cậu ta bồi bổ cơ thể. Các người giúp cậu ta uống mỗi ngày một lần, Trần Triệu Dương xua xua tay, ngăn hai người họ nói ra lời cảm ơn, rồi trực tiếp căn dặn. Được, để tôi tiễn cậu Trần, chú Vinh gật đầu, bèn kêu Vu Hòa Vĩ mặc đồ cho Trương Hàng, rồi đích thân tiễn Trần Triệu Dương ra ngoài. Đi tới cửa, đúng lúc thấy Phạm Thanh Thanh đang sốt ruột chờ ngoài cửa. Anh Trần, Trương Hàng thế nào rồi, thấy Trần Triệu Dương đi ra, Phạm Thanh Thanh nhanh chóng lên tiếng hỏi han. Cô hỏi họ đi.
Trần Triệu Dương không nói chi tiết, mà trực tiếp đi lướt qua Phạm Thanh Thanh rồi đi xuống lầu. Cô để Vu Hòa Vĩ nói với cô đi, tôi đi tiễn cậu Trần, chú Vinh dĩ nhiên biết Trần Triệu Dương chữa trị quá mệt, không muốn nói nhiều, cho nên không hề bận tâm gì. Phạm Thanh Thanh bĩu môi, sau đó vẻ mặt bức bối chừng mắt nhìn Trần Triệu Dương, lúc này cô ta mới quay người đi vào phòng. Ông vào trong đi, ba ngày sau tới đón tôi lại chữa trị cho cậu ta lần nữa, chuẩn bị đầy đủ dược liệu là được, Trần Triệu Dương không để chú Vinh tiễn anh, mà định gọi xe về. Cậu Trần, hay là tôi tiễn cậu về nhà, nếu không, để cậu một mình gọi xe về thì chúng tôi quá không biết phép tắc rồi, chú Vinh lại lắc đầu, sau đó kiên trì đòi đưa Trần Triệu Dương về. Sau khi lên xe, Trần Triệu Dương nhắm mắt lại, bắt đầu hồi phục chân khí trong cơ thể. Tuy tiêu hao không nhiều nhưng tinh thần rất mệt mỏi. Thấy Trần Triệu Dương nhắm mắt tĩnh dưỡng, chú Vinh cũng không quấy rầy anh mà điều khiển xe vô cùng êm. Phải biết là vì cứu Trương Hàng, họ đã mời không biết bao nhiêu bác sĩ, cũng khám biết bao. Nhiều chuyên gia, của cải trong nhà họ đều trống không, nhưng bệnh của Trương Hàng vẫn không có khởi sắc, cũng không có bác sĩ nào dám bảo đảm, nói chắc chắn có thể chữa khỏi cho cậu ta. Nhưng Trần Triệu Dương lại dám bảo đảm, chỉ cần 3 lần thì có thể làm cho Trương Hàng hồi phục. Cho nên, đối với họ mà nói, họ cơ bản không muốn nghi ngờ lời Trần Triệu Dương nói, vì đây là hy vọng cuối cùng của họ. Nếu lần này chữa không khỏi thì e là họ cũng không còn năng lực kinh tế để tiếp tục chữa trị nữa. Sau khi tới Thiên Sướng Viện, Trần Triệu Dương vốn không vội xuống xe, mà anh ngẩng đầu lên nhìn sang chú Vinh ở ghế lái. Cho tôi số điện thoại của ông, Trần Triệu Dương đột nhiên lên tiếng. À, ồ, điện thoại của tôi, chú Vinh đưa ra, sau đó nhanh chóng đọc số điện thoại của mình. Tôi kê một đơn thuốc, ông theo đó mà bốc thuốc. Trong một tháng thì bệnh cũ của ông sẽ khỏi, Trần Triệu Dương nói, soạn một tin nhắn rồi gửi vào số điện thoại mà chú Vinh nói lúc nãy. Ông đừng quên, ba ngày sau tới đón tôi, Trần Triệu Dương không chờ chú Vinh nói, anh trực tiếp xuống xe, sau đó quay đầu nói với chú Vinh. Tôi biết rồi, cậu Trần, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, chú Vinh đang chìm trong suy nghĩ không dám tin vào mắt mình. Ông ấy đột nhiên tỉnh táo rồi nhanh chóng đáp lại. Vốn đang suy nghĩ phải cảm ơn Trần Triệu Dương, nhưng lúc này anh đã đi vào biệt thự mất rồi. Đúng là cao nhân mà, chuyện này đúng là vượt ngoài mong đợi, thấy Trần Triệu Dương đi khỏi, chú Vinh đột nhiên xúc động. Sau đó, mắt ông ấy nhìn sang đơn thuốc mà Trần Triệu Dương kê cho mình lúc nấy, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Phải biết là những năm đầu ông ấy chấp hành nhiệm vụ, cơ thể bị thương nặng. Tuy sau đó đã chữa khỏi nhưng vẫn để lại di chứng. Mỗi năm khi trời mưa, thì vết thương của ông ấy đau thấu tim, hơn nữa theo thời gian trôi qua, sự đau đớn của ông ấy lại càng kéo dài hơn. Ông ấy cũng tìm vài người bác sĩ, nhưng đều không có tác dụng gì, sau đó ông ấy cũng từ bỏ. Không ngờ, lần này chữa bệnh cho Trương Hàng, tiện thể chữa khỏi bệnh cũ của mình luôn. Trần Triệu Dương dĩ nhiên không biết chú Vinh đang nghĩ gì. Cho dù anh biết thì cũng không để tâm, dù sao, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với anh mà thôi. Cũng may, đi về cũng chỉ mất 2 tiếng, Trần Triệu Dương nhìn thời gian rồi mỉm cười vui vẻ. Hả, sao không có ở đây? Trần Triệu Dương mở cửa biệt thự, phát hiện không có ai. Anh nhanh chóng dùng mắt xuyên thấu quét một lượt, cả biệt thự không một bóng người. Hai người họ cũng không biết đã đi đâu rồi. Tuy Nam Cung Yến có thực lực, nhưng cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Trần Triệu Dương lập tức gọi cho Nam Cung Yến, may là điện thoại đã đổ chuông báo hiệu kết nối được. Được, mọi người ở đó chờ anh. Anh đến tìm bọn em, Trần Triệu Dương biết hai người họ đi mua xăm thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì để bảo đảm an toàn, bản thân ở bên cạnh họ thì càng yên tâm hơn. Sau đó, Trần Triệu Dương bèn vào gara lái một chiếc xe ra ngoài. Cũng may lúc đầu Lữ Đại Vĩ để lại vài chiếc xe trong biệt thự, nếu không thì đúng là không đủ dùng. Tới con đường phồn hoa nhất của thành phố Long Hải, Trần Triệu Dương không mất nhiều thời gian tìm kiếm thì biết hai người họ đang ở đâu. Vì hễ hai người đi tới đâu thì nhất định sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt nhiều người. Nên chỉ cần nhìn thấy nơi nào mọi người đều nhìn về cùng một hướng thì anh biết là họ đang ở đó. Quả nhiên, Trần Triệu Dương đi dọc con phố này, đi tới nửa đường thì trực tiếp rẽ vào cửa hàng đồng hồ, đúng lúc nhìn thấy Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng ở trong đó. Em cảm thấy Trần Triệu Dương đeo chiếc đồng hồ này thì như thế nào? Có chói mắt quá không? Nam Cung Yến chỉ vào chiếc đồng hồ được đính một vòng kim cương vỡ rồi hỏi Tuyên Hoàng. Chị, người như anh rể thì tốt nhất đeo kiểu đồng hồ có khí chất một chút. Mẫu này phô trương quá, Tuyên Hoàng lại lắc đầu.
chị cũng cảm thấy vậy, phiền cô lấy chiếc đồng hồ kia ra cho chúng tôi xem thử. Nam Cung Yến đột nhiên chỉ vào mẫu đồng hồ vô cùng đơn giản mang phong cách cổ xưa và nói. Quý cô thật có mắt nhìn, chiếc đồng hồ này là đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu của chúng tôi, tổng cộng sản xuất 100 chiếc thôi. Chiếc này vừa mới tới cửa hàng chúng tôi ngày hôm nay, nhân viên bán hàng thấy Nam Cung Yến chỉ vào chiếc đồng hồ này thì đột nhiên mắt cô ta sáng lên, bèn nhiệt tình giải thích. Phải biết là nhân viên bán hàng bọn họ đều đã được đào tạo cách nhìn khách rất tốt, Nam Cung Yến vừa vào thì họ biết ngay khách xịn đã đến. Tuyệt đối là người không thiếu tiền, nhất định phải chăm sóc cho tốt. Tuy người phụ nữ xinh đẹp này vừa vào thì luôn kén chọn, nhưng họ vẫn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, hơn nữa chuyên môn nghiệp vụ của họ hiển nhiên rất chuyên nghiệp. Mẫu này không tệ, rất hợp với anh rể. Người nhàm chán như anh ấy chắc chắn thích kiểu đồng hồ này, Tuyên Hoàng không hề khách sáo nói. Mà Trần Triệu Dương vừa vào cửa, nghe thấy lời Tuyên Hoàng nói thì xém chút đã nổi giận. Cô gái nhỏ này, lại dám nói xấu sau lưng mình, lá gan quả thật không nhỏ. Được, lấy mẫu này đi, phiền cô gói lại, Nam Cung Yến rất thích kiểu này. Tuy nhìn thì không lấp lánh gì nhưng lại mang sự sang trọng khiêm tốn, tin là Trần Triệu Dương nhất định sẽ thích. Thấy Nam Cung Yến mua cho mình chiếc đồng hồ như vậy, trong lòng Trần Triệu Dương hơi hổ thẹn. Xem ra chuyện đó phải đề cập lên chương trình hàng ngày mới được, nếu không sẽ có lỗi với lòng tốt của vợ dành cho mình. Vâng, thưa cô, phiền cô chờ một lúc ạ, nhân viên bán hàng nghe vậy thì vẻ mặt bỗng dưng vui vẻ hẳn. Tư vấn cả nửa ngày trời cũng coi như không phụ lại sự phục vụ của họ, cô đã mua đồng hồ mắc nhất trong cửa hàng. Không cần đâu, chính ngay lúc này, một giọng ở đâu đó bỗng dưng vang lên. Đột nhiên sắc mặt của cô nhân viên bán hàng kia thay đổi, cô ta ngẩng đầu lên. Còn Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng thì rất ngạc nhiên khi thấy Trần Triệu Dương xuất hiện tại cửa hàng đồng hồ. Bọn họ cũng không ngờ Trần Triệu Dương đến nhanh như vậy, hơn nữa còn đúng lúc tìm được hai người họ. Cô à, cái này, cô nhân viên bán hàng thấy đối phương chắc có quen biết, cô ta hơi nghi ngờ hỏi lại. Mặc kệ anh ấy, cô cứ gói nó lại đi, tôi thanh toán ngay, nghe nhân viên bán hàng nói vậy, cô không thèm chào hỏi Trần Triệu Dương mà trực tiếp nói với cô ta. Cô còn tưởng Trần Triệu Dương sợ bị mất mặt khi mình mua đồng hồ tặng anh ở nơi công cộng. Không cần đâu, anh sẽ đeo luôn, Trần Triệu Dương đột nhiên đi vào rồi lại lên tiếng lần nữa. Vốn dĩ cô nhân viên bán hàng hơi khó chịu, nhưng sau khi nghe Trần Triệu Dương nói xong thì đột nhiên thở phào. Thì ra là cô ta hiểu lầm. Cô ta còn tưởng người đàn ông này không muốn để người phụ nữ này trả tiền, không ngờ, cuối cùng vẫn là người phụ nữ này trả tiền, xem ra là một trai bao dựa hơi phụ nữ rồi. Nhưng vì được đào tạo rất chuyên nghiệp nên cô ta nhanh chóng lấy chiếc đồng hồ trưng trong tủ ra đưa cho Trần Triệu Dương. Vợ à, anh rất thích, cảm ơn em, Trần Triệu Dương đi lên, nhìn chằm chằm vào Nam Cung Yến và nói. Sao anh tới đây nhanh vậy? Em còn muốn đem lại bất ngờ cho anh, thấy Trần Triệu Dương tới thì Nam Cung Yến trách cứ anh. Ha ha, hay là anh giả bộ không biết, em mua trước đi, sau đó hãy tặng lại anh, Trần Triệu Dương cười một tràng rồi nói đùa. Đúng là trẻ con. Không thèm để ý tới anh, mau đi thử đi, xem có hợp với anh không, Nam Cung Yến trợn mắt rồi cũng bất lực nói với anh. Nhất định rất hợp rồi, vợ anh chọn là tuyệt vời nhất mà, Trần Triệu Dương tỏ ra chắc chắn, anh lập tức đi tới trước tủ trưng bày. Để em đeo cho anh, Tuyên Hoàng bên cạnh đẩy Nam Cung Tuyết một cái. Cô hốt hoảng bước, nhanh lên trước, nhận lấy đồng hồ từ tay của cô nhân viên bán hàng và đeo lên giúp Trần Triệu Dương. Rất hợp, chính là nó rồi. Thấy Trần Triệu Dương đeo đồng hồ mình mua, trong lòng Nam Cung Yến rất vui mừng. Sự vui vẻ này không hề như lúc trước, dường như trang điểm cho Trần Triệu Dương xong cũng có thể mang lại cảm giác thành tựu cho cô vậy. Giống như đây là giác ngộ của một người vợ. Trần Triệu Dương dĩ nhiên biết tâm trạng lúc này của Nam Cung Yến, chuyện đồng hồ đại loại vậy, anh cũng không đam mê, ngay cả điện thoại anh cũng đổi sang hợp kim. Dù gì anh cứ đi đánh đấm với người khác, đánh qua đánh lại nên cũng đổi biết bao nhiêu cái điện thoại rồi. Chiếc đồng hồ này xem ra có vẻ chắc hơn điện thoại nhưng e là cũng chịu không nổi một đòn của cường giả cấp bậc hậu thiên, chứ đừng nói người có cấp bậc như anh. Sau đó, Nam Cung Yến trả tiền xong, vốn dĩ Trần Triệu Dương còn tưởng vài chục ngàn tệ đã là mắc rồi, không ngờ đồng hồ này có giá hơn 1 triệu tệ. Nhưng Trần Triệu Dương không có khái niệm về tiền bạc, tuy anh hơi bất ngờ nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Còn đồ đạc mà hai người mua đâu? Đừng nói cả buổi sáng mà chỉ mua mỗi chiếc đồng hồ này thôi chứ. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Trần Triệu Dương đột nhiên thở phào, sau đó hỏi Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng. Anh đoán xem,
Nghe Trần Triệu Dương có vẻ nghi hoặc, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng nhìn nhau rồi lộ ra nụ cười tinh nghịch. Thấy nụ cười kỳ quái của hai người, Trần Triệu Dương hơi do dự hỏi, không chỉ một cái đồng hồ mà còn có thứ khác nữa phải không? Trong xe ở bãi đỗ, thấy Trần Triệu Dương đã đoán ra, hai cô vui vẻ bật cười. Các em mua bao nhiêu thứ vậy, thấy hai người cười vui vẻ như vậy, Trần Triệu Dương hơi nghỉ hoặc. Ha ha, thấy rồi anh sẽ biết. Được rồi, chúng ta đi ăn trước, cơm nước xong lại dạo thêm một vòng nữa, Nam Cung Yến không nói thêm gì mà kéo Trần Triệu Dương đến nhà hàng. Hai ngày nay, cả thành phố Long Hải luôn trong tình trạng sợ bóng sợ gió, bởi vì nhà họ Chu trong ba thế gia kinh doanh nổi tiếng đột ngột bán đổ bán tháo gia sản. Cả nhà họ Chu di cư sang Đông Nam Á, nguyên nhân thì không rõ, có rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người thông minh đã nhận ra được có gì đó không ổn. Nhà họ Thương bị diệt, nhà họ Chu phải trốn đến Đông Nam Á xa xôi, mấy chuyện này đều xảy ra sau khi cậu Trần đến thành phố Long Hải, cộng thêm chuyện hai nhà này từng gây mâu thuẫn với Trần Triệu Dương. Nếu nói đến người có thể khiến hai gia tộc kinh doanh lớn là nhà họ Thương và nhà họ Chu xảy ra tình trạng như vậy ở thành phố Long Hải thì e là chỉ có Trần Triệu Dương. Suy cho cùng, dù có là nhà họ Hạ, họ cũng không có dễ dàng đối phó với hai nhà này như vậy. Sau khi nhà họ Chu xảy ra chuyện, bầu không khí cả thành phố Long Hải đều trở nên căng thẳng. Dù là thế giới ngầm hay các gia tộc khác, ai cũng ra lệnh giới nghiêm. Ảnh của Trần Triệu Dương và những người cạnh anh đều được các gia tộc lớn phát cho con cháu. Nếu bất kỳ ai đắc tội với Trần Triệu Dương và người cạnh anh thì sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Ngày thứ ba, người đến đón Trần Triệu Dương là Vu Hòa Vĩ. Anh Trần, thấy Trần Triệu Dương đi ra, Vu Hòa Vĩ lập tức kính cẩn mở cửa cho anh. Đi thôi, Trần Triệu Dương lên xe, hai người lái thẳng đến căn cứ của họ. Long tổ của các anh chỉ có bốn người à, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ nên hỏi. Không phải. Thật ra người của Long Tổ ở thành phố Long Hải còn vài thành viên nữa nhưng họ đã đi làm nhiệm vụ, bây giờ chỉ còn bốn người bọn tôi ở lại, Vu Hòa Vĩ giải thích. Đường đường là Long Tổ mà thực lực của các anh kém thế, Trần Triệu Dương chê bai chẳng hề nể nang ai. Bọn tôi cũng hết cách rồi, lúc đầu khi gia nhập, Long Tổ ở thành phố Long Hải đã như vậy rồi. Bọn tôi không thể hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ cả, cuối cùng là người nhận được tài nguyên ít nhất. Lâu dần thực lực của Long Tổ ở thành phố Long Hải cũng dần tụt xuống áp chót. Vu Hòa Vĩ thở dài, vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng khi mình trở thành thành viên của Long Tổ thì sẽ tạo ra thành tích to lớn nhưng không ngờ lại như vậy. Long Tổ của các anh không một ai có năng lực mạnh cả sao, Trần Triệu Dương nhướng mày, anh không tin Long Tổ chỉ có một đám người yếu tới vậy. Dù đây chỉ là một chi nhánh ở thành phố Long Hải nhưng cũng không nên có tình trạng thảm hại như thế. Có thì có nhưng, nghe nói vậy. Vu Hòa Vĩ hơi kích động nhưng sau đó sắc mặt trở nên u ám, không nói tiếp nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.